Chương 2270, đánh có mức độ. Thật ra, ban phòng vụ tuy nói là lo toàn cục phòng bị của quốc gia đấy. Nhưng thật ra là không chỉ huy nổi quân khu Bắc Kinh. Hai đơn vị cấp bậc trình tự không sai biệt lắm, chỉ có điều chức năng phân công có chỗ khác nhau thôi. Mà đầu não của quân khu Bắc Kinh nằm ở ủy ban quân giới. Đối với bộ phận phòng vụ mà nói cũng giống như vậy. Ủy ban quân giới mới là bộ phận có quyền lực cao nhất. Mà chủ tịch cũng kiêm luôn cả chức chủ tịch ủy ban quân giới. Đương nhiên, trưởng ban phòng vụ đều là ủy viên ủy ban quân giới. Hơn nữa, phần lớn còn kiêm cả chức ủy viên quốc hội, một trong những thành viên của đảng ủy. So với những nhân vật của các đại quân khu phía dưới. Cấp bậc lại cao hơn một bậc nữa. Ha ha, Thiên Đào là một đồng chí tốt, rất quan tâm đến an ninh quốc phòng. Tiếu Thiết Phong mỉm cười, nói. Tiếu Hệ lại thêm được một lực lượng kiên cố nữa, đương nhiên là lão vui mừng rồi. Đương nhiên, la bài cuối cùng lần này cũng là việc được tính toán từ lâu. Việc của Diệp Phàm là đốt một mồi lửa, để khiến Trịnh Thiên Đào vào được Tiếu Hệ nhanh hơn. 2. Trịnh Thiên Đào đột nhiên nhíu mày, dường như Tiếu Thiết Phong hiểu được, có lẽ là tên này đã gặp phải chuyện tự mình không thể giải quyết được mới phải cầu đến Tiếu gia. Đương nhiên, nếu Trịnh Thiên Đào kiên quyết biểu lộ thái độ kiên quyết gia nhập bộ máy của Tiếu Hệ, thì Tiếu gia đương nhiên sẽ giúp y giải quyết một số việc khó nhằn. Là một người cầm lái Tiếu gia, nếu không có thực lực thì những thành viên khác sẽ không phục. Chỉ có điều, hình như Tiếu Thiết Phong có chút tò mò. Trịnh Thiên Đào rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà đến y cũng không thể giải quyết được. Việc này nhất định là đại sự rồi. Trong lòng Tiếu Thiết Phong còn âm thầm cảm kích vì việc này đến khá đúng lúc. Nếu không, cũng không biết đến bao giờ Trịnh Thiên Đào mới hạ quyết tâm bày tỏ thái độ. Hình như ba trong lòng có chuyện không thoải mái đúng không? Thấy ánh mắt của cha nhìn mình, Tiếu Quân cũng cực kỳ thông minh, liền mở miệng hỏi luôn. Cái này, đương nhiên là mở một con đường cho Trịnh Thiên Đào. Bằng không, nếu Trịnh Thiên Đào tự mình sẽ rất khó mở lời. Có thể giúp Trịnh Thiên Đào giải quyết được một chuyện khó khăn thì càng có thể xây dựng tính quyền uy của Tiếu gia trong lòng Trịnh Thiên Đào. Tuy nhiên, Tiếu Quân đột nhiên hiểu ra mục đích của cha mình khi giữ mình ở lại, trong lòng gã không khỏi tán thưởng ông thủ đoạn cao minh, làm sao mà ông lại biết được buổi tối Trịnh Thiên Đào đến là có việc chứ? Thật là tài giỏi. Ngày 30 tháng 12, Trịnh Thiên Đào cũng thuận thế mà tiến lên, đem chuyện của Tuyết Hồng và Trịnh Thanh kể lại một lần. Tuy nhiên, vừa nói xong chỉ nghe thấy Tiếu Quân bật thốt lên. Tại sao lại là anh ta chứ? Trịnh Thiên Đào vừa nghe, dường như Diệp Phàm kia Tiếu gia đã sớm biết rồi. Sắc mặt của Tiếu Quân còn có chút tức giận, Trịnh Thiên Đào quay sang trộm nhìn Tiếu Thiết Phong một cái, y cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì, y phát hiện sắc mặt của Tiếu Thiết Phong dường như cũng có chút thay đổi. Tuy không hiện ra rõ ràng, nhưng bằng cảm giác của mình Trịnh Thiên Đào có thể cảm nhận được vẻ mặt Trịnh Thiên Đào tuyệt đối là có chút khác thường. Lần này, trong lòng Trịnh Thiên Đào cảm thấy, đồng chí Diệp Phàm này đúng là có danh tiếng thật. Ha ha, Diệp Phàm và nhà chúng tôi có chút quan hệ. Tiếu Thiết Phong thản nhiên cười nói, liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Đào một cái, nói. Con gái của tôi, Thập Lục Muội chính là do cậu ấy làm mai cho. Đương nhiên, lúc ấy cũng có tướng quân Cung Khai Hà đi cùng. Trịnh Thiên Đào vừa nghe, không lòng không khỏi thất vọng. Tiếu Thiết Phong nói như vậy, không phải là đang nói hôm nay mình tìm nhầm cửa rồi sao? Cái này, tôi thật sự không biết. Rất xin lỗi trưởng ban Tiếu. Trịnh Thiên Đào ấp ủng nói, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết thế này thì đã đi tìm Tiền Thành Đông rồi. Ha ha, Thiên Đào, cậu không cần phải áy náy trong lòng. Thật ra, lúc trước việc hôn nhân này tôi cũng không muốn lắm. Về sau, con gái tôi thích cậu Vương kia quá, cho nên cũng không nỡ chia cắt chúng. Còn về phần Diệp Phàm, thì chỉ là một thuyết khách thôi. Tiếu Thiết Phong nói những lời này, giống như là thuốc an thần cho Trịnh Thiên Đào vậy. Vậy chuyện này, tôi không biết làm thế nào mới được. Trịnh Thiên Đào có ý thỉnh cầu. Hai, các cậu, chuyện này nếu cứ gây sức ép xuống thì cũng không ra cái gì. Thiên Đào, cậu nói một chút xem, cậu muốn xử lý như thế nào. Tiếu Thiết Phong nói với giọng thân thiết, giống như đang trưng cầu ý kiến vậy. Điều này khiến Trịnh Thiên Đào vô cùng thỏa mãn, cảm nhận được sự quan tâm của Tiếu gia. Đương nhiên, Tiếu Thiết Phong bàn bạc với mình không đồng nghĩa với việc mình và ông ta ngang hàng nhau được. Hơn nữa, Tiếu gia và Diệp Phàm có mối quan hệ không rõ ràng.
Trong đầu Trịnh Thiên Đào cũng thay đổi một số ý tưởng. Tôi thấy tên kia cũng quá là ra vẻ ta đây. Người như thế nên dạy cho một bài học mới được. Nếu không, hắn sẽ nghĩ Bắc Kinh này là thiên hạ của hắn mất. Một số đồng chí, căn bản là không giống với người của đảng chút nào. Một cán bộ cấp giám đốc Sở lại ra tay đánh người như vậy, không phải côn đồ thì là cái gì? Không ngờ lúc này Thiếu Quân lại moi việc ác của Diệp Phàm ra mà nói. Trưởng ban Thiếu, phải nên cho Diệp Phàm một bài học. Tuy nhiên, người trẻ ai cũng có sai lầm cả. Chúng ta cũng không nên một gậy đánh chết hắn, có đúng không? Trịnh Thiên Đào đưa ra quyết định. Nghĩa là đánh Diệp Phàm với mức độ vừa phải thôi. Phỏng chừng, Trịnh Thiên Đào cũng có chút tâm đắc. Bởi vì y không đoán ra được mối quan hệ giữa Diệp Phàm và Tiếu gia. Miệng Tiếu Thiết Phong nói không có gì như vậy, nhưng nếu Diệp Phàm chẳng có quan hệ gì với Tiếu gia, thì hắn có đến để làm mối được không? Ha ha, việc này tôi sẽ nói với đồng chí Cung Khai Hà một chút. Tiếu Thiết Phong nói một câu, Trịnh Thiên Đào cũng hiểu mục đích của mình đã đạt được rồi, cùng liền cáo từ ra về. Trong lòng y vẫn có chút nhộn nhạo, cảm thấy đường dễ đi hơn nhiều rồi. Tin tưởng rằng có sự hứa hẹn kia của Tiếu Thiết Phong thì Diệp Phàm sẽ không còn làm được sóng gió gì nữa. Cùng thời gian đó, tại khách sạn Hoàng Thành Căn ở Bắc Kinh. Diệp Phàm phanh xe dừng ở bãi đỗ xe của Hoàng Thành Căn. Buổi tối, người đến đây ăn uống không ít chút nào, bãi đậu xe lớn như vậy mà đã chật ních rồi. Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngô Chính Phong đã sớm đứng ở bãi đỗ xe. Vừa thấy Diệp Phàm lập tức đi đến. Tuy nhiên, Ngô Chính Phong hiển nhiên vẫn chậm vài bước. Bởi đã có một thanh niên nhanh chân hơn đến mở cửa xe cho hắn, còn cười nói lớn. Anh Diệp, mấy tháng không gặp rồi, phong thái vẫn như thế. Ha ha, Tiểu Lan Tử, cậu cũng không tệ chút nào, có phải là có Tô Lâm Nhi nên mới được vậy không? Diệp Phàm vỗ nhẹ lên vai Lam Tồn Quân, cười nói. Đương nhiên là thế rồi, anh không thấy là tóc của Tiểu Lan Tử càng ngày càng bóng loáng à? Cái này gọi là, dịch hạnh phúc, có hiểu không? Trương Cường cười nói, Vương Nhân Bàng đứng bên cạnh cũng góp lời. Hạnh phúc thích nhỉ? Ha ha, bây giờ tôi mới cảm nhận được, có người hình như rất thảm thì phải. Thời gian này, quá hạnh phúc kia mà. Lam Tồn Quân liếc nhìn Vương Nhân Bàng một cái, miệng nói châm chọc. Hừ, mọi người có phát hiện không? Nhân Bàng này không đêm nào không làm chuyện đó cả. Vương Nhân Bàng đắc ý cười nói. Làm cái con khỉ, nghe nói đồng chí Nhân Bàng tối nào cũng phải làm công tác dưỡng thai, chưa hề được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Lang Phá Thiên nói, thiếu chút nữa khiến Vương Nhân Bàng nghẹn ứ cổ. Gã hung hăng trợn mắt nhìn Lang Phá Thiên, nói. Có phải là ngứa tay rồi không, có muốn thử vài cái không nhỉ? Anh mày không thích tự tìm lấy tai vạ. Lang Phá Thiên khoát tay, sau đó tránh ra một bên. Bí thư Diệp, hai tháng rồi không gặp. Càng ngày càng có phong thái đấy nha. Lúc này, Ngô Chính Phong mới bước lên chào hỏi. Nào, Cục trưởng Ngô, tôi giới thiệu cho anh mấy người bạn này. Diệp Phàm cười nói, chỉ vào Thiết Chiêm Hùng nói. Vị này anh biết rồi, đại ca của tôi, Thứ trưởng Thiết Chiêm Hùng. Vị này là Cục trưởng Lang Phá Thiên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh vệ Trung ương. Theo lời giới thiệu của Diệp Phàm, Ngô Chính Phong thiết chút nữa nghẹn cả cổ họng. Trong lòng không khỏi nói thầm, không thể tưởng tượng được những người này lại có chức vụ ghê gớm như vậy. Cục trưởng Ngô chợt cảm có cảm giác, rằng liệu đây có phải là thành viên trong bộ máy của Diệp Phàm không? Cục trưởng Ngô nhất thời kinh ngạc, có thể được vào bộ máy có thực lực như vậy, thì là ước mơ của nhiều người, và đương nhiên có cả Cục trưởng Ngô trong đó rồi. Mấy người thào lao một hồi rồi bước vào phòng. Đối với con người Ngô Chính Phong, Diệp Phàm cũng đã theo dõi một thời gian. Cảm thấy người này không tệ lắm, hơn nữa có tiềm lực để lên cao. Cho nên, tối nay mới dẫn gã đến, thật ra cũng là để mọi người cùng gặp mặt một chút. Tuy nhiên, đi vào phòng riêng, khi sắp xếp chỗ ngồi lại khiến cho Ngô Chính Phong rung động một phen. Theo lý mà nói, trong những người này, Thiết Chiêm Hùng cấp bậc cao nhất thì sẽ ngồi ở vị trí chủ tọa. Nhưng kết quả lại là Thiết Chiêm Hùng phải mời Diệp Phàm ngồi ở vị trí đó. Điều này khiến cho Ngô Chính Phong cảm thấy thật sự kinh hãi và khó hiểu. Cái này, hoàn toàn là trái ngược với lẽ thường. Tuy nhiên, Ngô Chính Phong cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra được đôi chút. Nếu đây là bộ máy của Diệp Phàm, thì đương nhiên Diệp Phàm là chủ soái và được ngồi ở vị trí chủ tọa rồi.
ngay cả thứ trưởng Thiết Chiêm Hùng cũng phải ngồi bên cạnh. Chính điều này đã làm chắc chắn thêm quyết định gia nhập Diệp hệ. Đại ca, chuyện của anh em họ Trịnh giải quyết xong chưa? Trương Cường vẻ mặt ân cần hỏi han. Vẫn đang giải quyết, phỏng chừng còn có cành ngang đấy. Diệp Phàm nói. Mẹ kiếp, nếu là tôi thì tôi sẽ tóm thằng nhóc Trịnh Thanh kia lại rồi cho tàn phế luôn. Dám ức hiếp em gái của Thiên Thông, có phải không muốn sống nữa không? Lang Phá Thiên không kìm nổi, buông ra những lời thô tục. Được rồi, hãy khoan dung độ lượng đi. Tuy là phải cho một bài học thật, nhưng thằng nhóc đó cũng coi như đã gặp báo ứng rồi. Đối với một người đàn ông mà nói, như vậy thật thê thảm. Diệp Phàm khoát tay nói. Việc này, chắc anh em nhà họ Trịnh sẽ không bỏ qua đâu, việc này không thể điều hòa được nữa rồi. Lam Tồn Quân nói. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Nếu không, bọn họ đã không sai khiến đội trưởng cảnh sát hình sự Thái Cường vi phạm quy định được. Nếu một nhà bình thường, chắc chắn không có hy vọng lật lại được. Tuy nhiên, hiện tại Thái Cường đã bị cho thôi chức rồi. Người này cũng thật không có đầu óc, không ngờ lại không biết Bí Thư Diệp là một người lợi hại như vậy. Lấy trứng chọi với đá, việc ngu ngốc như thế mà hắn cũng làm được. Lúc này, Ngô Chính Phong cũng nói xen vào một câu. Nói đến đây, gã quay đầu nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Bí Thư Diệp, Thái Cường nên xử lý thế nào? Mời anh cho chỉ thị. Chương 2271, cung khai hà sĩ mặt ra. Ha ha, tôi tin rằng cục trưởng Ngô sẽ xử lý tốt. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, đối với Thái Cường, hắn căn bản là không để vào trong mắt. Theo cấp bậc chức vị lên cao, ánh mắt của Diệp Phàm cũng cao lên. Cán bộ cấp cục trưởng giống Thái Cường tất nhiên là chưa lọt vào trong mắt Diệp Phàm rồi. Tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý người này. Ngô Chính Phong vẻ mặt nghiêm chỉnh mà nói, ánh mắt tín nhiệm của Diệp Phàm thế kia làm cho người này cảm thấy tương đối được tin dùng. Diệp Phàm, nghe nói Bí thư Đảng ủy Công an Bắc Kinh đồng chí Trần Gia Hòa phỏng chừng sẽ chuyển sang bên Đảng ủy Công an Trung ương. Lúc này, Thiết Chiêm Hùng ra vẻ thuận miệng nói, tuy nhiên, ánh mắt Diệp Phàm xéo qua mới phát hiện, lỗ tai Ngô Chính Phong lập tức liền bị dựng ngược lên. Anh Thiết, đây chắc không phải là tin đồn vô căn cứ chứ? Diệp Phàm cười cười, thay Ngô Chính Phong hỏi luôn những lời này. Ha ha, các bộ và lẫn ban ngành bên đó chém gió thôi mà. Trần Gia Hòa muốn vào bên Đảng ủy Công an Trung ương, việc này đương nhiên cũng phải được các bộ và Ủy ban Trung ương bên kia đồng ý. Thiết Chiêm Hùng thản nhiên cười cười, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Bằng không, anh cứ hỏi ban tổ chức Trung ương bên kia một chút, phỏng chừng đã có tin tức bước đầu rồi. Vậy chuyện này có đến 8 phần khả năng. Diệp Phàm nói xong, liếc nhìn Ngô Chính Phong một cái, cười nói. Cục trưởng Ngô có hứng thú với vị trí này không? Cái này, đương nhiên rồi, ha ha. Ngô Chính Phong nhất thời kích động, không ngờ đứng lên, có chút ấp a ấp úng. Một người trung niên, không ngờ lại bỗng giống cô nàng đôi mươi nhăn nhó xấu hổ, thấy Vương Nhân Bàng đang sắp bật cười còn Lang Phá Thiên thì nhíu mày cho rằng đồng chí tiểu Ngô này rất đàn bà. Ai có hứng thú thì cứ việc, vừa lúc ai nấy đều ở đây, anh Diệp cứ cho chủ ý đi tranh thủ một chút. Mặc kệ kết quả như thế nào, có cố gắng tất sẽ tốt hơn không? Lang Phá Thiên rốt cục thì không kiên nhẫn nổi mà bảo Ngô Chính Phong. Cục trưởng Ngô, theo anh thì sao, cho câu trả lời chính xác đi. Diệp Phàm thản nhiên cười hỏi. Có hứng thú, Bí thư Diệp, việc này, tôi cũng là vừa mới nghe được một chút phong thanh. Tuy nhiên chưa được chứng thực nên cũng không dám mù quáng nghi ngờ lung tung. Hơn nữa, vị trí này có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào. Tôi là cảm giác thực lực không đủ, nếu chỉ dựa vào chính mình, phỏng chừng không có nửa phần chắc chắn. Ngô Chính Phong nói, không ngờ đến đây đã nghiêm chỉnh hẳn, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Trốn Kinh Cơ là nơi bảo vệ cho thủ đô bình an. Bí thư Đảng ủy Công an thành phố là vị trí trọng yếu ra sao? Phỏng chừng cuộc đua tới vị trí này cũng sẽ vô cùng gay cấn. Khó khăn quá lớn, phỏng chừng chủ yếu là tập trung ở ban tổ chức trung ương cùng với các lãnh đạo cấp bộ rồi. Thiết nghĩ những thứ này căn bản cũng không phải là chuyện tôi dám nghĩ đến. Lam Tồn Quân không ngờ cũng thở dài, đương nhiên là thấy việc này khó càng thêm khó. Chỉ có như vậy, nếu vòng tròn quyền lực kia có thể hoàn thành, kia chẳng phải có thể chứng minh cho sức mạnh của phe cánh Diệp Phàm sao? Sẽ khiến Ngô Chính Phong càng cam tâm vì đồng minh mà phục vụ. Có khó khăn mới có tính hấp dẫn,
nếu cục trưởng Ngô có hứng thú, vậy thì cứ liều mình tiến lên là được. Hôm nay vừa vặn các vị đều có mặt, vừa lúc cùng nhau quyết ra chủ ý chung. Việc này, lúc nãy anh Lang đã nói như vậy, ai cũng không dám bảo đảm lá phiếu. Nhưng có tranh thủ còn hơn không? Hơn nữa, nếu có các vị ở đây tương trợ, tôi nghĩ, chuyện này có thể nắm đằng chui trong khoảng từ 1 đến 3 phần. Có mấy yếu điểm cần nắm, Bộ Công an bên kia anh Thiết có thể ra sức, bên Ban Tổ chức Trung ương thì có tôi vận động. Tuy nhiên, phỏng chừng, phía Đảng ủy Công an Trung ương còn phải tạo quan hệ một chút. Cửa ải này cũng tương đối trọng yếu. Diệp Phàm thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm chỉnh bảo mọi người. Ha ha, vậy phải xem quyết tâm của Cục trưởng Ngô có lớn hay không rồi. Cục trưởng Ngô có quyết tâm lớn thì anh em chúng ta cố một phen là được. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ một chữ đồng lòng, ai nấy nhất trí thì kiểu gì cũng nghĩ ra cách. Còn nếu một dạ hai lòng thì cũng không cần thiết nữa rồi. Thiết Chiêm Hùng nói những lời này là có hàm ý nhắc nhở Ngô Chính Phong nếu muốn đứng vào hàng ngũ thì lập trường phải kiên định. Cảm ơn các vị huynh đệ đã ủng hộ Ngô Chính Phong tôi. Hôm nay tôi cũng chính thức tỏ thái độ. Mặc kệ việc này thành hay không, từ nay về sau, trên trán Ngô Chính Phong tôi coi như liền dán một mảnh lá cây ý nói là người của họ Diệp PDG, rồi. Mặc kệ gió thổi mưa rơi, nó sẽ vĩnh viễn khác ở đây, đây chính là dấu hiệu của Ngô Chính Phong này. Ngô Chính Phong hạ quyết tâm rất nhanh, lại còn rõ ràng đem ra hình tượng so sánh, đem Diệp Phàm so sánh với lá cây nữa chứ. Hay! Diệp Phàm đột nhiên vỗ bàn một cái, nói. Các anh em, cùng cạn một chén. Chúng ta cứ thử xem liệu có thể bắt được vị trí này hay không. Được dịp mọi người cao hứng, lỡ ra không bắt được thì cũng là một kiểu tôi luyện. Đêm khuya, rượu cạn, người tan. Diệp Phàm vừa mới trở lại Hồng Diệp Bảo, biệt thự lá đỏ, không ngờ lại nhận được điện thoại của Cung Khai Hà, bảo hắn ngay lập tức đến tổng bộ một chuyến, Diệp Phàm cũng liền lái xe đến thẳng tổng bộ. Hắn còn tưởng rằng có khi nào là tổng bộ có chuyện gì gấp mà nửa đêm cũng gọi đến. Vừa đến bên ngoài phòng làm việc của Cung Khai Hà, thư ký Điền Kỳ của ông ta đã sớm đứng lên chào, nói. Tổ trưởng ở bên trong chờ anh cứ trực tiếp đi vào là được. Đến đây, ngồi xuống, chúng ta vừa uống trà vừa tâm sự. Vừa thấy Diệp Phàm tiến vào, Cung Khai Hà đã giơ tay chỉ vào vài cái ghế dựa noi góc phòng cười nói. Quái lạ. Lão già này nửa đêm gọi mình lại là để nói chuyện phiếm đánh rắm xuông uống trà sao, sự rất khác thường tất có yêu tinh rồi. Diệp Phàm trong lòng thầm nhủ một câu, cũng là đến phía bàn trà ngồi xuống trước. Mới có hàng tốt ra lò, hôm nay cho cậu được mở mang tầm mắt, lão cung này trà đạo cũng không thua gì kiếm đạo. Cung Khai Hà vẻ mặt thân tình mà cười cười, tự mình rửa tay đi pha trà. Thủ trưởng cung, anh thích lắm trà như vậy chắc uống không có hết. Để cho tôi mấy hộp mang về có được không? Diệp Phàm đưa mắt ngắm một chút mấy hộp trà trong tủ, liếc mắt một cái liền nhận ra là loại cực phẩm Tây Hồ Long tỉnh chuyên cung cấp cho các đồng chí cấp phó bậc lãnh đạo cao nhất trở lên uống. Trước kia ở Phí Gia cũng tiện tay cầm một hộp, hồi ở đồng lĩnh chủ nhiệm Điền Giang cũng biếu cho Diệp Phàm hai hộp. Tuy nhiên, đến nay Diệp Phàm chưa uống đến một túi nào mà toàn bộ đều đem cho người khác cả rồi. Như Tề Chấn Đào cũng đã lấy mất hơn nửa hộp. Hắn không khỏi có chút buồn bực, đến bây giờ vẫn còn đang xót ruột, hôm nay may mắn phát hiện trong tủ của đồng chí Cung Khai Hà có hàng tốt, tự nhiên là muốn ăn bớt chút mang về. Uống không hết, tiểu tử nhà anh chớ có nói nhảm. Đây đâu phải là của công dùng đãi khách, đây là hàng lậu của tôi đấy, cũng là tích góp mấy tháng mới được vài hộp này đấy. Cung Khai Hà vừa chớp mắt đã khẩn trương chối. Ha ha, xếp cung, anh không đến nỗi keo kiệt như vậy chứ. Hơn nửa đang đêm kêu tôi lại đây, dù sao cũng phải có chút gì đó mang về, bằng không, tôi đây đúng là có hơi ấy. Diệp Phàm cười khan một tiếng, ánh mắt cũng không rời khỏi mấy hộp trà kia. Hơn nữa hắn còn cất bước đến trước cái tủ, tự ý cầm lên bắt đầu thưởng thức. Ồ, cái bình đựng trà này cũng không tệ lắm, cũng hơi khác so với trước kia, có ý vị mới, còn toàn bộ tượng điêu khắc gỗ kia, thật là xa hoa. Diệp Phàm cầm bình trà kia có vẻ yêu thích không nỡ rời tay. Cung Khai Hà khóe miệng co giật vài cái, khẩn trương nói. Được rồi, cho cậu một bình. Ở đây hình như có 5-6 bình, tôi lấy 3 thôi vậy. Ha ha, tôi cũng không phải là hạng người tệ bạc lắm phải không, có lòng Bồ Tát mà. Diệp Phàm về cơ bản chính là cướp lấy, thuận tay cầm lên 3 bình mà không đợi đồng chí Cung Khai Hà đồng ý đã nhét chặt vào trong bóp da của hắn.
Cung Khai Hà chỉ có thể dương mắt nhìn, thật lâu sau mới nói. Thôi vậy, sau này ông mà gặp cậu thì sẽ đem giấu tiệt, xem còn tiện tay kiểu gì được, ngăn tủ này kiểu gì cũng phải chuyển đi. Ngăn tủ này cũng không tồi đâu, gỗ lim nguyên chất đấy, chuyển vào Hồng Diệp Bảo biệt thự lá đỏ hình như cũng không chê được vào đâu cả. Diệp Phàm da mặt còn dày trên mức bình thường, Cung Khai Hà là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hung hăng trợn mắt liếc hắn một cái. Rõ ràng không thèm nói nữa mà lại chuyên tâm vào trà đạo của y. Sau khi uống xong hai chén, Cung Khai Hà liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, đột nhiên nhíu mày. Thủ trưởng, trà cũng uống rồi, anh nên đem nhiệm vụ nói ra à nha. Mà tôi cũng hỏi luôn, lần này là đi Mỹ hay Anh, Pháp hay là Nhật? Diệp Phàm thản nhiên nói, hắn là dùng ngón chân mà nghĩ cũng không thể tin được đồng chí Cung Khai Hà gọi mình lại đây chính là để cùng uống trà nói chuyện phiếm huyên thuyên gì đấy. Huống chi lại đang là lúc đêm khuya. Ôi! Cung Khai Hà khoát tay áo, trầm ngâm một hồi mới nói. Lời này, bảo tôi làm sao mở miệng với cậu, nói thật tôi hơi ngại nói ra. Trên đời này còn chuyện mà thủ trưởng cung ngại nói ra ư, không thể nào. Diệp Phàm vẻ mặt hết ý, còn Cung Khai Hà thì là hận tới mức ngứa cả răng ra đấy, bất đắc dĩ nói. Thôi vậy, dù sao cũng phải ngả bài với cậu, là như vậy. Vừa rồi cùng lão Tiếu uống vào ít rượu. Nói tới chuyện Đinh Đại Thắng của quân khu Bắc Kinh, nói là nếu không có việc gì lớn thì cũng không cần phải bắt người. Làm trễ công tác quân khu thì không nói, hơn nữa còn ảnh hưởng cũng không tốt chút nào. Diệp Phàm sửng sốt, hai hàng lông mi thiếu chút nữa bị dựng lên, lạnh lùng hừ nói. Tiếu Thiết Phong đến làm thuyết khách phải không? Xem ra, năng lực của Trịnh Thiên Đào cũng không nhỏ đâu. Ôi, Tiểu Diệp! Có một số việc là chuyện đã qua thì nên thôi đi. Không cần phải gây sức ép thêm, làm lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người đều mệt. Cung Khai Hà lại thở dài, Tiếu Thiết Phong tự mình ra mặt mời lão ta uống rượu, dù sao lão cũng phải nể mặt. Và lại, cứ giữ người mãi không chịu thả, bên quân đội người ta cũng sẽ có ý kiến. Về phần Diệp Phàm đã làm gì, tai to mặt lớn như người ta đương nhiên là trong bụng biết tỏng rồi. Vậy bọn họ sẽ buông tha cho Tuyết Hồng sao? Cũng quá kiêu ngạo rồi, phái binh đến Hồng Diệp Bảo biệt thự lá đỏ cưỡng chế lục soát lại còn bắt người, trên đời này, dù sao cũng phải có chỗ để nói lý chứ. Hơn nữa, anh im Trịnh Thiên Đào cũng không phải loại tốt đẹp gì. Không tự đi xét lại con mình không phải, mà đằng này lại còn giật dây cục công an thành phố Thái Cường ngầm dở trò, trường học bên kia còn lập tức đuổi học Tuyết Hồng. Việc này, có hỏi qua ý kiến người giám hộ là tôi đây hay không? Giờ thì hay rồi, cục công an thành phố bên kia tôi đã giải quyết, nhưng Trịnh Thượng Minh người ta đường đường là bộ trưởng, dám khống chế cả một số hạng mục của Đại học Bắc Kinh. Cứ như vậy, Tuyết Hồng có muốn trở lại Đại học Bắc Kinh cũng coi như hết đường rồi, cái quái gì vậy hử? Sự tình đã thế này, Tiếu Thiết Đỉnh còn dám tới van xin hộ, đầu óc ông ta không có vấn đề chứ? Diệp Phàm đã khá căm tức, thanh âm lớn thêm không ít. Khụ khụ, Cung Khai Hà ho khan vài tiếng. Hình như là bị nghẹn nước trà, Diệp Phàm biết lão già này đang che mắt mình thôi, liền nói. Tôi biết Tiếu Thiết Phong đã mở lời, anh không nể tình thì không được rồi. Tuy nhiên, thủ trưởng cung, bộ dạng anh như vậy là đẩy Diệp Phàm tôi vào chỗ nào. Còn Tuyết Hồng nữa, anh cũng không phải không hiểu được cổ là em gái nhà ai. Nếu thiên thông nóng lên, đến lúc đó thì anh đi mà lo liệu. Đến lúc đó đừng tới tìm tôi nữa. Diệp Phàm tôi không phải loại chuyên đi xử mấy chuyện này. Chương 2272, đập phá phát ra. 2. Cung Khai Hà lại thở dài, sắc mặt có chút âm trầm, nói. Những mâu thuẫn ở chỗ này tôi đều biết, Tuyết Hồng là có chút ủy khuất. Tuy nhiên, nghe nói cậu không phải đi tìm lãnh đạo của Đại học Hoa Thanh rồi sao? Việc này, chỉ cần Tuyết Hồng có thể nhập học được, bên này, việc gì cứ phải rằng co mãi như thế chứ? Cậu cũng biết, quân đội và tổ đặc nhiệm A chúng tôi cũng có những lúc không hợp phách nhau. Không thể để người ta nói ra nói vào được. Làm người, làm việc đều rất khó. Đặc biệt là làm người càng khó hơn. Đừng nhìn bề ngoài tôi luôn vui vẻ như vậy, thực tế còn có nhiều thứ khó xử hơn cậu nhiều. Cái phải suy nghĩ của tôi nhiều hơn cậu nhiều. Như vậy, coi như là để cho Cung Khai Hà tôi một chút thể diện, xuất phát từ đại cục, hãy bảo Trương Hùng thả người ra. Ông trực tiếp hạ lệnh là được mà, việc gì phải tìm tôi chứ? Đây không phải cởi quần ra để đánh giấm hay sao?
Diệp Phàm tức giận nói ra cả những lời thô tục. 2. Cung Khai Hà mặt mày cau lại, nhăn nhúm chẳng khác gì quả mướp đắng. Thôi được rồi, bảo bọn họ từ nay trở đi đừng gây phiền phức cho Tuyết Hồng nữa. Đinh Đại Thắng có thể đi về. Tuy nhiên, nếu bọn họ còn gây ra chuyện như vậy nữa, thì tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Tôi đi đây. Diệp Phàm hiển nhiên là tức giận, đứng dậy xoay người bước đi, căn bản là không thèm để ý phía sau còn có đồng chí Cung Khai Hà nữa. 2. Tôi còn khó xử hơn cậu nhiều. Quốc gia lớn như vậy, có bao nhiêu là mâu thuẫn? Cung Khai Hà nhìn bóng Diệp Phàm đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu nói thầm vài câu. Buổi sáng hôm sau, cả đám Đinh Đại Thắng về tới quân khu Bắc Kinh. Thiên Đào, Đinh Đại Thắng về là được rồi. Việc này cậu không cần phải xen vào nữa. Người ta nể mặt mình rồi thì cũng đừng rằng co làm gì nữa. Tiếu Thiết Phong gọi điện thoại cho Trịnh Thiên Đào, nói. Bọn họ cũng thật là ức hiếp người quá đáng, rõ ràng là muốn chơi tôi đây mà. Còn bảo Trương Hùng đem báo cáo điều tra đến chỗ Triệu Quát. Tôi mất mặt hết cỡ. Cứ nghĩ đến vẻ mặt của tên họ Khang kia là tôi lại bực mình. Trịnh Thiên Đào vẫn còn có chút tức giận nói. Trên đời này tức giận đôi khi cũng phải nhịn. Tôi cũng như thế. Thôi được rồi, cậu cứ nghe tôi đi. Tiếu Thiết Phong tuy nói là đang khuyên nhủ, nhưng giọng nói cũng nặng lên không ít. Tôi nghe trưởng ban Tiếu, tuy nhiên, nếu Diệp Phàm còn muốn chơi tôi nữa, tôi sẽ không lưu tình đâu. Hơn nữa, bên phía anh tôi không quản, anh ấy muốn thế nào thì cũng kệ, tôi không nhúng tay vào nữa. Trịnh Thiên Đào uất nghẹn nói. Đó đương nhiên là thế rồi, anh cậu mà cậu là cậu, hai người khác nhau, không liên quan gì đến cậu cả. Tuy nhiên tôi phải nhắc nhở cậu một chút rằng cái cô Tuyết Hồng kia cũng không phải hạng đơn giản đâu. Đừng có phát hỏa quá mức, bằng không giải quyết được việc thì phiền phức to. Tiếu Thiết Phong cười nói. Lão cũng mơ hồ cảm nhận được Tuyết Hồng không phải hạng tầm thường. Bởi vì Thiên Thông công tác ở phòng cảnh vệ. Tuy rằng chi tiết về Thiên Thông thì Tiếu Thiết Phong không biết, nhưng người ta là nhân vật tai to mặt lớn nên cũng có chút cảm giác. Việc này không thể nói rõ ràng với Trịnh Thiên Đào được. Chỉ có thể nói nặng giọng để nhắc nhở mà thôi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghe ngài. Trịnh Thiên Đào nói xong liền cúp máy. Sau khi buông điện thoại xuống, liền hừ lạnh nói. Một con bé nhà quê thì có thể làm được gì chứ? Một phó trưởng ban mà không đối phó được với một con bé nhà quê, có khả năng này sao, mà kể cả Diệp Phàm thì đã làm sao chứ? Rạng sáng hôm sau, bên ngoài Hồng Diệp bảo có mấy người đang đứng bên ngoài bãi cỏ. Theo thứ tự là Tuyết Hồng, người hầu gái và cô gái kia. Đứng bên cạnh là Lam Tổn Quân, Vương Nhân Bàng và Trương Cường. Mấy người lên xe, đi thẳng đến sân bay. 9 giờ sáng đã đến Seoul, lại vòng về thành phố Silla. Nhà của Pháp Muội Châu ở trang viên Đạt Hỏa thuộc ngoại ô phía bắc thành phố Silla. Nhà bọn họ khởi nghiệp từ việc làm rượu nho. Rượu nho 1881 của Đạt Hỏa nghe nói một chai những 30-40 ngàn tệ đấy. Tuy nhiên, loại rượu này nghe nói phải cất vào hầm mấy chục năm mới có được vị ngon tinh khiết. Còn trang viên Đạt Hỏa được xây giữa vườn nho của nhà họ Phác. Người ta chỉ biết được nhà họ Phác ở thành phố Silla là, mỏ, rượu nho lớn, nhưng chẳng mấy người biết nhà họ lại là một gia tộc võ đạo lớn từ 1000 năm trước. Mấy người đi đến nhà khách phía sau, Trương Cường bắt đầu giới thiệu. Tổ tiên nhà họ người cao nhất đạt đến mấy đẳng? Lam Tồn Quân hỏi. Lang Đức Mộng Lộ Bảo La, Diêu Thái Dương Tương Điền Trì, Thái Cực Huyết Phác Tín Đông. Câu vẻ này đã tóm lược 10 đại cao thủ của thế giới cách đây vài thập niên. Mọi người có phát hiện gì không? Vương Nhân Bàng nói chen vào một câu. Chẳng lẽ là, Thái Cực Huyết Phác Tín Đông, có quan hệ với Phác ra sao? Tuyết Hồng không kìm nổi, hỏi. Đúng rồi. Vương Nhân Bàng giơ ngón tay cái lên nói. Bỗng chốc, mọi người đều trở nên trầm mặc xuống. Nhà có người nằm trong 10 đại cao thủ của thế giới thì đâu phải hạng vừa. Hơn 20 năm trước đã đạt thập đẳng rồi, thì bây giờ cảnh giới không thể tưởng tượng được. Phác Tín Đông đã chết chưa? Không ngờ, Tuyết Hồng đột nhiên thốt lên một câu như vậy. Chết cái gì mà chết, người như vậy mà chết dễ dàng sao? Bản lĩnh của người luyện võ càng cao, thì độ tinh khiết của nội thức càng cao. Hơn nữa khả năng làm dịu đối với cơ năng của cơ thể càng tốt. Kinh mạch của họ thông thoáng, cộng với việc thường xuyên luyện tập, sức khỏe của họ tốt hơn người bình thường đến mấy chục lần. Mà cao thủ thế giới,
nghe nói khi bọn họ thành danh cũng chỉ mới tầm khoảng 40 tuổi. Đến giờ là 20 năm đã đôi cha, chắc giờ cũng chỉ tầm 6-70 tuổi thôi. Người ít tuổi nhất chắc chưa đến 60, vì vậy khả năng bọn họ còn sống là rất lớn. Vương Nhân Bàng nói, mặc kệ, đi đến Sơn Trang đạt hỏa đã rồi tính say. Nếu bọn nó cứng đầu muốn đấu thì chúng ta cũng không cần phải khách khí. Diệp Phàm khoát tay nói, một triền núi khắp nơi đều là cây nho. Đạt hỏa Sơn Trang lớn vô cùng, nhìn từ đằng xa phỏng chừng cũng phải có đến 3-4 dặm. Hơn nữa, tường vây đều bị vây chặt bởi những dây nho. Tuy là mùa đông rồi, nhưng kỳ lạ là lá cây nho không hề bị úa vàng. Chỉ có một nửa lá là chuyển thành màu lục, thật sự khiến người ta không khỏi thấy kỳ lạ, có lẽ là giống đã được cải tiến. Ở cửa Sơn Trang, Lam Tồn Quân tiến lên chào hỏi, nói mình là khách từ TQ đến, muốn bái kiến chủ Sơn Trang là Pháp Chân Thanh Tiên Sinh. Tuy nhiên, khi nghe đến là khách từ TQ đến, một trong hai người gác cổng liền chạy vào bên trong. Không lâu sau có một người trung niên, có lẽ là quản gia đi ra, lão vô cùng ngạo mạn nói. Tôi Phác Tùng Lý, từ nay trở đi, người TQ và chó sẽ không được bước vào Sơn Trang. Câu nói này mang tính sỉ nhục lớn, khiến Lam Tồn Quân phát hỏa. Bởi vì dù ông ta nói tiếng Hàn Quốc, nhưng gã đều nghe hiểu. Lam Tồn Quân thuận tay đẩy vào bên trong, Phác Tùng Lý đánh trả vài cái thì bị đánh bay lên giàn nho, cũng may mà không bị thương gì. Bởi vì Lam Tồn Quân ra tay còn có chừng mực. Mẹ kiếp, Sơn Trang này là một ổ chó sao? Lam Tồn Quân dùng tiếng Hàn để mắng lại. Hai người gác cổng thấy vậy, lập tức đánh về phía Lam Tồn Quân. Bởi vì Phác Tùng Lý chỉ tay vào Lam Tồn Quân hét lớn. Lên đi, đánh cho nó tàn phế đi, đánh đi. Mấy tiếng bốp bốp giòn tan vang lên. Hai tên gác cổng cũng đều bị đánh bay lên giàn nho. Lần này Lam Tồn Quân ra tay khá mạnh. Hai tên gác cổng rơi từ trên giàn xuống, không bò dậy nổi. Đây chính là đả cẩu pháp đấy. Lam Tồn Quân dùng tiếng Hàn mắng. Chỉ thấy Phác Tùng Lý ấn vào tay cầm trên cửa, không lâu sau những tiếng bước chân lát đát vang lên. Mười mấy người tay cầm dao bầu từ trong Sơn Trang đi ra, tất cả trợn mắt nhìn đoàn người Diệp Phàm. Làm đi! Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân nháy mắt nhau, sau đó cả hai xông lên chỗ đám người kia. Bốp bốp, những âm thanh hỗn độn vang lên, mấy tên nằm dưới đất kêu oai oái. Mười mấy người này tuy đều có thân thủ nhị tam đẳng, nhưng đâu phải là đối thủ của Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân. Không lâu sau cả đám đều nằm lăn lóc dưới đất. Lập tức, lại là những tiếng bước chân truyền đến. Lần này mười mấy người còn to con hơn. Mỗi người đều mặc tây phục màu đen, người đi đầu mặt hơi gầy, mặc một bộ quần áo Hàn Quốc rộng thùng thình. Trên đầu còn đội một chiếc mũ giống như mũ rơm. Theo tài liệu thể hiện, thì người này chính là con trai của Thái Cực Huyết Phác Tín Đông Phác Thiện Giang. Nghe nói có thân thủ lục đẳng. Các người, là người TQ. Phác Thiện Giang nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nói bằng giọng tiếng Trung phổ thông cứng ngắc. Đúng. Diệp Phàm gật đầu. Đạt hỏa Sơn Trang không phải là nơi để các người gây rối. Các người sẽ bị đánh cho tàn phế và giải đến đồn công an. Phác Thiện Giang nói những lời này tương đối thoải mái. Giống như có thể đánh được người khác một cách dễ dàng vậy. Vậy thì phải xem các hạ có bản lĩnh đó không đã. Lam Tồn Quân thản nhiên hừ nói. Bọn họ đều là do cậu đả thương. Phác Thiện Giang chỉ tay vào đám binh tàn nói. Là do hai người chúng tôi làm, vốn chúng tôi muốn đến bái kiến chủ Sơn Trang. Tuy nhiên, các người lại hạ nhục người khác. Lam Tồn Quân hừ nói. Bọn họ hạ nhục các người như thế nào? Phác Thiện Giang nhìn Lam Tồn Quân một cái, nói. Người TQ và chó không được vào đạt hỏa Sơn Trang. Vương Nhân Bàng đứng cạnh nói xen vào một câu. Cái này sai sao, các người có khác gì đám chó đâu. Phác Thiện Giang nói những lời này xong, có một người phiên dịch lại, lập tức tất cả đám người áo đen ôm bụng cười. Hai, một bầy chó đang kêu, thật chẳng thú vị gì cả. Diệp Phàm thản nhiên nói một câu. Nào, chúng ta thử vài chiêu. Xem ai là chó nhé. Phác Thiện Giang chỉ vào Lam Tồn Quân nói. Muốn chơi chứ gì, được thôi, ông đây cũng vừa học được quyền đánh chó xong. Vương Nhân Bàng nói, sau đó còn nháy mắt với Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm hiểu, gã tỏ ý xin lỗi, vì không có ý nói đến biệt danh, cẩu tử của Diệp Phàm. Cái này để cho tôi, đừng có tranh giành. Lam Tồn Quân bước lên,
nhìn chằm chằm Phác Thiện Giang. Tiếp, Phác Thiện Giang không nói nhiều, một quyền đánh về phía Lam Tồn Quân. Từ sức mạnh của quyền có thể nhận ra, người này có thân thủ lục đẳng là sự thật. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn rất bình tĩnh, vì Lam Tồn Quân có thân thủ thất đẳng. Chương 2273, cao thủ ra rồi. Đùng một tiếng, hai bên đều lùi lại ba bước. Phác Thiện Giang có chút sững sờ, liếc nhìn Lam Tồn Quân một cái, đoán chừng cũng đoán ra rằng người này thực lực cũng không yếu. Chỉ có điều Diệp Phàm hiểu, Lam Tồn Quân đang chơi trò heo ăn thịt hổ. Lại đến tiếp đây. Lam Tồn Quân khóe miệng cười lạnh lùng, một quyền đập tới. Phác Thiện Giang chẳng nói gì, lần này dùng sức mạnh nhảy lên chừng 2 mét, rồi lao xuống như một con chim ưng bắt mồi, hướng về phía Lam Tồn Quân. A, a. Một tiếng kêu chói tai truyền đến, đương nhiên đó là của Phác Thiện Giang. Bởi Lam Tồn Quân đã kịp tránh sang một bên, đấm móc đánh vào cằm Phác Thiện Giang một cách vô cùng chuẩn xác. Lập tức, cằm của Phác Thiện Giang như thể bị vỡ nát, xương còn lồi cả ra ngoài, máu tươi phun ra tung tóe, bắn cả vào người Lam Tồn Quân. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng là Phác Thiện Giang đã bị gãy xương cằm. Đám người áo đen kinh hoàng hét lớn. Lục thiếu gia bị thương rồi, xông lên, đánh tàn phế chúng đi. Lập tức, mười mấy người đồng loạt tấn công về phía Lam Tồn Quân. Được lắm. Không ngờ, Tuyết Hồng lại tỏ ra thích thú, vỗ tay hoan hô. Tuy nhiên, bị Diệp Phàm nháy mắt một cái, cô liền dừng lại ngay. Anh làm gì thế? Tuyết Hồng nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Con gái con lứa, chưa đến lượt em đâu. Diệp Phàm nghiêm túc giáo huấn. Vương Nhân Bàng sớm đã xông lên, cùng với Lam Tồn Quân, trông chẳng khác nào hai con hổ mới xuống núi cả. Chỉ một lúc sau, cả đám người kia đều ngã xuống như ngả dạ. Sau đó, một đám người khác lại xông tới. Lần này có lẽ là con cháu của Phác gia, có mấy người cũng có thân thủ tứ đẳng. Và đương nhiên tất cả đều không phải là đối thủ của Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân rồi. Vương Nhân Bàng cực kỳ thâm hiểm, đá phát nào cũng vào chỗ hiểm cả. Phỏng chừng gã muốn biết đám người kia thành thái giám hết thì phải. Còn đám người kia, tên nào tên nấy đều ôm lấy đúng quần mà kêu cha gọi mẹ, vô cùng thảm thiết. Ha ha! Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân đắc ý cười lớn. Diệp Phàm cũng không ngăn cản, bởi vì đánh như vậy thì mới có thể dụ được người có phân lượng nhất đi ra. Hừ! Một tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ đấy hai vòng tròn bạc to bằng quả trứng gà lóe sáng, nhanh như tia chớp công kích về phía Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân. Có ám khí! Diệp Phàm hô lên một tiếng, sau đó nhanh chóng phi ra hai đao để công kích lại quả bóng bằng bạc kia. Hai kim loại va chạm mạnh vào nhau, tạo nên âm thanh vô cùng chói ta. Tiểu Bàng cũng không chậm, trong tay cầm một vật giống như chiếc gương để đập lại quả bóng. Tuy nhiên, trong giây lát, chiếc gương kia bị vô hiệu hóa. Nhân Bàng thật sự có chút thảm, cả người bị phản lực của quả bóng bạc kia khiến cho phải lùi lại mấy chục bước mà vẫn chưa ổn định được thân mình. Mông ngồi bệt xuống mặt đất. Bỗng Vương Nhân Bàng cảm thấy sợ hãi, bởi gã phát hiện dưới đất có in vết mông, giống như một chiếc nồi sắt vậy. Từ xa nhìn quả bóng bị phi đao của Diệp Phàm đánh rơi. Sắc mặt của Vương Nhân Bàng lập tức trở nên khó coi. Trong lòng tự nhủ, nếu quả bóng này đập vào người thì người mình thành đống thịt xay mất rồi. Thật là may mắn. Còn đồng chí Lam Tồn Quân cũng không khá hơn là bao. Trong tay cũng kịp thời lôi ra một viên đạn sắt để tấn công quả bóng bạc kia. Tuy nhiên, bản lĩnh kia không phải là thứ mà đồng chí Tiểu Lan có thể đấu lại được. Lam Tồn Quân cũng bị lực phản chấn của quả bóng khiến cho bay về phía sau, đập vào góc chân tường mới dừng lại được. Bỗng, một tiếng rầm lớn vang lên, không ngờ tường vây kia bị cái mông sắt đã của Lam Tồn Quân khoét thành một cái lỗ rõ to. May mà gã kịp thời chống hai tay xuống, nếu không cả người đã bị bay qua cả cái lỗ kia rồi. Hai người không sao chứ? Diệp Phàm vội vàng hỏi. Chỉ là bị thương một chút ngoài da thôi, không vấn đề gì. Người nào đã hạ thủ mà lợi hại thế nhỉ? Vương Nhân Bàng nói, Lam Tồn Quân cũng có chút kiêng dè nhìn vào quả bóng đã bị Diệp Phàm đánh rơi kia. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về hướng mà quả bóng bay ra. Có lẽ là từ ngôi đình bên cạnh kia bay ra. Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng quan sát một chút, nói. Chẳng lẽ là Phác Chân Thanh, lực thế này thì chỉ có của cao thủ cửu đẳng bậc 2 bậc 3 trở lên thôi. Vương Nhân Bàng nhỏ giọng nói. Những gia tộc như Phác gia,
đã có tiền bối thuộc hàng cao thủ thế giới rồi thì hậu nhân có người kiệt xuất cũng là chuyện bình thường. Như cao thủ thập đẳng thì hẳn là có, tôi nghĩ, Phác Chân Thanh tuyệt đối không thua sư bá Phí Thanh Sơn đâu. Diệp Phàm nói, người trẻ tuổi, nơi này là Phác gia, không phải là nơi để cậu dương oai. Lúc này, một giọng nói truyền đến, không lâu sau, từ ngôi đình kia, một người tàn tật ngồi trên chiếc xe lăn đi ra. Đó là một ông gia, hai bên có 8 người đi cùng. Trong đó có một người độ khoảng 50 tuổi, cằm khá nhọn. Theo những gì mà Trương Cường cung cấp thì đây chính là Phác Chân Thanh. Còn ông lão ngồi trên xe lăn kia có lẽ cấp bậc còn cao hơn cả ông ta. Phác trang chủ, Diệp Phàm từ TQ đến bái kiến. Diệp Phàm hai tay ôm quyền, nhìn Phác Chân Thanh nói. Diệp Phàm, ừ. Phác Chân Thanh đột nhiên nhíu mày, nhìn cẩn thận Diệp Phàm một chút, trên mặt ông ta hiện lên sự tức giận, hừ nói. Cậu chính là chủ nhân của Hồng Diệp Bảo, nơi chứa chấp Tuyết Hồng sao? Chính là tôi, tuy nhiên, nói chứa chấp thì quá đáng quá. Nếu nói sai thì Phác Muội Châu nhà các người sai trước. Em gái của tôi rất xinh đẹp, đây chính là vẻ đẹp do trời ban. Phác Muội Châu không ngờ cùng với đán Trịnh Thanh muốn hủy hoại em gái tôi. Diệp Phàm vừa nói đến đát, không ngờ lão già ngồi trên xe lăn mặt đanh lại, miệng lạnh lùng nói. Bắt lại cô gái kia cho ta, đánh cho tàn phế đi để Muội Châu xả giận. Vâng. Hai người đứng bên cạnh liền tuân theo mệnh lệnh của trưởng bối, liền xông lên lao về phía Tuyết Hồng. Muốn đánh tàn phế Tuyết Hồng ư, còn phải hỏi xem chúng tôi có đồng ý không đã. Lam Tồn Quân và Trương Cường cùng công lên, mỗi người tiếp một tên. Mấy tiếng bốp bốp giòn tan vang lên, hai người thanh niên kia bị Trương Cường và Lam Tồn Quân cho một đạp, phải lùi lại 7-8 bước, đến gần chỗ Phác Chân Thanh mới dừng lại. Hai người thanh niên mặt đỏ bừng, liếc nhìn nhau một cái, sau đó đều quay sang bên cạnh, mỗi người rút một chiếc gậy sắt, công kích về phía Lam Tồn Quân và Trương Cường. Được lắm! Lam Tồn Quân và Trương Cường không ngờ cười nhạt một cái, nói xong liền bật người cao lên. Trong nháy mắt đã tung chân đạp trúng đầu của hai người kia. Tuy rằng y có dùng gậy sắt chọc lên, nhưng lại bị Lam Tồn Quân đạp trúng đầu cái nữa. Lập tức y ngã xuống đất, trên đầu thì nổi một cục u to như chiếc bánh bao. Để đấy! Lam Tồn Quân hai tay ôm quyền, nhẹ nhàng lui sang bên cạnh Diệp Phàm. Còn Trương Cường thì đột nhiên quát lớn một tiếng, người thanh niên kia thì lòng vòng một lúc mới ngồi bệt xuống đất. Hơn nữa, đầu óc choáng váng, ngã xuống, phỏng chừng là bị hôn mê rồi. Đám người của Phác gia đều phẫn nộ nhìn chằm chằm Lam Tồn Quân và Trương Cường. Hai người lên đi. Đột nhiên có một người trung niên đi ra, nhìn chằm chằm vào Trương Cường và Lam Tồn Quân nói. Diệp Phàm vừa thấy đã biết người này lợi lại, ông ta là Phác Hải Thanh, con trai thứ hai của Phác Tín Đông. Phác Muội Châu chính là con gái của ông ta. Theo dự đoán của tổ A, Phác Hải Thanh có thân thủ bát đẳng, còn bậc thứ mấy thì còn chưa rõ. Lam Tồn Quân và Trương Cường liếc mắt nhìn nhau muốn tiến lên. Tuy nhiên, Diệp Phàm nháy mắt ra hiệu cho Vương Nhân Bàng. Gã lập tức hiểu ra vấn đề, liền cười nhạt bước lên nói. Chúng ta cùng chơi một chút đi. Chơi. Phác Hải Thanh chỉ nói đúng một từ, lập tức đánh về phía Vương Nhân Bàng. Người này đúng là rất có phong cách, nói đánh là đánh, không nói hai lời. Mạnh lên chút đi lão già. Vương Nhân Bàng đương nhiên sẽ không để cho lão giải quyết bằng một quyền. Gã nhẹ nhàng nghiêng người tránh qua. Đã trúng đâu? Vương Nhân Bàng còn cảm giảm một câu, đương nhiên là để kích thích Phác Hải Thanh rồi. Hô! Đúng lúc này, Phác Hải Thanh đột nhiên quay về, chân kia công kích với tốc độ vô cùng nhanh. Vương Nhân Bàng trợn to mắt, muốn tránh, nhưng lại không tránh kịp. Bụp một tiếng, Vương Nhân Bàng bị Phác Hải Thanh đá bổ nhào về phía trước, gã muốn xoay người nhưng tốc độ của Phác Hải Thanh còn nhanh hơn nhiều. Kết quả, đương nhiên là lão đá một nhát mạnh trúng mông Vương Nhân Bàng. Khiến người gã bị bổ nhào lên và ngã rụp xuống, miệng còn đập thẳng xuống mặt đất. Lập tức, cái miệng của Vương Nhân Bàng liền biến thành miệng của Chư Bát Giới. Môi còn chảy cả máu, trông vô cùng thảm hại. Mẹ mày chứ! Vương Nhân Bàng vừa xấu hổ, vừa tức giận đến bể phổi. Gã không nói gì, liền rút ra La Phù Cung bảo kiếm từ bên hông ra. Ánh kiếm lóe lên một đường cực đẹp, dưới sự tức giận của Vương Nhân Bàng, không ngờ còn tràn ra một đường đao khí. Đao khí từ không trung mở ra khí sóng,
hình thành từng vòng gợn sóng khuếch tán về phía cánh tay Phác Hải Thiên. Chương 2274, làm sao có thể? Phác Hải Thanh cũng không vừa, không ngờ kéo một cái bên hông, một thứ trông như dây xích liền nằm trong tay. Sợi xích đó màu đen, mỗi một vòng xích to bằng đầu ngón tay. Vòng xích vung về phía người Vương Nhân Bảng, quấn lấy. Trên xích sắt không ngờ còn có từng luồng xích khí tràn ra, trong không trung xoẹt qua một luồng xích khí đẹp đẽ mắt thường không nhìn thấy va chạm với đao khí trên không trung. Xoẹt xoẹt. Sau khi có mấy âm thanh chói tai truyền đến, những người đứng bên cạnh cách 17-18 mét cảm thấy như bị ai đó đẩy mạnh, bị bước lùi mấy bước dài. Hiện trường bên ngoài vòng tròn của hai người chốc lát trống một khoảnh đất khoảng 50-60 mét. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm thấy rất rõ, sóng đao của nhu cực đao xuyên qua sóng xích do sợi dây xích hình thành nên, khá sắc bén, lướt một chút qua cánh tay phải của Phác Hải Thanh. Trong lúc không một tiếng động, đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ xoẹt. Phác Hải Thanh cúi đầu nhìn, lập tức, sắc mặt tương đối khó coi. Mà một số thanh niên phát ra bất ngờ kêu lên những tiếng kêu sợ hãi, tất cả đều nhìn thấy. Cánh tay phải của Phác Hải Thanh đã bị đao khí của Vương Nhân Bảng cách không vạch ra một miệng vết thương dài gần 20 cm. Cơ thịt mở ra hai bên, những mảng thịt đỏ máu nhìn thấy rất rõ ràng, mà mơ hồ còn nhìn thấy được xương cánh tay trắng hếu, máu lập tức giàn giụa ra toàn bộ cánh tay của Phác Hải Thanh. Một người phụ nữ của Phác gia mở hòm thuốc ra, vội vàng đi đến muốn băng bó một chút. Cút sang một bên. Phác Hải Thanh mắng một câu bằng tiếng Hàn, một cước đá bay hòm thuốc ra xa mười mấy mét, rơi đầy ra đất. Mà Phác Thanh chân đúng là điềm tĩnh, không chớp mắt lấy một cái. Bên này, sợi xích đen trong tay Phác Hải Thanh xoắn lại như vòng xoắn ốc. Xoay mạnh trong không trung mười mấy vòng. Diệp Phàm kinh ngạc phải hiện, lơ xu đầu các vòng xích không hề hình thành nên sóng xích gì. Ngay cả khi xoay mười mấy vòng cũng chưa thấy sóng xích tràn ra. Kỳ lạ, chẳng lẽ Phác Hải Thanh đã kiệt sức rồi, cho nên, nội tức cạn kiệt, không có xích khí tràn ra từ sợi xích nữa. Chắc là không thể nào, có gì kỳ lạ đây. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt quét qua mặt của Vương Nhân Bảng một chút. Người này tất nhiên cũng phát hiện ra điều khác thường. Thanh đao nhu cực kia xoẹt một tiếng duỗi thẳng ra, dường như trong chốc lát liền biến thành một thanh đao sống dày. Hơn nữa, trên đao nhu cực từng luồng đao khí nhẹ nhẹ co duỗi. Đây là điểm lợi hại của đao nhu cực của La Phù Cung, Vương Nhân Bảng chỉ đạt đến bát đẳng tầng thứ hai, vốn không thể tràn ra nội khí, bước ra trên đao. Nhưng, đao nhu cực có một đặc điểm, có thể nhân khí nội tức gấp bội. Khiến cho từ mức chỉ có chút ít đao khí tăng lên thành đao khí phun ra ngoài. Tất nhiên, điều này cũng để lại di chứng, hao phí năng lượng của thân thể quá mức, đợi đến lúc chiến đấu xong, phỏng chừng người đó một thời gian dài cũng khó mà khôi phục lại. Trên đời này, không có bữa cơm nào là miễn phí, có được tất có mất. Đúng lúc này, dây xích nương theo máu tươi của Phác Hải Thanh đang giải khắp không trung đột nhiên phát ra một tiếng xoảng vang dội. Đồng tử của Diệp Phàm mở to, phát hiện ra sợi dây xích đã xoay mười mấy vòng của Phác Hải Thanh, ở vòng cuối cùng nhất thời bất ngờ tuôn ra vòng khí kinh người. Vòng khí kia không ngờ to bằng đầu ngón tay, chẳng lẽ sợi dây xích này cũng có chỗ kỳ diệu có thể hợp 10 thành 1, Diệp Phàm suy nghĩ rất hứng thú. Vòng khí to bằng đầu ngón tay xẹt qua trên không trung, bổ thẳng xuống Vương Nhân Bảng. Đao nhu cực cũng không chậm, sóng khí kia phun ra, hướng lên trên nghênh đón. Bùm! Dường như không khí đang bùng nổ, không khí trong chu vi 30 đến 40 mét đột nhiên nóng lên, nổ tung như khí cầu. Soảng soảng soảng! Một chuỗi âm thanh lạ truyền đến, bùm tương đương một tiếng, đúng là sóng khí bị nổ tung rồi. Gạch trên mặt đất lập tức bay lên. Như thiên nữ tán gạch. Mà bụi đất bay lên hơn mười mấy thước, khiến cho tất cả mọi người thiếu chút nữa dính đầy cát bụi. Đợi bụi đất lắng xuống, mọi người mới kinh ngạc phát hiện. Tình trạng của Vương Nhân Bảng và Phác Hải Thanh không khác nhau là mấy. Tóc của hai người như bị tiêm máu gà, dựng đứng hết lên, không khác đầu tóc như bị sét đánh của tên nào đó trong NBA là mấy. Hơn nữa, khóe miệng hai người đều có máu. Đa tạ đã nhường. Vương Nhân Bảng không ngờ cực kỳ trịnh trọng ôm quyền. Không dám. Phác Hải Thanh cũng hử lạnh một tiếng. Hai người đều đi lại có chút biến dạng về đến trận doanh của mình. Diệp Phàm biết, thực lực hai người ngang nhau, đều bị thương, đã không thể chiến đấu tiếp. Diệp Phàm vỗ nhẹ một chưởng trên vai Vương Nhân Bảng, lập tức,
một luồng khí nội tức dịu dịu tuần hoàn ngay một vòng trong kinh mạch của Vương Nhân Bảng chỉ trong vài giây đồng hồ. Từ sau khi đột phá thập đẳng, Diệp Phàm cảm thấy rất rõ sự sinh sôi không ngừng của nội tức càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, nội tức phát ra cũng tùy ý hơn nhiều. Thập đẳng này so với cửu đẳng chênh lệch quá lớn. Vương Nhân Bảng gật gật đầu, lập tức nghiêng người dịch ra khỏi bàn tay của Diệp Phàm. Bởi vì, anh không thể để cho Diệp Phàm hao phí quá nhiều nội tức. Bên này, cao thủ phát ra còn chưa thực sự ra tay. Như Phác Chân Thanh, tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Còn có lão già ngồi xe lăn nữa, mọi người đều chưa biết được hết, nhất định cũng rất lợi hại. Các hạ, những người còn lại lên hết đi. Bằng không, các người lại nói lão già ta ức hiếp tiểu bối. Nói trước, hôm nay các người không thể đấu lại lão già này thì hãy giao Tuyết Hồng cho chúng ta. Đúng lúc này, tay Phác Chân Thanh đưa qua đưa lại giữa đám người Diệp Phàm, nói đầy vẻ tự cao tự đại. Điều đó còn phải xem ông có bản lĩnh không đã. Diệp Phàm quét mắt nhìn ông ta một cái, hừ lạnh còn tự cao tự đại hơn ông ta. Người trẻ tuổi, cuồng ngạo cần phải có vốn liếng đấy. Bằng không, chính là cuồng vọng. Phác Chân Thanh hừ lạnh nói. Tôi là Tuyết Vũ, nhà đầu của tiểu thư, Phác Chân Thanh, tôi sẽ đấu với ông mấy chiêu. Lúc này, xảy ra một chuyện khiến người ta kinh ngạc. Không ngờ Tuyết Vũ, cô nàng xem ra khoảng 22 đến 23 tuổi, khuôn mặt thanh thuần. Vẫn luôn đứng bên cạnh Tuyết Hồng không nói lời nào lại bước lên trước một bước. Cô liếc Phác Chân Thanh một cái, nói. Tiểu thư nhà chúng ta quý giá biết bao, Phác gia các người muốn giữ cô ấy lại, trước tiên phải hỏi xem tôi nha đầu này có đồng ý hay không. Điên rồi. Diệp Phàm trong lòng thầm mắng một câu, chau mày, trong lòng nói thật kỳ lạ, Tuyết Vũ sao có thể không hiểu chuyện như vậy, Phác Chân Thanh là ai chứ, là con cả của chủ gia tộc Phác gia hiện giờ Phác Tín Đông Thái Cực Huyết. Dựa vào phán đoán của tổ đặc nhiệm A, hẳn phải có thực lực cửu đẳng. Là cao nhân có cùng thứ bậc với Phí Thanh Sơn, vừa rồi cũng có giới thiệu qua với Tuyết Hồng, Tuyết Vũ đứng bên cạnh không thể nào không nghe thấy Trương Cường giới thiệu. Không thể ngờ được cô ta lại muốn đi tìm cái chết, Diệp Phàm cảm động trước tấm lòng chân thành của Tuyết Vũ. Biết rõ đấu không lại còn muốn nghênh chiến, ý niệm bảo vệ chủ của cô nha đầu này thật mãnh liệt. Chỉ dựa vào cô. Phác Chân Thanh nhìn Tuyết Vũ một cái không ngờ chau mày, có cảm giác bị trêu chọc, nhíu nhíu mày, có lẽ cảm thấy độ sức với cô bé này rất mất thể diện, cho nên, lại phất tay áo, nói. Tốt hơn hết là tất cả những người còn lại lên hết cả đi. Không cần, ông đánh thắng tôi rồi tính. Tuyết Vũ không ngờ cố chấp như thế, ngay cả Diệp Phàm cũng không khỏi nhíu mày, nói với Tuyết Hồng. Gọi Tuyết Vũ trở về đi, việc này không phải đùa đâu. Nếu như đánh bị thương hoặc tàn phế thì không hay chút nào. Ha ha, khinh công của cô ấy tốt lắm, đánh không lại vẫn có thể chạy. Hơn nữa, người làm hậu bối, đánh thua rồi rút cũng không mất mặt. Tuyết Hồng không ngờ lại nói ra những lời này, thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm nghẹn lời, trợn trừng mắt. Càn quấy. Mặt Diệp Phàm nghiêm lại, không khỏi có chút nghiêm túc. Em thích càn quấy đấy, anh làm gì được nào? Cô nhóc Tuyết Hồng không ngờ lại ra vẻ nhõng nhẽo, thở phì phì hừ nói với Diệp Phàm. Được, được, cô thích càn quấy thì cứ càn quấy cho đã đi. Bị đánh đến tàn phế đừng cầu xin ông đây thu dọn tàn cục. Diệp Phàm cũng tức muốn điên, trừng mắt nhìn cô ta, không lên tiếng nữa. Tuy nhiên, Diệp Phàm còn phát hiện Tuyết Hồng nháy mắt với mình một cái. Tên này tức giận, dứt khoát chuyển sự chú ý đến giữa sân, không để ý đến con nhóc càn quấy này nữa. Được lắm, chốc nữa đừng có nói lão phu ức hiếp hậu bối. Phác Chân Thanh khinh thường nhìn Tuyết Hồng một cái, nói. Sẽ không đâu, Trung Quốc chúng tôi có câu ngạn ngữ, thắng đáng mặt thì thua cũng đáng mặt. Không giống một số người, còn bị đánh bố ra mặt. Tuyết Vũ vẫn không quên châm chọc Phác Chân Thanh vài câu. Lão già này tất nhiên hiểu được ý đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tức giận bước mấy bước dài lên phía trước, nói. Đến đi. Tôi đến đây. Trên khuôn mặt thanh thuần của Tuyết Vũ thoáng qua nét cười, giơ tay lên liền vỗ về phía Phác Chân Thanh. Nhìn tư thế xuất trưởng này, không mang chút gió nào. Nhưng Phác Chân Thanh hiển nhiên cũng không để ý, đứng đó đẩy nhẹ bàn tay về phía trước, tất nhiên là thuận tay thôi, hẳn là chỉ dùng mấy thành kinh lực. Khoa chân múa tay, có lẽ là nhiễm thói xấu của Tuyết Hồng. Diệp Phàm thầm thở dài một tiếng. Ánh mắt chuyển sang quan sát lão già ngồi trên xe lăn,
hẳn là không đành lòng nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Tuyết Vũ. Bốp! Một âm thanh nặng nề vang lên, mang theo một âm thanh kỳ quái vang dội, Diệp Phàm tập trung nhìn, lập tức thiếu chút nữa nuốt phải lưỡi. Dương mắt lên nhìn một cái, gần như tất cả mọi người đều rất khiếp sợ. Ngay cả đám người Vương Nhân Bảng và Lam Tồn Quân cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Mà trong đám đệ tử phát ra có vô số cái miệng đang há rất to, đến lúc chảy cả nước miếng ra cũng không nhận thấy. Mà Phác Chân Thanh, khuôn mặt liền chuyển thành màu gan lợn. Thấy tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn ông ta, khuôn mặt màu gan lợn của lão già này liền chuyển thành màu tím xanh. Môi lão già này ấp úng nói. Làm sao có thể? Ngay cả lão già trên xe lăn hai mắt cũng đột nhiên hiện lên một luồng sáng lạnh, sắc mặt khiếp sợ chợt lóe rồi biến mất. Không thể tưởng tượng được Tuyết Vũ lại là một đại cao thủ ngầm, phỏng chừng thực lực đã đến cửu đẳng, không ngờ khiến cao thủ cửu đẳng tầng cao nhất Phác Chân Thanh chịu thiệt ngầm. Vừa rồi thiếu chút nữa bị cái tát tưởng chừng như không có chút sức lực nào của Tuyết Vũ cho ngã dập mông. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng chỉ đoán vậy. Vừa rồi Phác Chân Thanh nhiều nhất chỉ dùng 3 phần 10 khí lực. Tuy nhiên, tình huống này đối với Phác Chân Thanh mà nói, tuyệt đối được coi là vô cùng nhục nhã. Tiếp đi nha đầu. Phác Chân Thanh thực sự nổi giận rồi, bất ngờ đánh mạnh một chưởng, mang theo một phong đao dũng mãnh bổ về phía Tuyết Vũ. Sóng khí trong không trung xoẹt xoẹt vang dội, bên cạnh một phong đao quỷ dị quét qua, lần này, lão già này nhất định đã dùng đến 10 thành kinh lực. Có lẽ muốn một chưởng đánh cho Tuyết Vũ tàn phế. Chương 2275, nghẹn họng nhìn chân chối. Mau lui ra. Diệp Phàm vừa thấy thế nỏng này, vừa động đã muốn tiến lên đỡ một chưởng. Không cần. Không thể ngờ được Tuyết Vũ tốc độ nhanh hơn, bổ nhào về phía trước một chưởng độc chắn đến. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng dừng bước, bởi vì hắn cảm thấy chưởng lực của Tuyết Vũ rất mạnh. Một cỗ nội tức vô hình không ngờ từ trong tay cô ấy phun ra phía trước, giống như một cái chụp từ bàn tay đánh về phía trước. Lúc này đây, Diệp Phàm thật sự kinh hãi rồi. Nội tức từ bàn tay hình thành một vòng bảo vệ mỏng manh. Giống như trên bàn tay có một màng sắt mỏng bao quanh. Tuyết Vũ là thập đẳng sao? Làm sao có thể? Đánh chết Diệp Phàm không thể tin được một cô nàng mới 22, 23 tuổi không ngờ đã đạt đến thập đẳng. Đây chẳng phải là thiên tài so với cả Diệp Phàm sao? Việc này làm cho người khác khó có thể tin. Mà Diệp Phàm cũng phát hiện, lão già trên xe lăn kia đột nhiên hô. Thật sự nhanh, mau lui lại. Muốn lui sao, kiếp sau đi. Không thể tưởng tượng được Tuyết Vũ đột nhiên cười lạnh một tiếng, trưởng lực nhoáng cái đã đến trước mặt. Dầm! Một tiếng động vang lên không thể nào mạnh hơn nữa, chỉ một tiếng động, trưởng lực của Tuyết Vũ đã đánh trúng ngực của Phác Chân Thanh. Tuy nhiên, hiệu quả cũng khá rõ ràng, quần áo của Phác Chân Thanh không có gì dị dạng. Tuy nhiên, miệng vừa mở, một ngụm máu tươi giống như thác nước phun ra. Hơn nữa, cả người giống như bay về phía sau, cuối cùng văng xuống đất cách xa chừng 20 mét. Chân của lão già này co giật kịch liệt, hai chân giống như con giun bị chặt đứt đá lung tung trên mặt đất. Việc này, đương nhiên là phản ứng tự nhiên của sự đau đớn. Phác Chân Thanh căn bản là không khống chế nổi. Làm cho người nhà họ Phác đều lao đến xem. Tiếp nhận mấy chưởng. Đúng lúc này lão già ngồi xe lăn tức giận rồi, hai tay đột nhiên vỗ vào xe lăn, cả người bay lên chừng hơn 3 mét. Đầu hướng xuống dưới, hai chân hướng lên trên, giống như vận động viên nhảy cầu, hai tay đi xuống nhấn một cái bổ xuống đầu Tuyết Vũ. Hừ! Diệp Phàm vừa thấy hổ ưng công của nhà họ Phí đột nhiên tuôn ra, cả người bay lên không trung gần 4 mét. Trong nháy mắt đã đến trên đầu lão già kia, đôi chân của Diệp Phàm giống như móng của chim ưng đá xuống. Lão già không có cách nào, vọt người hướng hai tay lên trên ngăn đôi chân của Diệp Phàm. Thình thịch, lão già ngồi xe lăn bị Diệp Phàm hất trở lại xe lăn, tiếng két két của xe lăn vang lên một hồi, chiếc lốp xe được làm bằng thép không ngờ méo mó. Đó là bởi vì lão già này đã ép toàn bộ lực mà Diệp Phàm dùng trên người y vào lốp xe, mấy vạn cân. Mặc dù là được tinh chế bằng thép cũng không thể chịu nổi. Người thanh niên, nói như người Trung Quốc các cậu chính là tỷ thí phải có võ đức. Lão già không ngờ dùng tiếng phổ thông rõ ràng nói. Tôi cũng đang muốn nói với ông một chút, định dùng chiến thuật xa luân là có võ đức sao? Diệp Phàm đáp lại một câu, vẻ mặt không sợ hãi của lão già kia không ngờ có chút đỏ lên. Tôi chỉ muốn thử trưởng lực của cô gái kia. Lão già tìm cách chống chế. Tôi cũng vậy,
Diệp Phàm vừa nói một câu thiếu chút nữa làm lão già này nghẹn họng. Ý là tôi cũng muốn thử trưởng lực của ông. Cậu thanh niên, không cần so bì, phải có năng lực mới được. Lão già này hừ nói. Người Trung Quốc thường nói một câu, không chắc 100%, không dám lên lương sơn. Được, có cá tính, Phác Thượng Sung tôi thực muốn xem một chút cá tính của cậu. Phác Thượng Sung đột nhiên nhắm vào Diệp Phàm lao đến. Dây xích sắt màu đen Phác Hải Thanh vừa dùng ban nãy bị y rút lên, tiếng rít của không khí vang lên, một đường sóng xích linh hoạt sắc bén quất thẳng hướng về phía Diệp Phàm. Lão già này ít nhất cũng thập đẳng, nếu không không thể thi triển nội tức thuần thục như vậy. Diệp Phàm thầm cảnh giác, tay cũng không dám chậm trễ, tiểu lý đao từ trên cổ tay bắn ra ngoài. Bởi vì đạt đến thập đẳng, cho nên hiện giờ nội tức có thể khống chế được phương hướng của tiểu lý đao. Đến chỗ xích sắt, keng keng keng, mấy tiếng kêu giòn tan vang lên, ba cái tiểu lý đao bị xích sắt đánh rơi trên mặt đất. Tuy nhiên cuối cùng cũng đâm rách không khí, như tên rời cung trong nháy mắt đã đến trước mặt Phác Thượng Sung. Hay, mấy người Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân hét lên một tiếng, hai mắt đều sáng lên. Cao thủ thập đẳng tỷ thí rất hiếm thấy. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết được Diệp Phàm đã đến thập đẳng, chỉ có thể cảm giác được có thể khống chế được thuần thục như thế ít nhất cũng phải là cấp cao nhất của cửu đẳng rồi. Chỉ có vẻ mặt của Tuyết Phụ biến thành hơi cương, miệng thầm nói. Sao có thể, mới mấy tháng, khi nào thì đột phá đến thập đẳng? Người này chẳng lẽ thật sự là chó ngáp phải ruồi sóng gợn sóng không ngừng, không thể nào, nếu thật sự là vậy cũng phải nói với cô một tiếng, có thể nhận vào nhà họ Tuyết. Truyền cho hắn Tuyết gia y bát. Hay cái rắm. Một người thanh niên nhà họ Phác dùng tiếng Hàn Quốc mắng. Hay đầu mày. Vương Nhân Bàng lập tức văng tục. Hừ. Phác Thượng Sung là người có thực lực, sao có thể để Diệp Phàm trong một chiêu có thể giải quyết. Chỉ thấy y hướng xe lăn nhẹ nhàng vỗ, một bóng đen hiện lên vang lên một tiếng rất lạ. Phi đao của Diệp Phàm không ngờ bị bóng đen kia hút trôi. Diệp Phàm tập trung nhìn vào thấy một thứ rất lạ giống như cánh hoa sen, chỉ có điều rất nhỏ, chỉ to bằng ba đầu ngón tay. Mẹ kiếp, cái gì vậy? Diệp Phàm thầm văng tục một câu, vừa động tay huyết trích tử rời tay bay ra. Xoay vòng một hồi trên không trung, lập tức phát triển lớn dần lên, mở ra sáu cánh hoa sen phát ra ánh sáng âm u, giống như một đóa hoa âm hồn màu tím chộp đến đồ vật kỳ quái của Phác Thượng Sung. Với nội tức của cao thủ thập đẳng, huyết trích tử càng mạnh hơn. Dầm một tiếng huyết trích tử va chạm với đồ của Phác Thượng Sung, một ngụm đã nuốt quái vật này vào. Nổ! Phác Thượng Sung vẻ mặt khó coi đột nhiên gầm lên một tiếng, không ngờ phun ra một ngụm máu tươi. Dầm! Quả nhiên là nổ tung! Loảng xoảng một hồi vẻ mặt Diệp Phàm hơi biến sắc, bởi vì huyết trích tử của mình cùng với đồ vật quái gì kia không ngờ đồng thời nổ tung. Mấy cánh hoa sen từng mảnh rơi xuống giống như lá rụng, bay xa trong không khí đến hơn 10 mét. Thành từng mảnh xuyên thấu vào đất không còn thấy đâu. Đồ của Phác Thượng Sung cũng không khác gì, việc này hẳn là thuộc loại lưỡng bại câu thương rồi. Lại đến, vẻ mặt Phác Thượng Sung hiện lên màu tím bầm, hai tay múa máy trên không trung, không lâu trong không khí truyền đến một âm thanh quỷ dị. Mấy người Vương Nhân Bàng chỉ nghe tiếng kêu không phát hiện cái gì, chỉ có điều tất cả mọi người có cảm giác giống như bị đun nóng đến hơn 100 độ, hình như còn đang tăng lên. Không khí phạm vi 10 mét quanh mình đang ẩm dần lên. Dưới nhiệt độ này, tựa hồ như có thể nghe thấy chuyển động của không khí, những người xem cuộc chiến tất cả đều lui đến hơn 100 mét. Phác Thượng Sung ngồi xe lăn, tay của y vẫn cuồng loạn múa trên không trung. Người thường thì không biết gì, người trong nghề thì xem náo nhiệt. Tuyết Phủ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn lên trời, Diệp Phàm cũng trợn mắt tập trung nhìn. Bởi vì đôi mắt ưng của hắn rõ ràng nhìn thấy không trung đang thay đổi. Khi tay của Phác Thượng Sung múa may là lúc không trung hình thành một khí cầu kỳ dị. Lớn bằng nắm đấm rồi theo tay múa của Phác Thượng Sung càng nhanh, khí cầu không ngừng lớn lên bằng quả bóng chuyền, một phút sau không ngờ lớn bằng cái sọt. Phác Thượng Sung hình như đang cố hết sức đẩy về phía trước. Khí cầu lớn như cái sọt kia xoay tròn trong không trung hướng về phía Diệp Phàm, tốc độ khá nhanh, cũng không cảm thấy chậm. Suy nghĩ đầu tiên của Diệp Phàm chính là tránh. Tuy nhiên, kỳ lạ chính là khí cầu hình như có lực hút, hai tay của anh buộc lòng phải hướng về phía nó. Sao thế? Diệp Phàm chau mày, sau một hồi nhảy múa cuồng loạn, mấy chục thanh tiểu lý đao dưới sự khống chế của nội tức hướng đến khí cầu.
Tiểu Lý đao có thể đâm cả đá, không ngờ gặp khí cầu rơi hết xuống đất. Khí cầu chỉ hơi lõm xuống một chút tiếp tục hướng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không ngừng tung ra tiểu Lý đao, lần này rõ ràng không cần nội tức khống chế, mà trực tiếp đánh ra. Phác Thượng Xung dường như đang nhếch môi cười. Người Trung Quốc, nhận thua không? Phác Thượng Xung vẻ mặt giống như nhìn từ trên cao xuống hỏi. Nhận cái rắm. Diệp Phàm gầm lên một tiếng, hai tay giống như thiếu nữ hái hoa, đem mấy chục đao thu lại giống như kẹp hướng về phía khí cầu. Ngay cả Tuyết Vũ cũng nhíu mày, trong lòng tự nhủ người này thật là ngu ngốc, phá đao này căn bản là vô dụng. Chỉ hơi chạm đã bị đánh bay còn ném tới làm gì? Vô bổ thôi, trước mặt cao thủ không là gì. Ngay khi khí cầu cách Diệp Phàm 10 mét là lúc nụ cười của Phác Thượng Xung biến thành nụ cười ác nghiệt, nụ cười rất lạnh lùng tàn khốc. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng đang mỉm cười. Cảm thấy khí cầu này hình như có một luồng khí rất nóng đánh tới, Diệp Phàm vội vàng xoay người dùng nội tức lui về phía sau. Lúc này giọng Phác Thượng Xung vang lên. Không kịp rồi cậu nhóc, đi gặp quỷ đi thôi. Bùng nổ. Phác Thượng Xung giống lên một tiếng, bốn lốp của xe lăn lập tức liền bùng nổ. Mà Phác Thượng Xung còn dùng lực làm cho chiếc xe lăn đặc chế kia vặn vẹo biến hình, vài tiếng ken két vang lên, chiếc xe lăn biến thành đống sắt vụn. Còn Phác Thượng Xung nhàn nhã ngồi trên đống sắt vụn, tuy nhiên, vẻ mặt lão già tươi cười thoải mái. Bởi vì đối diện, khí cầu nổ tung cách lão chừng 50 mét. Khí cầu này đương nhiên không phải là khí cầu thật sự, mà là Phác Thượng Xung dùng bí thuật của nhà họ Phác tụ tập nội tức mấy chục năm lại ép thành. Cuối cùng khí chất càng lớn, khi đạt đến đỉnh điểm, Phác Thượng Xung phát động va chạm khống chế chỗ khí cầu nổ tung. Lập tức một hơi nóng rực lên làm cho người ta không thể thở nổi. Chắc chắn không thua uy lực của ba trái lựu đạn buộc chặt cùng một chỗ nổ tung. Người đứng cách xa 7-80 mét đều cảm giác như bị lửa thiêu, vội vàng lui về phía sau mấy chục bước, tất cả đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm nhìn phiến đá bị nổ tung bay trong không trung giống như những cánh hoa. Quanh bán kính 10 mét đều là bụi đất, những mảnh vụn của gạch giống như lưỡi dao bay xung quanh. Sợ tới mức những người xem xung quanh đều khua côn bổng lên để ngăn cản hơi nóng, phát ra âm thanh lốp bốp. Dường như mấy chục người đang chiến đấu với hai người. Chương 2276, Thái cực huyết Phác Tín Đông. Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân vì lo cho Diệp Phàm, cho nên ra ngoài sau một tẹo. Cách hiện trường khá gần, nên bị khí nóng bốc ra bên ngoài đốt nóng một chút. Lập tức tóc hai người như bị bắt lửa. Hai người vội vàng lăn vài vòng như con lật đất trên đất mới có thể giảm trừ sức nóng. Hiện trường mù mịt khói. Bụi bặm tan hết. Gạch vỡ bị lực hút của trái đất tác động, rơi từng khối xuống đất. Anh Diệp, anh không sao chứ? Trương Cường thanh âm có chút hoảng hốt, vì anh ta phát hiện, Diệp Phàm vẫn đứng nguyên tại trung tâm vụ nổ khi nãy, chỉ có điều vẻ bề ngoài có chút vấn đề. Anh Diệp, Tuyết Hồng sợ tới mức kêu lớn lên, bởi vì tóc Diệp Phàm từng sợi dựng đứng chổng lên trời. Còn sắc mặt đỏ bừng cứng ngắc, như bị sốt cao đến 5060 độ vậy. Về phần quần áo của hắn, áo khoác bị cháy sạch tả tơi, đen xì, hơn nữa, tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi khét. Không sao, còn sống. Diệp Phàm há miệng, lập tức một làn khói trắng thoát ra. Hắn phì mạnh ra, lập tức, một làn sương mù màu trắng trông như một con mãnh xà biến hình, bủa vây đến hơn 10 mét bên ngoài nhà vệ sinh. Một tiếng nổ ầm vang, dưới sự tấn công của làn sương trắng, không ngờ nhà vệ sinh trong nháy mắt liền đổ sụp. Cừ thật. Vương Nhân Bàng hít một hơi khí lạnh, trong lòng tự nhủ đây cũng quá cái kia. Một làn khí phun ra có thể làm sập cả một cái nhà vệ sinh, lợi hại. Cái này, đương nhiên là nội khí áp chế song phương kích thích khói trắng hình thành. Uy lực không thua gì lựu đạn nổ tung. Cậu thanh niên, nếm được chút mùi vị rồi chứ? Phác Thượng Xung ngồi trên xe lăn ở bên cạnh, dùng vẻ mặt bình tĩnh của một cao nhân nhìn Diệp Phàm. Nếm được rồi, tuy nhiên. Ông cũng sẽ, nếm, được mùi vị của tôi ngay đây. Diệp Phàm vừa nói xong, sắc mặt Phác Thượng Xung đột nhiên biến đổi, lão già này sợ đến mức vội vàng bắn lên từ xe lăn định tránh. Chậm rồi, đồng chí lão Phác. Diệp Phàm cười gượng một tiếng cười này khiến lão Phác bị kích thích đặc biệt. Xì xì mấy tiếng giòn vang. Mọi người kinh hãi phát hiện, cũng không biết thứ gì bay vòng quanh lão Phác mấy vòng rồi lại bay về trong tay Diệp Phàm. Còn sắc mặt lão Phác lập tức rất khó coi, bởi vì, chiếc áo Hàn Quốc trên người ông ta đã bị rách thành mấy mảnh bay mất,
lộ ra bộ ngực có rất nhiều nếp nhăn. Hơn nữa, trên bộ ngực còn để lại dấu tích, một sợi dây đỏ dường như bao quanh thân thể lão Phác, xoay tròn mấy vòng. Nhìn từ phía xa, thân thể lão Phác như bị bao vây bởi những chiếc vòng màu đỏ, phải đến 17-18 cái. Đến gần nhìn, mọi người liền kinh ngạc, bởi vì những vòng tròn màu đỏ này căn bản không phải vòng tròn gì, mà là từng vết thương trông như chiếc vòng. Hơn nữa, sâu đến mức có nhiều chỗ máu tươi còn chảy ra từ vòng tròn. Đây đương nhiên là chuyện tốt mà Lạc Bảo Kim tiền của Diệp Phàm làm. Vừa rồi hắn tiện tay ném ra phi đao mà không có nội tức khống chế. Chính là để thu hút sự chú ý của lão Phác, còn Diệp Phàm, sau khi trả giá bằng việc bị thương thì cũng khiến cho lão Phác bị thương nặng. Dưới đất, cảnh tượng rất thê thảm, một hố rộng chừng 3.040 m, sâu gần 56 m hiện ra phía trước Phác Gia Trang. Rất phong cách, đồng chí lão Phác, vòng tròn này, ha ha. Vương Nhân Bàng cười khan. Phác tiên sinh thích vòng tròn màu đỏ mà, hơn nữa, lại còn có cả một bộ mấy cái nữa, rất hoành tráng. Trương Cường cũng bật cười. Tóc của anh Diệp cũng rất có phong cách, đúng là giống siêu sao NBA. Lam Tồn Quân thấy Diệp Phàm không bị tổn thương nặng gì, nên cũng thoải mái pha trò cười. Đấu thêm lần nữa. Phác Thượng Sung thực sự không biết giấu mặt vào đâu, bị khỏa thân trên trước hậu bội, trên người còn bị mười mấy vòng tròn quay xung quanh, quá mất mặt. Mất mặt mất đến tận nhà bà ngoại rồi. Ông ta nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, không để tâm đến đùi phải bị què, bổ nhào về phía trước, giơ tay với lấy cây thiết côn bên cạnh tấn công hết sức về phía Diệp Phàm. Lui ra. Lúc này, dường như từ một nơi rất xa truyền đến một thanh âm vang như chuông. Phác Hướng Trung vừa nghe thấy, không ngờ nhẫn nại lui xuống. Diệp Phàm phải không, Tuyết Vũ đúng không, hai người có bản lĩnh cao nhất trong đám người này, thật là uy phong, đều thập đẳng. Hai người cùng lên đi, bằng không mấy lão già của Trung Quốc sẽ nói Phác Tín Đông tôi ức hiếp kẻ non nớt. Sau khi giọng nói này phát ra, sắc mặt Diệp Phàm và Tuyết Vũ đều thay đổi. Mẹ nó, thật là xui xẻo, lại thật sự gặp phải Thái Cực Huyết Phác Tín Đông, một trong 10 đại cao thủ trên thế gian. Trận chiến này còn biết trông cậy vào đâu, người ta dám gọi tên hai người lên, hơn nữa còn biết rõ năng lực. Bản lĩnh của Phác Tín Đông kia đạt tới cảnh giới nào rồi, đây đơn giản là không ai dám tưởng tượng. Đương nhiên, Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân đều khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Mới biết không ngờ hắn đã đột phá tới thập đẳng. Lam Tồn Quân không kìm được, nhỏ giọng nói một câu. Qua biến thái. Đương nhiên biến thái, người ta chính là biến đổi hình dáng. Cao thủ thập đẳng chỉ mới 28 tuổi, bằng không, sao có thể làm đại ca của chúng ta được? Trương Cường còn giải thích một chút. Ôi, buồn bực thật. Vương Nhân Bàng nói một câu, không lên tiếng. Vâng, Phác tiền bối. Diệp Phàm và Tuyết Vũ vẻ mặt cung kính đều ôm nắm tay. Đối với cao nhân tiền bối lánh đời mấy chục năm như này, hai người đều rất ngưỡng mộ. Mặc dù là đối đầu, cũng có suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, Diệp lão đại mặc dù có đôi mắt ưng và thuật dùng sóng khí dò xét, nhưng cũng đều không phát hiện ra giọng nói của Phác Tín Đông phát ra từ đâu. Biết được người ta cũng có năng lực bóp méo phương vị, Diệp lão đại liền không dò xét nữa. Hai người các anh liên kết, chịu được 10 chiêu của tôi, hôm nay các anh có thể bình yên rời khỏi đây. Còn Phác gia cũng không truy xét việc Tuyết Hồng làm cháu tôi bị thương. Nếu không thể thắng, rất xin lỗi, tất cả những người tới đây hôm nay đều phải thành tàn phế rồi mới được đi. Phác Tín Đông thản nhiên nói. Giống như nói một chuyện rất bình thường, căn bản không coi công phu người ta luyện mấy chục năm ra gì. Đây có lẽ chính là sự lãnh đạm của cao thủ tuyệt thế. Biết hôm nay muốn tránh cũng không tránh được, Diệp Phàm và Tuyết Vũ liếc mắt nhìn nhau, rất thức thời, đi hướng về phía trung tâm của bãi. Cô là người của Tuyết gia. Giọng nói của Phác Tín Đông lại truyền tới. Vâng. Tiền bối, tôi là người giúp việc. Tuyết Vũ vẻ mặt cung kính nói. Tuyết Nha Nha khỏe chứ? Phác Tín Đông hỏi. Chủ mẫu rất khỏe. Tuyết Vũ nói, đám người Diệp Phàm trong lòng có chút sợ hãi. Tuyết Nha Nha, này chẳng phải chính là, Phi Linh đang Tuyết Nha Nha, sao? Đây chính là nhân vật đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thập đại cao thủ toàn thế giới. Lai lịch còn vang dội hơn cả Phác Tín Đông, không thể ngờ Tuyết Hồng lại có lai lịch lớn thế. Tuy nhiên, đối với cái mà Tuyết Vũ nói là người giúp việc gì đó, đám Diệp Phàm có chút không rõ.
Nếu nói là hầu hạ Tuyết Hồng thì hình như không giống lắm, nếu nói là hầu hạ mẹ Tuyết Hồng thì lại càng không giống. Tuyết Vũ mới bao nhiêu tuổi? Mẹ Tuyết Hồng chắc chắn ít nhất cũng phải 45, 46. Lúc mẹ Tuyết Hồng còn nhỏ, căn bản Tuyết Vũ chưa sinh ra. Ha ha, được, bắt đầu đi, nể mặt Tuyết Nha Nha, bây giờ giảm thành 8 chiêu. Phác Tín Đông cười sảng khoái. Đột nhiên, một lực mạnh truyền từ phía xa tới. Diệp Lão Đại và Tuyết Hồng đều cảm thấy dường như bất hạnh đụng phải bão cấp 12. Tuy nhiên, cái này đối với Tuyết Vũ mà nói, vẫn thuộc phạm vi có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, hai người cảm thấy gió càng ngày càng mạnh, từ cấp 12 đã tăng tới cấp 15-16, lại hướng lên, hai người bắt đầu cảm thấy chân có chút không đứng vững nữa. Hai người vội vàng ngồi xổm ở tư thế tấn, dựa vào 10 phần kinh lực để đứng vững. Ừ, đứng tấn cũng rất được, chứng minh hai người có bản lĩnh thật sự. Tuy nhiên, đây là chiêu thứ nhất, đến chiêu thứ hai đây. Giọng nói của Phác Tín Đông lại truyền tới. Cùng với tiếng nói, lực khi nãy bất chợt mạnh hơn gấp 2, 3 lần. Diệp Phàm và Tuyết Vũ rút cục không đứng vững bị lực mạnh này hút thẳng lên không trung. Hai người thi triển thuật khinh thân, trụ vững trên không trung. Chúng ta kết hợp. Diệp Phàm hô lớn một tiếng, bốn cái tay của hai người lập tức nắm lấy nhau. Cùng dùng lực chống lại lực linh hoạt, sắc bén vô cùng này. Chiêu thứ 3, gió cuốn mây tan. Thanh âm của Phác Tín Đông có chút lạnh lẽo. Một lực mạnh truyền đến từ không trung, như một cây gỗ lớn bay từ khoảng cách mấy trăm mét, đập tới. Ba, ba, hai tiếng giòn tan. Hai người bị bay đập vào bức tường đá cách đó cả trăm mét, lập tức tạo thành một cái hố lớn trên bức tường đá. Đương nhiên, hai người đều phun ra hai ngụm máu tươi, lập tức nhuộm đỏ cả tường đá. Con hổ điêu khắc màu trắng lập tức biến thành màu đỏ của máu. Chiêu thứ tư. Giọng nói của Phác Tín Đông vẫn rất bình tĩnh, nhưng vẫn ẩn chứa một tia ác nghiệt, bất cứ ai cũng biết. Lão già này căn bản chính là muốn đùa chết hai tiểu bối. Lão thất phu, ức hiếp tiểu bối, không biết liêm sỉ. Vương Nhân Bàng không kìm nổi miệng, mắng, nhưng thực ra là muốn phân tán sự chú ý của Phác Tín Đông một chút. Địch thủ dùng cách tấn công từ xa, chỉ dựa vào nội khí để tấn công kiểu này, khẳng định rất tiêu hao sức lực. 10 cao thủ thế giới. Ha ha, Phác Tín Đông chỉ là hư danh thôi. Không ngờ ra tay với hai tiểu bối chưa đến 30 tuổi. Đúng là mở rộng tầm mắt. Lam Tồn Quân và Trương Cường đều hô lớn. Cút sang một bên. Phác Tín Đông hừ một tiếng, ba người bọn Trương Cường không kịp phản ứng. Ba ba ba, ba người bị gió cuốn đi, một bàn tay vô hình tóm lấy ném đập vào tường cách đó hơn 10 mét. Cảm giác lưng đau như muốn nứt ra, không ngờ nhất thời không bò dậy được. Mẹ, thật là lợi hại. Ba người đều nghĩ vậy. Tuy nhiên, Tuyết Hồng cũng hô lớn. Đã 5 chiêu rồi, còn 3 chiêu. Phải là chiêu thứ 4 chứ, cộng thêm khi nãy mới là chiêu thứ 5, lão phu còn chưa phát ra. Phác Tín Đông khẽ hừ một tiếng, hai lực mạnh mẽ truyền đến. Diệp Phàm rõ ràng nhìn thấy bàn tay nội kình bay hướng về phía mình và Tuyết Vũ. Bàn tay hình thành từ nội kình đó tách không khí ra, mang theo một khí nóng rực. Tuyệt đối còn nóng hơn mấy lần khí nóng lúc nãy Phác Thượng Xung tấn công mình. Đây là điểm lợi hại của nội khí của Phác gia, thông qua thủ pháp đặc thù, ma sát với không khí sẽ tạo ra một sức nóng cho nội kình. Sau khi tụ nhiệt thành bóng, đạt tới điểm giới hạn thì sẽ có thể dẫn nổ, thật sự rất lợi hại, đen tối. Mau tránh! Diệp Phàm một cước đá bay Tuyết Vũ, khiến bàn tay nội kình của Phác Tín Đông bay vào khoảng không. Chương 2277. Sư phụ xuất hiện. Cũng không biết Phác Tín Đông có cảm giác như thế nào, phải chăng lão đang tức giận. Hai tay bóp chặt lấy Diệp Phàm, và càng ngày càng bóp chặt hơn, lúc này Diệp Phàm cảm thấy rất khó thở. Hơn nữa còn cảm thấy Phác Tín Đông càng ngày càng bóp mạnh hơn. Có lẽ chiêu này chưa dừng lại thì mình đã xong đời rồi. Tuyết Vũ rất cảm động, cô cũng cảm thấy được Diệp Phàm bị liên lụy. Vì thế dùng hết sức kéo Diệp Phàm ra. Tuy nhiên trưởng lực của Phác Tín Đông vô cùng mạnh, cô không thể nào làm lay động được. Mẹ mày chứ! Cảm thấy sắp không xong rồi, gân cốt toàn thân bị bóp giống như đang kêu lên răng rắc, gãy ra. Yên tâm đi, cái mạng này của cậu ta lấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, tuy nhiên sau này cậu chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại ở trên giường mà thôi. Giọng nói của Phác Tín Đông lúc này loáng thoáng truyền đến,
ngữ khí vẫn rất bình thản, giống như đang nói một câu chẳng có liên quan gì đến ông ta. Bốp! Một luồng âm thanh chói tai truyền đến, ngân ảnh trong tay Diệp Phàm lóe lên trong nháy mắt âm thanh đồng thời được phát ra. Sau khi vẽ thành ba vòng tròn thì ngắm vào hòn giả sơn mà đánh ra. Đây là nơi mà Diệp Phàm đã quan sát rất lâu rồi mới phát hiện ra chỗ đáng nghi, có lẽ Phác Tín Đông đang ẩn náu ở trên hòn giả sơn này. Ồ! Phác Tín Đông dường như tỏ ra kinh ngạc, không phải là vì đã nhìn thấy Can Tứ Nghinh mà kinh ngạc vì Diệp Phàm có thể nhìn ra chân tướng của mình, tuy nhiên trong nháy mắt đã không còn tiếng động nữa. Can tướng đánh vào hòn giả sơn, lập tức vỡ thành những hòn đá nhỏ bay khắp nơi. Một bóng người bay ra từ hòn giả sơn. Người đó đang ngồi hai chân xếp bằng giống như tư thế ngồi thiền, có lẽ đúng là Phác Tín Đông rồi. Chỉ nhìn thấy chân ông ta xếp bằng, toàn thân treo trên không trung cao khoảng 2 mét, cơ thể nhẹ nhàng rung lên đã có thể tránh được sự tấn công của Can tướng. Hơn nữa, tay vừa đưa lên đã làm cho Can tướng đánh vào không trung. Bất kể Diệp Phàm dùng lực như thế nào, Can tướng vẫn vùng vẫy và bay về phía bàn tay của Phác Tín Đông. Đây chính là kết quả của việc chịu ngoại lực quá mạnh. Chân Thanh, để cho con dùng thì không tồi đâu. Phác Tín Đông đùa với Can tướng một phen, trà sát trong tay làm Diệp Phàm bất chợt trong lòng cảm thấy đau quặn, một ngụm máu tươi phun ra, Can tướng liền bị Phác Tín Đông vứt cho Phác Chân Thanh. Cảm ơn bố. Phác Chân Đông mừng rỡ, quỳ xuống hai tay đưa lên chuẩn bị đón lấy phi đao Can tướng. Đồ của học trò ta ngươi không xứng để dùng. Đúng lúc này, một luồng âm thanh vang lên giống như từ trên trời truyền đến. Một tiếng bốp vang lên. Toàn thân Phác Chân Thanh chém bay bổng vào không trung, trước tiên là bị người ta cho mấy tạt tai vào mặt, sau đó người đập mạnh vào một cây cổ thụ cách đó 100 mét, xương cốt phát ra những tiếng răng rắc. Máu tươi từ trong miệng phun ra. Gãy 5 cái xương sườn xem như là sự trừng phạt nhẹ đối với ngươi. Giọng nói đó lại vang lên. Tiền bối là ai? Giọng nói của Phác Tín Đông đã có chút hoảng loạn, có thể nhận ra giọng nói đó mang đến áp lực rất lớn và sự hoảng sợ cho ông ta. Muốn làm học trò của ta tàn phế ư, hôm nay phải cho ngươi mấy cái tát để chút giận cho học trò của ta. Giọng nói đó không để ý đến ông ta, bốp 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 3 tiếng vang lên lan truyền khắp trang viên đạt hỏa. Bỗng chốc trên mặt Phác Tín Đông hằn lên vết của bàn tay. Hơn nữa còn bị quăng vào không trung lộn mấy vòng rồi bổ nhào đập vào hòn giả sơn. Lại phạt 20 năm công lực. Giọng nói đó lại vang lên, một luồng hấp khí rất mạnh, hai tay Phác Tín Đông không có cách nào đưa lên được. Một luồng nội công rất lớn bị tách ra bay thẳng đến chỗ Diệp Phàm. Luồng nội công đó còn mang theo một luồng nội khí nóng bỏng, nội công của Phác Tín Đông chứa đựng khí lực dương cương rất mạnh. Luồng nội lực này bị dẫn dắt vào cơ thể của Diệp Phàm. Chạy trong luồng kinh mạch. Điều kỳ lạ chính là vốn nó rất khó chấp nhận. Tuy nhiên vùng bụng của Diệp Phàm vừa động đậy, nội công Phật Môn Bảo Trí Thiền Sư lập tức chạy ra, rằng có với nội công của Phác Tín Đông. Hai luồng nội công truy đuổi nhau trong cơ thể của Diệp Phàm, quấn lấy nhau. Thế rằng có bị phá vỡ tràn ra như trận hồng thủy phá vỡ đê dội thẳng vào kinh mạch. Có một vài chỗ không lưu thông được bị luồng khí đâm phá ra. Diệp Phàm vốn đột phá được cửa thứ nhất nhân quan trong 9 cửa tam bình của nhậm đốc, còn có chút rối loạn, vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng nên khiến cho Diệp Phàm hấp tấp đạt đến thập đẳng. Cấp độ thập đẳng này có chút hư vô, tuy nhiên bây giờ những cản trở của kinh mạch còn sót lại bị luồng nội công tổng hợp rất mạnh này tấn công, lập tức được khai thông. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy được sự thoải mái, cảm giác rất khó hình dung giống như bị táo bón vài ngày, khi đã thông được thì rất dễ chịu. Sau khi nội công lưu thông cơ thể Diệp Phàm rất thoải mái, rất nhanh chỉnh đốn lại một chút. Còn khuôn mặt vốn mịn màng giờ đã nhăn lại, thoáng chốc tóc bạc trên đầu lão lại nhiều thêm. Ngoại hình của Phác Tín Đông đều là dựa vào sự duy trì của nguồn nội công này, một khi nội công giảm hoặc bị tổn thương nghiêm trọng thì tự nhiên không còn cách nào để duy trì phong độ được nữa. Vì thế đây chính là di chứng. Nội công 20 năm bị lấy đi là nội công tinh túy nhất ở đan điền, thực tế nó là nội công tâm cơ. Có ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể của Phác Tín Đông. Thậm chí lão cảm thấy được vì mất đi công lực của 20 năm thì cấp độ thập nhị đẳng cũng chẳng còn là gì nữa. Muốn khôi phục lại trong thời gian ngắn thì không thể. Sự tức giận của Phác Tín Đông cũng có thể hiểu được. Đáng nhẽ với cơ sở đạt được là thập nhị đẳng, nếu cố gắng thêm nữa, không chừng lúc nào đó thời cơ đến, thêm vào vận may thì có thể đột phá được đến cảnh giới của tiên thiên đại năng giả.
bây giờ nhoáng một cái niềm hy vọng đã tan biến. Xét đến cùng cũng là vì tên tiểu tử họ Diệp này gây nên. Tuy nhiên, Phác Tín Đông cũng hiểu rõ, giọng nói vang lên vừa rồi vẫn để lại cho mình sự chấn động. Căn bản mình không có khả năng địch lại người này, chắc chắn là nhân vật lớn thuộc cảnh giới của tiên thiên đại năng giả trong truyền thuyết đã nói. Là cao thủ thuộc tầng chóp của kim tự tháp, loại người này làm cho Phác Tín Đông một tia tinh thần để đối kháng cũng bị dập tắt. Ông ta hiểu rằng, người này cũng chỉ là trừng phạt nhẹ hoặc khinh thường muốn đùa giỡn với mình. Thực ra muốn giết mình cũng chỉ như việc trở bàn tay mà thôi. Nếu như vì chuyện này mà làm cho trang viên Phác gia bị tận diệt thì... Phác Tín Đông suy nghĩ và có chút run sợ. Cảm ơn tiền bối. Phác Tín Đông chắp tay, hai đầu gối quỳ dưới đất. Làm động tác lễ rất trang trọng, cung kính khi hậu bối gặp tiền bối của người Trung Quốc. Người này nói tiếng Trung rất lưu loát, nên nhất định là người Trung Quốc rồi. Còn cơ thể Phác Tín Đông tự nhiên rung lên. Muốn biết rút cuộc sự tồn tại của người chưa từng nhìn thấy mặt này như thế nào, mà sự lợi hại của ông ta đến ngay cả tổ tiên Phác Tín Đông cũng phải quỳ trước mặt ông ta. Đồ nhi, lão phu Nam Lăng Hậu, mọi người vẫn gọi là bức vương, vua rơi, đó là để ca ngợi khinh công của ta giống như con rơi có thể bay đi tới 10 dặm. Rơi công của lão phu và thủy công có thể tập trung hơi nước trong không trung để ta sử dụng. Nước là cội nguồn của vạn vật, có thể tan hợp, có thể lên xuống, có thể ngưng. Có thể chảy, biết lợi dụng nó có thể trở thành vũ khí phòng thân lợi hại, có thể giúp người dưỡng thương, trị bệnh cứu người. Quan trọng là tâm cảnh của ngươi thế nào. Nước có thể nhu, có thể cương. Lão tử nói, người tốt phải giống như nước. Nước tạo phúc cho vạn vật, nuôi dưỡng vạn vật, lại không phân cao thấp với vạn vật, đây mới là phẩm chất khiêm tốn cao nhất. Sở dĩ biển có thể trở thành nơi hội tụ của tất cả các dòng sông, là vì vị trí của nó nằm ở hạ lưu. Cho nên có thể trở thành nơi hội tụ của các dòng sông. Trên đời này không có thứ gì mềm mại hơn nước, nhưng nó cũng có thể trở thành thứ mạnh mẽ nhất, không có gì có thể vượt qua nó, ví dụ như nước chảy đá mòn, đây chính là phẩm chất mềm dẻo. Vì thế có thể nói yếu có thể thắng mạnh, nhu có thể thắng cương. Không thể nhìn thấy hình thù của nó, có thể thâm nhập vào bên trong những thứ không có kẽ hở, do đó chúng ta biết được sự chỉ bảo không bằng lời nói, những điều tốt không phải hành động. Ta cho rằng, nước tuy phù trợ vạn vật mà không tranh giành, thực tế ý của lão tử không phải chỉ là tranh giành, mà nước thực sự cũng có một mặt của sự tranh giành. Nếu không, tại sao Hồng Thủy lại có thể làm vỡ đê, có thể cướp đi mạng người, hủy hoại tài sản và cướp đi sinh mạng của vạn vật? Điều này chính là lợi dụng mà thôi. Giọng nói đó lại vang lên, tuy là Diệp Phàm đã rơi vào tình trạng hôn mê, tuy nhiên giọng nói đó truyền đến từng câu từng chữ đều ghi vào tâm trí của Diệp Phàm. Lão Phu đi đây, con tự giải quyết cho tốt. Đây là tín vật của Lão Phu, khi cần có thể lấy ra dùng. Đương nhiên, khi chưa nguy hiểm đến tính mạng thì không được mang ra khoe khoang. Lão Phu không phải là người thích khoe khoang. Nam tử Hán đại trượng phu, phải dựa vào bản thân. Sư phụ có lúc có thể bảo vệ cho con, không thể bảo vệ cho ngươi cả đời được. Con người mà, ai rồi cũng phải chết cả. Nam Lăng Hậu nói xong thì không còn âm thanh gì nữa. Khi Diệp Phàm tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện. Anh Diệp, anh tỉnh rồi, ha ha, anh Diệp, anh tỉnh rồi. Vừa mở mắt, vẫn còn đang lúc thích nghi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở và mừng rỡ của Tuyết Hồng. Thiếu chút nữa thì cô bé này vừa nhảy vừa hét lên rồi, biểu hiện hồn nhiên, chân thực chứ không phải là giả tạo. Hét lên cái gì, tai tôi không chịu nổi nữa rồi. Diệp Phàm không vui nói, mở mắt ra mới phát hiện mắt của Tuyết Hồng sưng to. Anh đánh em một cái đi, đánh cho hả giận, đánh đi nào. Tuyết Hồng không hề tức giận, nhẹ nhàng cầm tay Diệp Phàm nói. Ôi, em đúng là bướng bỉnh, anh đánh em làm gì? Diệp Phàm tỏ ra yêu thương nhẹ nhàng đưa tay lau tròng mắt sưng đỏ của Tuyết Hồng. Có chuyện gì xảy ra với Phác gia rồi? Diệp Phàm hỏi Vương Nhân Bàng. Bọn họ cùng tiến chúng ta, hơn nữa còn tặng một xe rượu nho loại tốt nhất do trang viên bọn họ sản xuất. Viên chủ Phác Chân Thanh cũng nói, sau này việc của Phác muội muội đã được giải quyết rồi. Bọn họ sẽ giải thích rõ ràng với cơ quan liên quan của Trung Quốc. Hơn nữa sẽ trình bày việc này với công an. Tất cả trách nhiệm là do Phác muội muội dẫn tới, Tuyết Hồng chỉ là tự vệ. Lam Tồn Quân cướp lời nói. Vậy thì tốt, ha ha ha. Diệp Phàm vui vẻ cười lớn, một ngầm máu phun ra, làm Tuyết Hồng lại sợ la lên. Không sao, không chết được đâu.
Diệp Phàm an ủi Tuyết Hồng. Nếu anh thực sự chết em cũng sẽ đi theo cùng anh. Không ngờ Tuyết Hồng không suy nghĩ gì lại nói ra câu này, mọi người đều trố mắt đứng nhìn. Mọi người đều nhìn Tuyết Hồng sững sờ. Tuyết Hồng nghĩ lại, có vẻ câu nói này cũng hơi quá. Lập tức hai má của cô ửng hồng lên, rồi càng ngày càng đỏ. Nhìn cái gì chứ, mặt em đâu có mọc mụn đâu. Cô có chút giận dỗi, trừng mắt nhìn Vương Nhân Bàng và Lam Tổn Quân, rậm rậm chân, thực tế là đang muốn lảng tránh. Ha ha ha. Chương 2278, bản cô nương không phải là hổ cái. Bàng Quang và Tổn Quân cuối cùng không đùa nữa, mọi người cùng phá lên cười. Đánh chết các anh, còn cười nữa. Tuyết Hồng tức giận, đuổi đánh mấy thiếu niên xấu xa đó. Đi ra ngoài, không được cười. Lúc này Tuyết Vũ đứng bên cạnh Tuyết Hồng trừng mắt tức giận nhìn Vương Nhân Bàng và Lam Tổn Quân. Ba người nhìn nhau một cái rồi nhún vai bất đắc dĩ đi ra ngoài. Hiểu rằng con cọp cái này cũng ngang hàng với Diệp Phàm là cao thủ thập đẳng. Đâu thể dễ dàng động vào được. Vì thế, ba người cứ tránh ra cho lành. Dì Tuyết Vũ, dì ra ngoài trước có được không? Lúc này không ngờ Tuyết Hồng mặt đỏ lên nói với Tuyết Vũ. Tuyết Vũ nghe lời gật đầu đi ra. Ba người Vương Nhân Bàng đang uống trà ở một phòng khách nhỏ, vừa nhìn thấy Tuyết Vũ đi ra liền lo lắng lẩm bẩm gì đó, ba người nhìn nhau định nhanh chóng bỏ đi ra ngoài. Đi đâu, bản cô nương đâu phải là cọp cái. Tuyết Vũ lạnh lùng nói, ba người đành phải ngồi lại. Đây là sự vui, buồn thất thường của các cô gái, ba người Tổn Quân thực sự là đã tìm được cảm giác chơi với vua như chơi với cọp rồi. Ba người lúng túng tiếp tục uống trà không dám nói một câu gì. Dì Tuyết Vũ của em có chút kỳ lạ, cô ấy còn trẻ như thế sao em lại gọi là dì, phải chẳng là cùng thời với mẹ em. Diệp Phàm có chút không rõ. Thực ra mẹ em không già, bà chưa đến 40 tuổi, anh cho rằng mẹ em là một bà già phải không? Bố mẹ em lấy nhau rất sớm, 18 tuổi đã sinh ra em. Tuyết Hồng liếc nhìn Diệp Phàm, hai quả bóng chuyền nhỏ trước ngực phập phồng trước mặt Diệp Phàm. Tuyết Hồng tuy mới 18 tuổi nhưng ở chỗ này rất là phát triển. Cùng với vóc dáng cao gầy càng hiện rõ sự bốc lửa. Diệp Phàm trong lúc vô ý đã đưa ánh mắt đến vị trí này của cô. Hơn nữa Tuyết Hồng lại khom lưng nói chuyện, khe ngực kia sâu đến mức có thể kẹp lấy nhãn cầu của người ta. Ánh mắt xấu xa của Diệp Phàm tự nhiên hướng vào bên trong, luôn muốn thám hiểm nơi này. Hắn hận ánh mắt của mình tại sao không thể bẻ cong để thám hiểm được kỹ hơn. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn, thông qua hóa âm mê thuật âm thanh cũng có thể bị bẻ cong, tại sao ánh mắt lại không thể? Đương nhiên hắn cũng đã sớm được thám hiểm qua nơi này của Tuyết Hồng. Chỉ là lúc đó đang luyện công trong hàn hồ nên không kịp thưởng thức. Lúc này đã có một cánh tay đưa vào vuốt ve, tuy Diệp Phàm tự xưng mình là chính nhân quân tử, chưa bao giờ ức hiếp người, nhưng cũng không thể khống chế được chính mình. Không ngờ mẹ em lại trẻ như thế. Vậy chẳng phải là Tuyết Vũ mới hơn 30 tuổi sao? Diệp Phàm không kìm nổi hỏi. Cũng không thể vượt quá 33 tuổi, dì ấy kém mẹ em một tuổi. Sau này luôn theo mẹ của em, họ tình thân như chị em. Vì dì Tuyết Vũ lúc 20 tuổi được lão tổ tông của Tuyết gia truyền cho công lực ở trong động của Tuyết gia, vì thế diện mạo không có thay đổi nhiều. Mẹ em nói, diện mạo của dì Tuyết Vũ có thể được gìn giữ đến 40 năm. Có lẽ đến khi dì ấy 60 tuổi mới dần dần già đi một chút. Cái này Tuyết gia nhà em gọi là mặt đồng tử, là thứ rất thần bí mà phụ nữ đều thích. Tuyết Hồng giảng giải. Việc này, phải chăng là em cũng được truyền nội công của tổ tiên Tuyết gia? Chẳng trách mặt em cứ như búp bê, lẽ nào cũng là do mặt đồng tử tạo nên. Diệp Phàm cảm thấy rất hứng thú vì bởi da mặt của Tuyết Hồng mịn màng đến mức có thể nặn ra nước. Thầm nghĩ nếu Tuyết Hồng có thể giữ gìn mãi khuôn mặt của tuổi 18 thì tốt biết mấy. Anh cho rằng tổ tiên để lại thủ thuật mặt đồng tử như thế là rất tốt có phải không, nhưng phải nhận được sự đồng ý của tổ tiên mới được truyền kỹ thuật bí truyền, đến ngay cả mẹ của em cũng không được sự tán thành của tổ tiên, vì thế tuy mẹ bảo dưỡng rất tốt, nhưng nhìn thì vẫn già hơn dì Tuyết Vũ. Tuy nhiên cũng già không bao nhiêu, có điều mẹ luôn rất tức giận, trong lòng luôn trách tổ tiên bất công. Tuyết Hồng giọng nói không vui. Đó cũng là bình thường, tổ tiên nhà em cũng thật lạ. Con cháu nhà mình không truyền lại đi truyền cho một người ngoài. Chẳng trách mẹ em lại tức giận, tuy nhiên nét mặt của Thiên Thông là như thế nào? Diệp Phàm có chút nghi ngờ không hiểu. Ôi, tổ tiên nhà em sớm không còn nữa.
Mẹ đã dùng bí quyết công pháp này ở trong động của tổ tiên. Vì điều kiện không thích hợp nên dù là người thân cũng không có tác dụng. Thậm chí nói là anh Thiên Thông cũng không phải là nguyên nhân của mặt đồng tử, mà là vì từ nhỏ đã kỳ ngộ tạo nên. Tuyết Hồng nói. Tuyết Nha Nha tiền bối đã chết rồi. Diệp Phàm kinh ngạc thiếu chút nữa thì nhảy ra khỏi giường bệnh, Phác Tín Đông vẫn chưa chết thì Tuyết Nha Nha làm sao đã chết được. Phải biết rằng, trong 10 cao thủ quốc thuật, Tuyết Nha Nha xếp thứ 2, lợi hại hơn rất nhiều so với Phác Tín Đông. Anh mới là chết rồi. Tuyết Hồng bực tức nói. Lẽ nào chưa chết, chẳng phải em nói đã chết rồi sao? Diệp Phàm có chút ngượng ngùng cười nói. Đó là tổ tiên, Tuyết Nha Nha là bà của em, bà vẫn đang sống rất tốt. Tuy nhiên thân hình đồng tử này là tổ tiên để lại, người có duyên mới có được. Bà cũng không phải là người được tổ tiên lựa chọn, bà và mẹ đều thất vọng giống nhau, chỉ là bà em lại không giống thế. Tuyết Hồng hơi buồn nói. Vậy còn em? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Tuyết Hồng. Em, tạm thời vẫn chưa đạt được. Mẹ nói muốn tìm được một người có dương khí đặc biệt đủ điều kiện đi cùng thì cũng cần phải có cơ duyên. Tuyết Hồng nói đến đây mặt đỏ lên, ánh mắt quét qua trên người Diệp Phàm. Hắn liền có chút lo lắng, vội vàng cười. Ha ha, cười cái gì, anh nhất định phải đi cùng em một chuyến. Không ngờ trong nháy mắt Tuyết Hồng lại phát cáu lên, Diệp Phàm thật không biết nói gì nữa. Việc này, hai chúng ta không phù hợp. Diệp Phàm ngượng ngùng nói. Em không sợ gì cả, em cũng không muốn làm vợ của anh, đúng là chí khí của tiểu gia. Tuyết Hồng lườm một cái. Thế thì tốt. Diệp Phàm cũng cảm thấy nhẹ nhõm nói. Nếu như bị Tuyết Hồng quấn lấy thì sẽ có chuyện vui để chơi. Trò chơi với hai người con gái, hàng ngày đấu đá với Kiều đại tiểu thư ở Hồng Diệp Bảo thì thật sự là đau đầu chết mất. Lúc trước có một người rất thần bí bảo em chuyển cho anh một thứ. Lúc này trên mặt Tuyết Hồng đã bình tĩnh trở lại, nói. Đó là thứ gì, người đó kỳ lạ thế nào, có phải gọi là rơi vương Nam Lăng Hậu không, có lẽ chưa từng nghe nói qua người này. Diệp Phàm xoa xoa đầu suy nghĩ. Trong đầu chợt nhớ đến người giấu mặt kia trước lúc đi đã truyền cho mình hai bí kỹ rơi công và thủy công. Ông ta nói là sư phụ của anh, bảo em đưa cái này cho anh. Tuyết Hồng nói. Sư phụ, anh có sư phụ rồi, việc này không được. Diệp Phàm kiên quyết bác bỏ. Vị trí của Phí Phương Thành trong mắt hắn không có ai thay thế được. Nếu không phải là vị tiền bối đó thì anh đã chết rồi. Nhận thêm một sư phụ nữa thì có gì không tốt. Sư phụ cao thủ như thế thì em cũng muốn nhận, đáng tiếc người ta không cho em cơ hội. Tuyết Hồng cố khuyên Diệp Phàm. Nghĩ một lúc lại nói. Hơn nữa, người ta nói, anh chỉ là đệ tử trên danh nghĩa, còn chưa phải là đệ tử chính thức. Còn phải nỗ lực phấn đấu, ông ta chê anh trình độ quá thấp. Cái gì, trình độ của anh kém? Anh là loại thiên tài cấp tiến, trong giới quốc thuật có thể tìm được mấy người. Diệp Phàm không phục, hét lên. Đó là anh chó ngáp phải ruồi thôi, chứ không phải là tự anh luyện được. Vận may mà thôi. Tuyết Hồng châm chọc, Diệp Phàm nhất thời tức giận, không nói gì nữa một lúc lâu. Thật lâu sau hắn mới tìm được lý do, nói. Việc này, về cơ bản thiên tài đều như thế cả có phải không? Lấy Tuyết Vũ mà nói, có lẽ cũng tình trạng như thế này. Không có tổ tiên nhà em bao bọc thì cô ấy có thể tiến nhanh được như thế không? Có lẽ cũng có lý. Tuyết Hồng cũng không phản bác, nhìn Diệp Phàm, đột nhiên mặt đỏ lên, nói. Đồ của anh cầm lấy đi, đặt ở đây thật là đáng ghét. Đồ gì, em đưa cho anh là được rồi. Diệp Phàm cười, cảm thấy sắc mặt Tuyết Hồng đang rất kỳ lạ. Không được, vị tiền bối đó nói. Anh phải tự đi lấy nếu không sẽ xui xẻo đấy. Tuyết Hồng lắc đầu mặt đỏ lên. Anh lấy thì anh lấy, nó ở đâu? Diệp Phàm nói rồi đứng lên. Tuy nhiên hắn phát hiện Tuyết Hồng không nói gì, khuôn mặt lại càng ngày càng đỏ. Làm sao thế, em bị sốt à, nhanh đưa anh đi lấy nào, nhỡ đâu đó là cái gì đó tốt sư phụ muốn đưa cho anh. Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Ở trong em đây này, anh lấy, đi. Tuyết Hồng cuối cùng cũng đã nói, đưa ngón tay chỉ vào hai ngọn núi vao vút trong mây phía trước ngực của mình nói. Hả, sao lại ở đó, làm sao có thể như thế? Diệp Phàm vẫn kinh ngạc chút nữa thì té ngã, hai mắt chằm chằm nhìn vào ngực của Tuyết Hồng. Nhìn cái gì chứ, nhanh lấy ra đi. Tuyết Hồng thẹn thùng cúi đầu xuống, cổ cũng đỏ lên.
Cái này, em lấy đưa cho anh là được rồi. Diệp Phàm cũng không làm. Không được, lão tiền bối có quy định, không cho phép em đưa cho anh phải tự lấy. Tuyết Hồng lắc lắc đầu. Lão già này thật là, có lẽ cũng là dạng háo sắc, Diệp Phàm trong lòng thầm oán trách, chậm chậm đưa tay ra, tuy nhiên khi vừa chạm đến ngực của Tuyết Hồng, hắn lại rụt tay về. Suy nghĩ và đột nhiên đưa ra chủ ý, cười nói. Có rồi, anh sẽ cầm đôi đũa dài gắp nó ra không phải cũng được sao, hoặc là dùng nội lực cách không hút nó ra cũng được. Không được, tiền bối đã nói, không tận tay lấy thì sẽ xui xẻo. Tuyết Hồng lắc đầu kiên quyết. Lão già này làm cái gì thế không biết. Diệp Phàm cuối cùng không chịu được nữa bực tức nói, tuy nhiên sau đó vội vàng làm giống như kẻ trộm quan sát xung quanh. Ông ta đi rồi, anh còn nhìn cái gì? Trước giờ người ta luôn đi theo anh, bây giờ nói có việc phải đi rồi, còn nói là không chừng phải mấy năm mới trở về. Tuyết Hồng nói. Lấy thì lấy, sợ cái gì chứ? Diệp Phàm nhắm mắt, tay phải hơi run run đưa về phía Tuyết Hồng. Tuy nhiên vì nhắm mắt hoặc là do vô ý, nên không lấy được, ngược lại còn sờ vào một bên ngực của người ta. Hắn cảm thấy không tồi, nhân cơ hội trần trừ một chút. Đồ háo sắc, anh lấy nhanh lên đi. Tuyết Hồng không nhịn được nói, rồi tự mình cởi áo ngực ra, lập tức hai quả bóng chuyển cỡ lớn bật ra. Thực ra Diệp Phàm không nhắm mắt hoàn toàn, giả vờ nhắm mắt không để cho Tuyết Hồng nhìn thấy. Còn đôi mắt chim ưng đã sớm nhìn qua từ khe mắt rồi. Hắn lẩm bẩm, phía dưới tự nhiên thiếu lịch sự cứng lên. Anh nhìn em rồi, anh là đồ khốn kiếp. Tuyết Hồng tức giận, bởi vì cô phát hiện hắn giả vờ nhắm mắt, liền vung nắm đấm đánh liên tiếp về phía hắn. Chương 2279, Võ Hầu Tuyết Gia. Không nhìn làm sao mà lấy, đừng động đậy. Diệp Phàm trợn mắt lên, một tay cầm lấy tay Tuyết Hồng. Một tay đưa ra chộp lấy ngực bên này. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện ra rằng, hình như có một cái gì đó to bằng đầu ngón tay, màu đen dính trên ngực Tuyết Hồng. Diệp Phàm cầm lấy nhổ ra, tuy nhiên, xảy ra một việc làm cho hắn tròn mắt, cái thứ kia dính rất chặt, dường như là nó lớn lên cùng với ngực của Tuyết Hồng, vì thế không lấy ra được. Diệp Phàm liền thi triển đôi mắt chim ưng, phát hiện hình như đó là một tín vật to bằng đầu ngón tay. Phía trên có khắc hình một con rơi màu xanh. Bức Phương Nam Lăng Hậu, lẽ nào là hậu bối của Vi Nhất Tiếu? Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ. Vi Nhất Tiêu là nhân vật trong tiểu thuyết Võ Hiệp Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, là một trong bốn giáo vương của Minh Giáo, xếp hàng thứ tư, nổi tiếng vì vô địch khinh công. Tác giả Kim Dung đã nói rõ, dưới ngòi bút của ông ta Vi Nhất Tiếu là một đệ nhất cao thủ khinh công, y tên hiệu là Thanh Dực Bức Vương chính là khen ngợi y khinh công thần tốc bay trên ngọn cỏ. Còn chữ bức là nhằm chỉ thói quen độc ác của y là hút máu. Bởi vì khi y luyện hàn băng miên trưởng đã xảy ra sai sót, ứ động chí hàn âm độc trong kinh mạch, nếu dùng nội lực đẩy hàn độc sẽ xảy ra chết, nếu hút máu người thì sẽ tránh được kinh mạch toàn thân ngưng kết thành băng. Thân pháp khinh công của Vi Nhất Tiếu trong tiểu thuyết của Kim Dung không có ai có thể sánh bằng, loại công lực tuyệt vời này cơ bản không phải là do luyện thành, mà thực ra là thiên bẩm. Và cuối cùng là vì được Trương Vô Kỵ dùng cửu dương thần công trị bệnh cho, thoát khỏi vận mệnh phải đi hút máu người. Sự phỏng đoán của Diệp Phàm thực ra cũng có căn cứ, bởi vì Nam Lăng Hậu cũng nói công phu khinh công của mình có thể bay tới 10 dặm. Như thế là gần đạt đến trình độ bay trên mặt đất rồi. Quả là thần kỳ, giống với sự kỳ diệu về khinh công của Vi Nhất Tiếu. Anh lấy nhanh ra đi, người ta xấu hổ chết đi được. Tuyết Hồng không chịu được nữa, dậm chân. Không phải anh cố ý, thực sự là không lấy ra được, quái lạ. Diệp Phàm cũng nghi ngờ khó hiểu. Không lấy ra được, làm sao có thể chứ? Tuyết Hồng không tin, trừng mắt nhìn Diệp Phàm, cô rằng hắn đang muốn đùa giỡn mình, nên cố ý kéo dài thời gian. Thực sự là lấy không được, em thử mà xem, anh có nói dối em đâu. Diệp Phàm cũng gắt lên, việc này để người ta hiểu nhầm là háo sắc thì ấn tượng đúng là không tốt. Tuyết Hồng cũng có chút ngạc nhiên, đưa tay lên nắm lấy, quả nhiên không thể lấy ra được. Hơn nữa hễ dùng lực kéo ra thì đầu ngực lại cũng bị kéo lên theo, rất đau đớn. Diệp Phàm bên cạnh thì nhìn không chớp mắt, chút nữa thì chảy nước miếng. Đúng là không lấy được, vậy thì phải làm thế nào? Tiền bối cũng đã cảnh báo, nói là nếu không thể cắt ra được, nội trong 3 ngày. Chỗ này của em sẽ bị cái này làm thối rữa ra, phải làm sao đây? Tuyết Hồng rất lo lắng,
nước mắt đã chảy quanh tròng mắt. Các cô gái đều rất coi trọng nơi này, đây là niềm kiêu hãnh của bọn họ. Nếu như bị hỏng thì đời này coi như xong, còn có cái gì để mà đi chinh phục đàn ông nữa? Anh thử lại xem sao. Diệp Phàm thực sự cũng có chút lo lắng, thầm nghĩ vị tiền bối rơi Vương Nam Lăng Hậu này cũng thích chơi ác, có điều hình như cũng không phải như vậy. Thế là hắn bắt đầu thi triển nội kình ép tới. Đã có phản ứng, Diệp Phàm phát hiện, nội công vừa đưa vào trong liền bị thứ kia nuốt mất. Khoảng 10 phút trôi qua, thứ kỳ lạ kia vẫn tiếp tục hút công lực của Diệp Phàm. Một tiếng sau, Diệp Phàm mệt đến mức toàn thân mồ hôi nhễ nhại, nhưng cái thứ kia dường như vẫn như một chiếc hồ lô không đáy, vẫn tiếp tục hút lấy nội công của Diệp Phàm. Anh, đến lúc này rồi anh vẫn còn muốn đùa em. Anh, háo sắc, bỏ ra, bỏ ra. Không ngờ Tuyết Hồng vẫn hiểu nhầm, cho rằng Diệp Phàm nhân cơ hội đùa giỡn mình. Anh đâu còn tâm trí mà đùa với em nữa, em không nhìn thấy à, cái này rất kỳ lạ. Luôn hút lấy nội lực của anh, nó sắp hút cạn mất rồi. Nét mặt Diệp Phàm cay đắng nói. Quỷ mới tin anh, bỏ tay ra. Tuyết Hồng vẫn không tin, bĩu môi một cái rồi đánh ngã Diệp Phàm, vội vàng mặc lại quần áo. Anh thực sự không có ý đó. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Dù sao anh cũng không lấy ra được, em phải về nhà, tìm mẹ em nghĩ cách. Nếu không 3 ngày sau nó giữ ra thì làm thế nào? Tuyết Hồng vội vàng, đứng lên bỏ đi. Cô đột nhiên đứng lại, kéo Diệp Phàm nói. Cùng em đi về. Anh về nhà em làm gì? Diệp Phàm lúc này do dự, nói chuyện cũng không dứt khoát. Hắn sợ lại giống như Mai Gia Vu Sơn cùng ép cưới. Hắn chưa muốn kết thúc sự phong lưu, gánh nặng trong lòng quá lớn. Hơn nữa Tuyết Hồng mới 18 tuổi, có cảm giác như dê già ăn cỏ non. Anh sợ cái gì, mẹ em sẽ không ăn thịt anh đâu. Tuyết Hồng tức giận, trừng mắt lườm Diệp Phàm. Vậy đành phải đi một chuyến. Diệp Phàm bất đắc dĩ gật đầu, khởi động chân tay một chút, cảm thấy được mức độ đầu của cấp độ thập đẳng dường như đã khỏe hơn một chút. Vốn là muốn đi đến Kim gia để lấy lạc bảo kim tiền về nhưng không có thời gian, thế là mấy người lập tức lên đường về nước. Trên máy bay, Diệp Phàm có chút hiếu kỳ hỏi Lam Tồn Quân. Phác Tín Đông cũng chẳng phải là loại lương thiện, làm sao lại có thể dễ dàng để chúng ta đi như thế? Hẳn là bị một cao thủ ẩn thân bức ép, cao nhân đó là người Trung Quốc chúng ta. Anh không nhìn thấy, lúc đó bộ dạng của ông ta cũng rất thảm. Bị một khối sức mạnh đánh từ trên không xuống, lão rõ ràng là rất khổ sở. Thật là lợi hại, Phác Tín Đông lợi hại như thế mà cũng không đấu lại được một trưởng của cao thủ bí hiểm kia. Cao thủ đó không lúc nào lộ mặt, thật là tiếc. Đây mới đúng là cao thủ bậc nhất. Lam Tồn Quân lắc đầu tiếc nuối không ngớt. Con mẹ nó, Phác Tín Đông đối với chúng ta mà nói đã như là một đại tiên. Không ngờ vẫn còn có nhân vật thần bí có thể làm cho lão mất mặt. Lợi hại thật, nếu như một ngày nào đó ta có được thân thủ như vậy, thì sẽ trở thành thiên hạ vô địch rồi, thật là tuyệt vời. Vương Nhân Bàng hai mắt sáng lên. Có lẽ kiếp này anh Diệp sẽ có thể đạt tới được trình độ như cao thủ thần bí kia. Trương Cường nói, nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Các anh nói xem cao thủ đó đạt đến cảnh giới nào rồi. Việc này cũng khó nói, anh Diệp và Tuyết Vũ đều là thập đẳng. Hai cao thủ thập đẳng liên thủ mà Phác Tín Đông cứ như đang chơi đùa với khỉ. Còn Phác Tín Đông khi đứng trước cao thủ kia cũng như một con khỉ. Tôi nghĩ vị cao thủ đó chí ít cũng phải là thập nhị đẳng rồi. Phác Tín Đông có lẽ là thập nhất đẳng. Vương Nhân Bàng làm ra vẻ thông minh, nhìn mọi người nói. Anh nói có đúng không anh Diệp? Trình độ kém một bậc, khác nhau một trời một vực. Hai người thập đẳng chúng ta liên thủ cũng không đánh lại được một cao thủ thập nhất đẳng. Vị cao thủ kia nếu thực sự là thập nhị đẳng, trêu đùa Phác Tín Đông cũng là bình thường. Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên không tiết lộ trong lúc mơ màng đã nghe thấy lời nói của cao thủ kia. Nếu nói ra, thì không thể không làm cho mọi người người kinh sợ. Hơn nữa, Diệp Phàm từ trước đến giờ tôn thờ sự khiêm tốn, quá tự cao thì không thể làm được việc heo ăn thịt hổ giấy. Kênh nước Cửu Trại là một nơi không tồi, nếu như có thể ở đó cả đời cũng được. Diệp Phàm ngắm nhìn cảnh đẹp tự nhiên bên ngoài không kìm nổi thở dài. Không có nước ở đâu đẹp bằng nước ở Cửu Trại, nước là linh hồn của kênh Cửu Trại. Hồ, suối, thác nước, bãi nối liền thành một thể, sống động kết hợp với yên tĩnh, mạnh mẽ kết hợp với dịu dàng. Suối, thác nước, sông,
bãi nối liền 108 cái hồ lại với nhau, xanh lam trong suốt, đa sắc màu, rất sạch sẽ, tầm nhìn cao đến 20 mét. Ngoài Lục Tuyệt nổi tiếng là Thúy Hải, hồ trên núi cao, Điệp Hải, Thái Lâm, Tuyết Sơn, Tàng Tình, Lam Băng. Có câu rằng đến Hoàng Sơn rồi thì sẽ không thấy ngọn núi nào đẹp bằng nữa, đi Cửu Trại rồi thì không còn thấy nước ở đâu đẹp hơn nữa và nước là vua của thế giới. Tuyết Hồng đắc chí giảng giải. Hoàn toàn chính xác. Diệp Phàm gật gật đầu. Ha ha, công tử Diệp nhà chúng ta không thể thua được. Thậm chí còn hơn. Lúc này người hầu của Tuyết gia cười nói. Tuyết gia cách kênh Cửu Trại không xa, một thôn rất bình thường, giản dị, gọi là thôn Võ Hậu. Cái tên này cũng tương đối khí phách, cũng không rõ là có quan hệ gì với Võ Hậu của Gia Cát hay không. Một con đường được lót bằng những phiến đá màu xanh rất lớn men theo từ phía ngoài núi vào trong một rừng cây. Hơn nữa vì hòn đá xanh kết hợp với cỏ ở hai bên đường rất hài hòa, lại thêm thực vật hai bên đường lại rất tươi tốt, nếu không cẩn thận quan sát thì sẽ không thể phát hiện được những phiến đá màu xanh rộng đến 10 mét lót trên quốc lộ. Băng qua rừng cây, lại qua thêm một cây, dưới cầu suối nước chảy róc rách. Hai bên cầu phủ đầy rêu xanh, con suối cũng không rộng lắm, chỉ khoảng 30 đến 40 mét. Tuy nhiên suối chảy rất yên bình, trong lòng suối những con cá chấm cỏ, cá chép đang tự do bơi lội, chơi đùa, Diệp Phàm nhìn xung quanh ba mặt đều là núi, chỉ có một lỗ nhỏ đó là một thôn yên tĩnh thôn Võ Hậu, không giấu nổi có chút xúc động. Những căn nhà trong thôn đều có kết cấu từ gỗ và gạch xanh, trên nóc là một màu xanh của những viên ngói xanh mỏng. Đó không phải là thể hiện cho màu sắc của sự giàu sang, phú quý, tất cả nhìn đều rất tự nhiên, hòa bình, thể hiện một chút sự hoa lệ. Nhưng, Diệp Phàm luôn cảm thấy có một chút cổ kính và tang thương. Hơn nữa, mơ hồ cảm thấy được thôn này không hề tầm thường. Chú ba, cháu về rồi. Tuyết Hồng hồn nhiên, vui sướng, vừa cười, chạy, nhảy, gọi, vừa chào mọi người trong thôn. Rất lễ phép, hơn nữa không hề tỏ ra cậy thế là đại tiểu thư của Tuyết gia. Công chúa của chúng ta trở về rồi. Người trong thôn cũng tủm tỉm cười nói với Tuyết Hồng. Tuy nhiên sau khi phát hiện ra Diệp Phàm là người lạ, mọi người đều có cái nhìn rất lạ đối với Diệp Phàm. Rồi lại nhìn Tuyết Hồng. Việc này có ngốc cũng nhìn thấy người trong thôn nhất định đang hiểu nhầm Diệp Phàm có quan hệ gì đó với Tuyết Hồng. Sau đó, Tuyết Hồng trách móc giải thích. Mọi người đừng có nghĩ lung tung, anh ấy là chủ nhà tôi thuê ở trên thủ đô. Chỉ là chủ nhà mà thôi, nghe nói thôn chúng ta giống như đào nguyên thế ngoại, người thành phố đều muốn cuộc sống như thế này, vì thế nên tôi bảo anh ta đi cùng. Chủ nhà, chào chủ nhà. Người trong thôn không hỏi thêm nữa lại nhiệt tình chào hỏi, tuy nhiên từ trong ánh mắt của bọn họ vẫn có cảm giác khác lạ. Chương 2280, kinh nghiệm tán gái của cậu tử. Đột nhiên trong thôn vang lên tiếng sáo du dương, bản nhạc chính là khúc Mục Dương trong phim Thiếu Lâm Tự. Tiếng sáo rất du dương, rất đưa tình, rất hay, Diệp Phàm không kìm được bèn ừng lại lắng nghe. Quái lạ, trong tiếng sáo hình như mang nỗi đau buồn. Diệp Phàm nói. Nhìn Tuyết Hồng hỏi. Người thổi sáo là ai? Để ý đến anh ta làm gì? Tuyết Hồng hình như không có cảm tình đối với ngày này. Hay là người theo đuổi công chúa Tuyết Hồng của chúng ta đấy? Diệp Phàm cười nói. Không phải. Tuyết Hồng quả quyết bác bỏ ý nghĩ của Diệp Phàm, nhìn dáng vẻ không tin của Diệp Phàm, Tuyết Hồng bĩu môi nhìn hắn bất mãn, nói. Đàn ông trên thiên hạ này có chết hết thì em cũng chẳng thèm để ý đến loại người đó. Thật là ngốc. Ôi, công chúa, anh ta cũng là một kẻ si tình. Lúc này người hầu gái thở dài nói. Đào khí còn nhỏ, nó cũng không thích cậu ta, si tình nên trở nên lụy tình. Tuyết ma ma, bà nói xem có phiền phức hay không. Tuyết Hồng nói. Đào khí là ai? Diệp Phàm hứng thú hỏi. Hỏi nhiều như thế làm gì, em gái của em, anh đừng có tán tỉnh nó đấy. Lời nói của Tuyết Hồng làm cho Diệp Phàm có cảm giác không biết khóc hay cười. Không ngờ Tuyết Hồng lại cảnh giác cao như thế, trong lòng Diệp Phàm chợt dâng lên một cảm giác rất lạ. Chẳng nhẽ cô ấy đã yêu mình rồi, vì thế không cho mình trêu chọc lung tung. Anh còn chưa từng nhìn thấy mặt cô ấy, tán tỉnh gì chứ, đúng là buồn cười. Diệp Phàm nhún vai buồn bực. Tên ngốc kia muốn tán tỉnh nó. Tuyết Hồng nói. Diệp công tử. Chúng tôi gọi đào khí là nữ hoàng đào khí, cô ấy rất thích khi nhìn thấy nữ hoàng anh, từ đó người trong thôn đều gọi là nữ hoàng đào khí.
Cô ấy và công chúa Tuyết Hồng là chị em sinh đôi, công chúa Tuyết Hồng là chị, nữ hoàng đào khí là em. Còn người thổi xảo si tình kia là chư thần Nam Vân, tuổi tác cũng xấp xỉ với anh. Thích mặc trang phục màu trắng, cũng không biết đến từ đâu. Tuy nhiên từ sau một lần nữ hoàng đào khí đi thành phố về thì chư thần Nam Vân cũng đã về đây cùng với cô ấy, từ đó đến giờ chưa bao giờ cười với anh ta. Nhưng chư thần Nam Vân có lẽ rất si tình, ngày nào cũng ở đó thổi sáo. Cũng đã gần một năm rồi, người trong thôn cũng đã quen rồi. Nếu ngày nào không nghe thấy tiếng sáo thì lại cảm thấy không bình thường. Lúc này Tuyết Vũ nói xen vào. Hay là anh ta xấu quá, vì thế đào khí nhà các cô không thích anh ta. Diệp Phàm ba hoa. Không. Tuyết Hồng phản bác ngay, cô nhìn Diệp Phàm châm chọc. Người ta còn đẹp trai hơn anh nhiều, tướng mạo tuy không thể sánh bằng Phan An trong truyền thuyết cổ nhưng so sánh với anh thì là sự khác nhau một trời một vực. Anh xấu thảm hại thế sao? Em cũng thật khó nhìn người. Diệp Phàm không giấu nổi buồn bực. Ha ha ha. Tuyết Hồng cười to đắc ý. Anh ta có sợ người lạ không? Diệp Phàm rất hiếu kỳ đối với người này, muốn đi xem sao? Sợ cái gì, anh xem thì đi mà xem. Tuy nhiên, bình thường thì anh ta sẽ không để ý đến anh. Người như anh, người ta không để mắt, căn bản anh ta không giao tiếp với anh đâu. Tuyết Hồng tiếp tục đả kích Diệp Phàm. Ha ha, thế thì phải xem anh ta có bản lĩnh xem thường chúng ta hay không. Diệp Phàm cười nhạt, đi về phía có tiếng sáo phát ra. Mấy người Tuyết Hồng không đi theo Diệp Phàm, hắn một mình đi theo một bậc thang đá nhỏ uốn lượn lên trên. Đi được khoảng hơn 100 mét bậc thang, phát hiện phía trên có một căn lều cỏ, nhìn ra xa thấy một người toàn thân mặc quần áo màu trắng đang thổi sáo. Người này nét mặt hơi dài, sống mũi rất cao, nhìn tổng thể thì người này có phong thái của Sở Lưu Hương trên TV. Lại thêm cây sáo có màu xanh biếc trên môi, Diệp Phàm không thể không có chút ghen tức trong lòng. Bởi vì Tuyết Hồng nói không sai, người này đúng là đẹp trai hơn mình một chút. Hơn nữa từ trên người này Diệp Phàm lại có cảm giác cùng hơi thở. Lợi dụng thuật sóng khí dò xét quá khứ, Diệp Phàm không khỏi dùng mình, trong lòng nói người này có lẽ là một người võ công không hề thấp. Diệp Phàm không kìm nổi sự hiếu kỳ lớn hơn. Thế là, nhẹ nhàng đi lên. Nhìn thấy có một chiếc bàn đá nhỏ bên trong lều cỏ, bốn chân bàn có khắc hoa, trên bàn bày một bình rượu. Bên cạnh còn có hai chiếc chén nhỏ. Bình và chén rượu đều được làm từ ngọc, rất tinh xảo, cao nhã. Còn trong đĩa bày một ít bánh để ăn khi uống trà, hình như đó là bánh hoa quế. Người anh em thật có nhã hứng. Diệp Phàm nói chuyện chào hỏi. Tuy nhiên, chư thần Nam Vân không để ý đến hắn. Anh ta vẫn chú tâm thổi sáo, dường như trên thế giới này không có ai ở trong túp lều này vậy. Diệp Phàm có chút thẹn thùng. Thầm nghĩ gã này đúng là lạnh lùng. Phàm là những người có bản lĩnh thì đều có ngạo khí, tuy nhiên cũng không quá kiêu ngạo như thế, thậm chí có chút ngông cuồng. Diệp Phàm nhìn chiếc bàn tròn trong túp lều, đi thẳng đến ngồi xuống đó. Không được ngồi. Không ngờ đã làm cho người này phải lên tiếng. Ồ, các hạ, túp lều này là tài sản của anh hay sao? Diệp Phàm cố ý hỏi như vậy, nếu người này cũng là người ngoài thì túp lều này không thể là của nhà anh ta. Không phải. Chư thần Nam Vân lắc đầu, liếc nhìn Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, anh không được ngồi ở đó, đó là vị trí của cô ấy. Cô ấy là ai? Diệp Phàm hỏi, quyết định kích thích anh ta một chút. Nữ hoàng đào khí của tôi. Chư thần Nam Vân tỏ vẻ bực tức nói. Cô ấy không đến thì tôi ngồi trước, khi cô ấy thì tôi sẽ nhường chỗ, thế nào hả người anh em? Diệp Phàm cố ý nói. Cô ấy, ôi, có lẽ cô ấy sẽ mãi mãi không đến. Chư thần Nam Vân thở dài, gương mặt bình tĩnh nhưng cũng lộ ra vẻ chua xót. Vì sao? Diệp Phàm hỏi. Không vì sao cả, cô ấy không đến là không đến. Nét mặt chư thần Nam Vân lại đanh lại. Ôi, nhị thập tứ kiều còn đang, ba tâm đáng, lãnh nguyệt vô thanh. Niệm kiều biên hồng hoa, niên niên chi vi thủy sinh. Diệp Phàm thuận tay cầm chiếc bình ngọc lên uống một ngụm. Không ngờ lần này chư thần Nam Vân lại không phản đối gì. Ngược lại tỏ ra hiếu kỳ liếc nhìn Diệp Phàm, một lúc lâu sau mới hỏi. Người anh em cũng có chuyện buồn phải không? Trên đời này, nào có ai mà không khổ vì tình chứ? Diệp Phàm giả bộ tỏ ra nét mặt u buồn, tự nhiên làm cho Nam Vân có cảm giác tin tưởng.
Đây chính là đồng minh pháp, chỉ cần khiến hắn cùng nói ra thì sẽ có cùng ngôn ngữ. Ồ, hóa ra trên đời này không phải chỉ có mình tôi buồn vì tình. Chư thần Vân Nam thở dài đặt ống sáo xuống rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn, rót một chén rượu rồi uống cạn. Tôi và người anh em không giống nhau. Diệp Phàm đột nhiên lắc đầu. Không giống nhau ở điểm nào? Chư thần Nam Vân nhìn Diệp Phàm hỏi ngay. Tôi đã giải thoát được rồi. Diệp Phàm đột nhiên cười một tiếng. Anh mang tôi ra làm trò đùa. Chư thần Nam Vân bỗng tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Phàm nói. Hôm nay anh không nói rõ thì đừng trách tôi không khách khí. Đem ngươi ra trêu đùa để làm gì, một nam tử hán cả ngày chỉ biết trốn ở đây buồn rầu, thương nhớ. Có bản lĩnh thì đến trước mặt Đào Khí mạnh dạn bày tỏ tình yêu của mình mới đúng. Cả ngày ở đây lại nhải than thân trách phận thì có tác dụng gì? Thực sự cho rằng mình là người quan trọng có phải không? Muốn chờ con gái nhà người ta tự đến sao? Người ta là Thiên Kim Tuyết Gia, không phải là cô gái bình thường trong thôn. Người anh em, đại trưởng phu có việc nên làm có việc không? Anh hàng ngày đều ngồi ở đây chờ đợi, giống như ôm cây đợi thỏ, chỉ bằng chủ động tấn công. Lòng người cũng đều là thịt, không chừng lại có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Con gái mà, vẫn chuộng hư vinh, tình cảm có khi cũng nảy sinh trong giao tiếp. Không giao tiếp thì làm sao nói lời yêu? Diệp Phàm đột nhiên đập bàn, triển khai mê thuật hóa âm. Phát hiện hình như chư thần Nam Vân dường như bỗng nhiên đờ đẫn, hai mắt đăm đăm đứng bên cạnh chiếc bàn. Không lâu sau, tiếng răng rắc vang lên, anh ta đã bẻ gãy cây sao mình yêu quý. Anh ta đập bàn nói. Người anh em nói rất đúng, tôi đã hiểu rồi. Hiểu rồi, tôi lập tức đi, đi tìm đào khí của tôi. Ha ha ha, người anh em rảnh rỗi cùng uống rượu nhé, tôi mời. Từ xa truyền đến tiếng cười sảng khoái của chư thần Nam Vân, anh ta chuồn còn nhanh hơn cả thỏ. Không ngờ đã dùng kinh thân để túng thuật, nhún chân trên cành cây mấy cái đã không nhìn thấy nữa. Người gì thế, nghe nói đến tán gái liền chạy đi còn nhanh hơn tên bắn. Kỳ lạ, nữ hoàng đào khí rút cuộc có gì đáng để cưới làm vợ. Dù là sinh đôi với Tuyết Hồng, hình thức cũng không khác nhau mấy. Tính cách của Tuyết Hồng. Diệp Phàm lẩm bẩm, không kìm nổi cái dùng mình, phát hiện người kia đến cả bình và chén ngọc cũng không mang theo, hắn thở dài. Đành thu dọn rồi đi xuống núi. Đã gặp gã quái gì kia chưa? Tuyết Hồng bĩu môi hỏi. Gặp được rồi, người ta không hề quái dị. Diệp Phàm cười. Sợ rằng người ta không thèm để ý gì đến anh có phải không? Tuyết Hồng châm chọc nói. Ai nói, được ta đây chỉ điểm một chút, anh ta lập tức hiểu ra. Bây giờ có lẽ đang quỳ dưới chân em gái đào khí của em dâng lên 999 đóa hoa hồng để cầu hôn rồi. Diệp Phàm cười đắc ý. Cầu hôn, không thể nào. Em gái của em còn nhỏ, cầu hôn cái gì? Tuyết Hồng suýt nữa thì kêu lên. Không phải là song sinh với em sao, chí ít cũng đã thành niên rồi phải không nào? Nếu không thì hắn ta lại biến thành dụ dỗ trẻ vị thành niên rồi. Diệp Phàm cười. Hứ, chưa thành niên cái gì, bọn em đã lớn cả rồi. Tuyết Hồng không thích người khác nói cô còn nhỏ, lập tức phủ nhận. Vừa nói đến đây, chuông điện thoại của Tuyết Hồng vang lên, một hồi Tuyết Hồng trừng mắt tức giận nhìn Diệp Phàm. Sao lại nhìn anh như thế, mặt anh có gì sao? Diệp Phàm cười hỏi, anh đã nói gì với cái đồ quái dị chư thần Nam Vân kia thế? Tuyết Hồng tức giận hỏi, nói cái gì, đơn giản là hoa nở thì phải tranh thủ mà hái, nếu không chờ đến khi hoa tàn thì chỉ còn lại cành. Anh ta đang là một mê muội tán gái, không thể nào thông suốt được. Cứ mãi thổi sáo ở trên cái lều cỏ đó thì nữ hoàng đào khí sẽ gặp anh ta sao? Không thể, bình thường mà nói, con gái ai cũng không muốn chủ động. Là đàn ông, phải chủ động một chút, tấn công mãnh liệt mới được. Nếu không, việc trên trời rơi xuống một rừng các cô em cũng không thể nào có. Việc đó, chỉ có loài chó mới có thể đi bậy bạ. Giống như Tam Thiếu, Thổ Đậu, nhìn những nhân vật thần kỳ này người ta căn bản không muốn phạm vào những chuyện bậy bạ. Vì thế tấn công mới là cách tán gái tốt nhất, hơn nữa là đàn ông, phải mặt dày mới được. Người ta nói, khi tán gái, con gái là nữ hoàng, cưới được rồi thì trở thành cái máy giặt, ha ha ha. Diệp Phàm cười phá lên càn rõ. Chương 2281, đàn ông. Vậy xem ra, Diệp Phàm anh rất lợi hạ, đã theo đuổi bao nhiêu cô gái rồi. Tuyết Hồng nháy mắt một cái,
hỏi. Diệp Phàm lúc này phản ứng, có lẽ vừa rồi khoác lác hơi quá rồi. Hơn nữa, ba cô gái đều nhìn mình chằm chằm, ánh mắt ấy có chút lạ. Hắn ngượng ngùng nói. Việc này, tôi nói vui vậy thôi, trước giờ không có gan làm. Anh nói dối, tuy nhiên, em gái em đã tức giận. Nói rằng gã đó thật phiền phức, vừa rồi đã chạy đi hái hết hoa hồng loại đặc biệt ở những nhà hàng xóm trồng hoa hồng. Hái một lúc hơn chục nhà, được 99 bông mang đến tặng em gái em. Còn nói là lần sau sẽ là 999 bông, thật là buồn cười. Tuyết Hồng cười khanh khách, tương đối đắc chí. Em gái em thích rồi, người ta là chư thần Nam Vân hào hoa, phóng khoáng như thế. Em gái em thừa biết lại còn kén chọn, đến lúc không lấy được chồng, thì cô ấy sẽ phải khóc thôi. Diệp Phàm châm chọc nói. Tuyết Thanh tôi mà lại kém cỏi vậy sao? Lúc này ở một lối rẽ bất thình lình một giọng nói truyền đến. Diệp Phàm nhìn về phía trước, phát hiện một người khoác một chiếc áo choàng xanh biếc. Bên dưới mặc quần bò đen, gương mặt có 8 phần giống với Tuyết Hồng, sống mũi cao hơn so với Tuyết Hồng một chút, mặt tròn hơn, mặt hung dữ nhìn mình chằm chằm, môi bĩu ra có thể treo được một chai dầu. Cô gái này là Tuyết Thanh, là em song sinh với Tuyết Hồng. Mẹ của Tuyết Hồng là Tuyết Thanh Hồng, tên của hai cô con gái lấy từ tên của bà, đúng là hơi lạ. Cô chính là công nương đào khí phải không? Diệp Phàm khéo miệng nói, trong lòng nghĩ thật là đen đủi, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Khi những lời không nên để cô ta nghe thấy thì cô ta lại nghe thấy, đen đủi. Bản cô nương không muốn nói chuyện với kẻ kiêu ngạo, ngông cuồng, bản thân mình không có bản lĩnh, lại còn giật dây cho một kẻ điên. Làm mất mặt đàn ông các anh, đàn ông đều ti tiện như thế sao? Tuyết Thanh lạnh lùng nói. Ti tiện, cái gì gọi là ti tiện? Tôi thấy cô mới là vô tri cuồng vọng, người ta theo đuổi cô có gì sai? Thực sự cho mình là công nương đào khí, người ta là ăn mày đòi ăn xôi gấc. Hừ, cũng không thử soi gương xem, với diện mạo của cô, có xứng với chư thần Nam Vân hay không cũng khó nói. Càng khó nói những cái khác. Diệp Phàm quyết định hung hăng chèn ép dáng vẻ bệ vệ của cô ta. Không cho cô ta một đòn phủ đầu. Có lẽ cô ta sẽ càng lúc càng kiêu ngạo hơn. Chư thần, anh nói đi, trong lòng anh có phải là cũng nghĩ như vậy? Không ngờ Tuyết Thanh hướng về phía lối rẽ hỏi. Sao hắn ta cũng ở bên cạnh cô ta? Cũng tốt, ta đã tác thành cho hai người bọn họ rồi. Hôm nay sẽ đóng là người xấu, Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ. Việc này, giọng nói có chút ngại ngùng của chư thần Nam Vân truyền đến, tự nhiên hiểu rằng Diệp Phàm, người thanh niên này đang giúp đỡ mình, làm sao có thể mở lời công kích anh ta chứ? Hừ, họ Nam kia, hôm nay anh không nói ra căn nguyên tôi sẽ không để yên cho anh. Không để yên. Tuyết Thanh dập chân một cái nói. Diệp Phàm nhìn Tuyết Hồng, hy vọng cô ta là chị sẽ đứng ra giảng hòa. Tuy nhiên, Tuyết Hồng lại nháy mắt với Diệp Phàm một cái, ý là việc này anh tự giải quyết đi, em không thể ra tay. Đúng, Diệp huynh đệ nói rất đúng. Tôi đã nghĩ như vậy. Từ trước đến giờ, tôi đã ở lều cỏ chờ em từ khi hoa nở rồi lại tàn. Chờ đợi làm tôi đau khổ, còn em thì sao? Hằng ngày có bao giờ em nghe tiếng sáo anh thổi? Em cho rằng đàn ông bọn anh thực sự ti tiện như vậy có phải không? Đào khí, anh nói với em, hôm nay những lời này là em ép anh nói. Em thích nghe thì nghe, không thích nghe cũng được. Hôm nay chư thần Nam Vân tôi nói những lời này ở đây. Nói xong tôi sẽ đi, tôi sẽ trở về Kim Lăng của tôi. Tôi cũng sẽ không đến thôn võ hậu này nữa. Tôi sẽ đi. Chư thần Nam Vân cũng là đàn ông, có lẽ anh ta cũng tức giận rồi. Cảm xúc chất chứa gần một năm nay bây giờ được bùng phát ra. Ba người Tuyết Hồng, Tuyết Nha và Tuyết Phú thiếu chút nữa thì nghẹn ngào. Anh.ans.ans, được lắm gã họ Nam kia, anh. Tuyết Thanh giận ứa nước mắt, trừng mắt nhìn chư thần Nam Vân không nói nên lời. Công nương Đào Vương, có lúc nào mà bị chọc tức như thế? Họ Nam kia, anh quá kiêu ngạo rồi. Đây là thôn Võ Hậu, không phải là thành phố Kim Lăng nhà anh. Anh có tin hôm nay Tuyết Hồng tôi sẽ khiến cho anh không ra nổi khỏi đây không? Mau xin lỗi em gái tôi đi, xin lỗi đi. Tuyết Hồng tức giận chỉ tay vào chư thần Nam Vân quát. Vậy hãy thử xem, tôi biết Tuyết gia các cô lợi hại, tuy nhiên Nam Vân gia chúng tôi cũng không phải là mớ giấy lột. Chư thần Nam Vân đáp trả, Diệp Phàm thầm giơ ngón tay cái lên, muốn nói rằng, anh giỏi lắm. Dì Tuyết Phú, dì lên đi,
cho hắn ta vài cái tát rồi hãy nói. Tuyết Thanh tức giận, xin viện binh. Ai dám? Chư thần Nam Vân bước lên một bước, toát ra khí thế, một trận gió nổi lên, bộ y phục trắng bay phất phới, giống như ngọn núi đứng trên đường. Y đang dùng thế bạch y phương chấn mi, Diệp Phàm đang thầm khen ngợi. Chọc giận tiểu thư nhà ta, hôm nay Tuyết Phủ ta sẽ cho ngươi nếm thử vài cái tát tai. Tuyết Phủ nói, bước về phía trước, phát ra khí thế hai bên đụng nhau. Tự nhiên, Diệp Phàm cảm thấy khí thế của chư thần Nam Vân yếu đi rất nhiều. Nên nói rằng bản lĩnh của anh ta thấp hơn so với Tuyết Phủ. Cùng lắm là đạt đến giai đoạn đầu của cửu đẳng. Tuyết Phủ nhoáng một cái đã đưa lên chào hỏi mặt của chư thần Nam Vân. Khoan đã, muốn chơi thì chúng ta chơi trước. Cơ thể Diệp Phàm nhoáng cái đã ngăn trước mặt Tuyết Phủ. Biết rằng chư thần Nam Vân không đọ được Tuyết Phủ, đương nhiên không thể để anh ta chịu nhục. Việc này vốn là do Diệp Phàm gây nên, đương nhiên phải do Diệp Phàm giải quyết. Anh quay lại, anh làm gì thế, đây là việc của hai người người ta mà. Tuyết Hồng nóng giận, ở phía sau dậm chân. Không sai, đây là việc của hai người người ta, Tuyết Phủ cô tham gia làm gì? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Anh thực sự muốn ngăn cản tôi. Mặt Tuyết Phủ lạnh lùng chằm chằm nhìn Diệp Phàm. Việc này, tôi nhất định tham gia. Đương nhiên cô lui tôi cũng lui. Diệp Phàm không hề sợ Tuyết Phủ, lạnh lùng hừ một tiếng. Đương nhiên, hắn cũng đã cưỡi lên lưng hổ. Nếu thực sự phải đánh, có lẽ cấp độ thập đẳng mới đạt được của mình không thể đối đầu được với Tuyết Phủ. Không biết từ bao giờ cô ta đã trở thành cao thủ thập đẳng. Vậy thì đến đây. Tuyết Phủ cũng tức giận, giơ chân đạp Diệp Phàm. Cú đá này ít nhất mang 6 thành công lực chứ không phải là đá đùa. Diệp Phàm cảm thấy được uy lực rất lớn từ chân của Tuyết Phủ. Không khí xung quanh cũng bị chấn động, dường như có một luồng gió xoáy đột nhiên bao bọc lấy chân của Tuyết Phủ. Chư thần Nam Vân nhìn thấy nét mặt bỗng thay đổi. Thằng nhãi này có lẽ đang thầm kêu lên may mắn. May là mình không đấu một mình với cô ta. Người ta vừa ra chân thì Nam Vân đã hiểu rằng mình không phải là đối thủ của cô gái nhìn còn rất trẻ này. Đến hay lắm. Diệp Phàm tự nhiên cũng không thể tỏ ra yếu thế, đưa một chân lên đạp lại. Khí thế đó dường như cũng không kém bao nhiêu. Bốp! Giống như hai hòn đá va vào nhau, lập tức hai người cùng lùi lại mấy bước. Diệp Phàm lùi lại 3 bước dài, còn Tuyết Phủ chỉ lùi 2 bước. Việc này, nhìn là thấy bản lĩnh cao thấp. Chư thần Nam Vân không khỏi nhíu mày, và quan sát rất kỹ Diệp Phàm. Chư thần Nam Vân cũng thầm kinh ngạc, không ngờ cùng lúc ở đây xuất hiện hai cao thủ võ công cao như thế. Bình thường chư thần Nam Vân vẫn rất kiêu ngạo, lại thêm Nam gia cũng là một gia tộc ẩn thế, nội tình thâm hậu. Năm đó mọi người xếp y vào danh sách 5 cao thủ của TQ, y lại kiêu ngạo coi thường. Kết quả là y bị đưa ra khỏi 4 cao thủ của TQ. Nếu như năm đó y đồng ý thì y đã trở thành thủ lĩnh của 5 cao thủ TQ rồi. Hôm nay không ngờ thực sự gặp phải cao thủ, người ta còn trẻ như vậy làm sao lại có thể làm cho chư thần Nam Vân thầm kinh ngạc như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ đấu vài chiêu. Tuyết Phủ dường như cũng hứng thú, cơ thể nhoáng cái, chân trái đã hung hăng đá tới. Cô ta nhảy lên cao khoảng 4 mét, tay vừa cử động thì một thứ vũ khí không biết được làm từ chất liệu gì xuất hiện. Vũ khí này trên đầu hình như có mấy cái chuông nhỏ, màu vàng, to bằng đầu ngón tay út. Phía sau quàng lên một sợi dây nhỏ, bình thường có lẽ là quàng ở cổ tay. Diệp Phàm thầm giật mình, thầm nghĩ đây chẳng có lẽ là vũ khí nổi tiếng của Tuyết gia Phi Linh đang Tuyết Nha Nha. Hắn không dám chậm trễ, tay quăng huyết trích tử ra. Trong không trung mở ra 6 cánh hoa sen phản chiếu ánh sáng mặt trời. Rất hoa mắt, nhắm Phi Linh đang chụp tới. Nhìn thấy Linh đang sắp bị huyết trích tử chụp lấy, tuy nhiên trong nháy mắt xảy ra việc làm cho người ta phải líu lưỡi. Những chiếc chuông nhỏ bằng ngón tay trong nháy mắt đã nở rộng ra như quả bóng rổ, tương đương với thể tích của huyết trích tử. Hai vật cổ quái hung hăng đánh vào nhau, tiếng tinh tinh phát ra từ những chiếc chuông, Diệp Phàm cảm thấy tâm trí bị chấn động, dường như tim đột nhiên bị cái gì đó đâm vào. Cảm giác cổ họng ngọt ngọt, thiếu chút nữa thì phun ra máu. Mẹ kiếp! Lợi hại, những chiếc chuông phát ra sóng âm thanh tấn công, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Phàm giật mình vội đưa tay định thu huyết trích tử về. Cái này cứ đánh xuống nhưng cũng không có tác dụng gì. Chờ thêm lúc nữa có khi lại bị âm thanh của những chiếc chuông làm cho tâm thần chấn thương. Tay hắn vừa co lại,
vội vàng ném ra chiếc túi do Nguyễn Cống ba người Việt Nam tặng. Trong không trung chiếc túi mở rộng ra biến thành tấm lưới to trùm lấy những chiếc chuông cổ quái kia. Chiếc túi lưới trời này không phải là kim loại mà được dệt từ một loại tơ nhện đặc biệt. Hơn nữa, vì Diệp Phàm có công lực thập đẳng rất mạnh, nên túi lưới trời càng lợi hại. Phạm vi mở ra trong không trung của túi lưới phải đến 17, 18 mét. Linh đan của Tuyết Vũ đã bị túi lưới trời chụp được, Diệp Phàm không khỏi vui mừng. Tinh thần hăng hái thêm dùng nội công thu túi lưới trời lại. Trong nháy mắt, túi lưới trời đã thu được những quả bóng chuyền to nhỏ, Diệp Phàm muốn kéo linh đan về. Tinh, tinh, tinh. Mấy tiếng kêu phát ra, Diệp Phàm lập tức cảm thấy tim bị chấn động. Trong lúc vô ý nội công thất thoát, tay điều khiển túi lưới trời bất ngờ nới lỏng. Một âm thanh quái dị phát ra, Diệp Phàm thiếu chút nữa thì nổi đóa lên. Bởi vì linh đan cổ quái lúc này đã biến thành một cây đao, trong tay Tuyết Vũ vừa kéo, vừa cắt, túi lưới trời của mình đã bị linh đan cắt rách ra. Túi lưới trời bỗng chốc trở thành túi lưới vứt đi. Chương 2282, xuất hiện một quái nhân. Lúc này Diệp Phàm mới phát hiện. Dưới sự điều khiển của nội lực trên linh đan đã mọc ra rất nhiều thứ giống như lưỡi dao. Có lẽ vô cùng sắc bén, túi thiên võng được thiết kế đặc biệt như thế cũng bị chém rách ra. Đoạn. Diệp Phàm tức giận, bảo bối này đúng là rất tốt. Vì thế cổ tay vừa cử động, ánh sáng bạc của can tướng liền lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tuyết Vũ. Cô ta cũng sợ nhảy lên, vội vàng vỗ tay, linh đan nhanh chóng quay về phía trước người ngăn cản can tướng. Keng một tiếng. Ngươi sao lại có thể làm như thế? Âm thanh phẫn nộ khóc nức nở của Tuyết Vũ truyền đến. Bởi vì bảo bối linh đan của cô ta đã bị can tướng của Diệp Phàm xoắn mấy xoắn đã trở thành thứ bỏ đi. Tuy linh đan vừa dùng chỉ là hàng nhái của Tuyết gia, nhưng nó cũng lợi hại không kém gì bảo bối thật. Đã đánh áp đảo Diệp Phàm như thế thì làm sao không đau lòng? Phải hiểu rằng, để làm ra được vũ khí này không hề dễ dàng. Chúng ta giống nhau. Giống nhau. Diệp Phàm giơ chiếc túi thiên âm giờ cũng đã trở thành thứ vứt đi lên nói. Anh đền linh đan cho tôi. Tuyết Vũ tỏ rõ sự tức giận, dậm chân một cái bắn lên cao đến 4 mét, hướng đầu Diệp Phàm tung ra cước độc. Nhìn lực chân, sóng khí mạnh mẽ phát ra, nếu bị đá trúng thì có lẽ đầu của Diệp Phàm sẽ vỡ. Tuyết Vũ, đừng. Tuyết Hồng sợ hãi nhảy lên, vội vàng gọi, biết rằng Tuyết Vũ tung đòn hiểm. Thực ra bình thường Tuyết Hồng rất tôn trọng Tuyết Vũ, trong sâu thẳm đều gọi là dì Vũ. Bởi vì cô ấy là người cùng thời với mẹ Tuyết Hồng, hơn nữa võ công cũng rất cao. Lại là người được mặt đồng tử của tổ tiên thừa nhận. Hét cái gì, đá chết tên tiểu tử này càng tốt. Tuyết Thanh đứng bên cạnh hét lên, còn chư thần Nam Vân sắc mặt thật khó nhìn, nói. Em đừng vui khi thấy người gặp nạn. Tôi thích thì tôi vui, anh mặc kệ tôi. Tuyết Thanh trừng mắt bất mãn. Anh nói em nghe đào khí, em còn như thế anh sẽ không khách khí với em nữa đâu. Chư thần Nam Vân tỏ ra chịu đựng đủ rồi. Anh đến thử xem. Đào khí tức giận hét lên. Em. Chư thần Nam Vân trợn mắt, giơ tay lên không nỡ đánh thật. Một tiếng bốp rất lớn truyền đến. Hai người vội quay ra nhìn. Phát hiện chân của Diệp Phàm và Tuyết Vũ đã đạp vào nhau liên tiếp hơn chục cái, tổng thể mà nói. Diệp Phàm hơi chút thất thế, tuy nhiên cũng không kém hơn bao nhiêu. Tuy rằng võ công của Tuyết Vũ cao hơn Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm lại may mắn rất nhiều. Trong bụng hắn vẫn tích tụ rất nhiều nội công của Bảo Chí Thiền Sư. Mỗi khi công lực dùng gần hết nó tự nhiên sẽ chạy ra. Hơn nữa càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thông thoát, rất có lợi đối với Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng cảm thấy được sự khác thường này, vì thế càng đánh càng hứng thú. Miệng nói. Đến đây, lại nào, lại nào. Hai người đấu cước với nhau mấy chục cái, Tuyết Vũ càng đánh càng lạnh lùng. Thầm nghĩ ta có thuật phục hồi công lực của Tuyết gia, tiểu tử này chẳng qua cũng mới biết được kỹ thuật này không lâu, tại sao thi triển lại còn thành thạo hơn cả mình. Thực ra Tuyết Vũ hoàn toàn hiểu sai, muốn nói đến thuật phục hồi nội công, Diệp Phàm chỉ là mới nhập môn một chút. Người ta chỉ có thể nói là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Về điểm này, chỉ có Bức Vương Nam Lăng hậu thần bí kia mới hiểu được phần nào. Diệp Phàm dùng cả tay và chân, hả hê đánh. Không đánh nữa. Tuyết Vũ tức nhảy ra mấy bước đến mấy chục mét đến bên cạnh Tuyết Hồng. Cô ta thở hồng hộc thiếu chút nữa thì cho Diệp Phàm một trận quyền cước. Nói trước rồi mà,
cái chuông hỏng này mà cũng mang ra khoe khoang. Thật chẳng ra gì, đánh cũng không để người ta đánh cho thoải mái. Diệp Phàm xoa xoa nắm đấm đắc ý, còn đưa lên miệng thôi. Thấy chư thần Nam Vân giơ ngón tay cái lên với mình. Tuyết Hồng đương nhiên tức đến mức lông mày sắp dựng đứng lên. Đối với Diệp Phàm, ra tay nặng cũng không được, đánh cho bị thương thì Tuyết Hồng nhất định không đồng ý. Tuyết Phú thực sự cũng không chịu được, đương nhiên nói thực là Tuyết Phú cũng muốn đánh Diệp Phàm chấn thương, như thế cũng phải trả giá rất đắt, bởi vì can tướng của Diệp Phàm cũng rất sắc bén. Hay lắm, đại ca, đánh chưa đã thì chúng ta đánh tiếp. Bất ngờ một giọng nói không thân thiện vang lên. Mọi người nhìn theo hướng đó, không thể nhịn được cười, bởi vì người phát ra tiếng nói đó lại là một đứa bé. Đó là một cô bé khoảng 13, 14 tuổi. Cao chứ không thấp, thân hình cũng phải cao 1m65. Y phục có chút giống như áo giáp, nền xanh có thêu hoa viền màu vàng, phái dưới mặc một chiếc quần màu xanh ống rất rộng. Chân đi một đôi giày vải thêu hoa màu đỏ, rõ ràng đây là cách trang điểm của một cô gái nông thôn. Cô ta lại mới chỉ là một cô bé, thể hiện rõ là chẳng ra gì cả. Tuy nhiên, có lẽ là vì phát dục quá sớm, ngực đã nhô lên rất rõ. Cô bé, em đánh không lại vị đại ca kia đâu. Đừng ồn ào, em là con gái nhà ai? Tuyết Hồng tỏ vẻ người lớn, cười hỏi. Tôi còn nhỏ hay sao mà gọi tôi là cô bé, tôi là người lớn rồi. Hơn nữa chị làm sao biết được tôi đánh không lại vị đại ca này? Không thử thì làm sao biết được mà chị võ đoán như thế. Người nhà tôi trước giờ vẫn nói tôi rất lợi hại, khắp thiên hạ không có đối thủ. Tiểu cô nương nháy mắt, rất không vui quở trách Tuyết Hồng. Ôi, xem ra cô gái lại bị phim võ hiệp làm cho tẩu hỏa nhập ma rồi, mọi người trong lòng đều thở dài. Cô bé, nhà em ở đâu chị đưa em về? Không ngờ công nương đào khí chỉ lạnh nhạt đối với Nam Vân mà thôi. Còn đối với người khác thì lập tức thay đổi khẩu khí, nét mặt đáng yêu. Không về, tôi thích đánh nhau. Cô bé kiên quyết lắc đầu, còn giơ nắm đấm lên. Em gái, đánh nhau không vui đâu. Nếu như anh kia không cẩn thận làm em bị thương thì làm sao? Lúc đó bố mẹ em sẽ tìm chúng ta, không vui đâu. Chư thần Nam Vân cũng chen vào khuyên giải. Bởi vì cô bé có gương mặt rất đáng yêu, căng tròn. Mặt Tuyết Hồng vốn cũng tròn nhưng mặt người ta còn tròn hơn nhiều. Hơn nữa hai bên má lại có lúm đồng tiền rất mê hồn người. Đánh thắng tôi trước rồi hãy nói, hơn nữa, bố mẹ tôi trước giờ không để ý đến tôi. Nào, anh trai chúng ta bắt đầu nào. Cô bé nói, vung quả đấm hướng vào Diệp Phàm đập tới. Ôi, có ý gì hay chứ? Diệp Phàm thuận miệng nói, không có hứng thú gì đối với loại này. Cũng thuận tay đưa ra muốn bắt lấy tay của cô bé. Bịch, một tiếng rơi xuống đất vang lên. Vì sao thế? Bởi vì Diệp Phàm đã bị cú đấm của cô bé đánh cho phải lui về phía sau, sau đó tay của hắn lại bị cô bé kéo lại, cô bé nhanh chóng vừa lùi vừa kéo, Diệp Phàm lập tức bị ngã cắm mặt xuống đất. Thế này thật chẳng ra gì, gương mặt đang lành lặn của Diệp Phàm giờ đã đỏ dần lên. Mặt hắn lại càng sưng đỏ lên, nhảy lên một cái tức giận. Trừng mắt nhìn cô bé nói. Không ngờ cô cũng là một cao thủ. Tuy nhiên trong lòng Diệp Phàm không nghĩ là vậy, cho rằng võ công của cô bé có mức độ nhất định, chứ không phải rất cao. Vừa rồi là mình sơ ý mà thôi. Đó là đương nhiên, nếu không làm sao có thể gọi là khắp thiên hạ không có đối thủ chứ, ha ha ha. Cô bé cười rạng rỡ, cười rung ngực lên. Nhìn Diệp Phàm còn đang lấy đầu ngón tay ngoáy ngoáy, cười nói. Lại nào anh trai, lại nào, lần này phải cẩn thận đấy. Anh gọi là thuyền lật trong mương, có hiểu không? Đúng đúng đúng, cô bé, đánh hay lắm. Đánh hay đến quỷ cũng phải khen ngợi. Lần này em đánh mạnh hơn một chút, đánh cho hắn ta phải tè ra quần mới được. Tuyết Phủ và Tuyết Thanh cùng lúc lên tiếng, vừa hô vừa vỗ tay. Có lẽ các cô sẽ thất vọng, dựa vào cô bé, muốn đánh tôi như vậy thì không thể nào đâu. Diệp Phàm khinh thường nói. Nếu người ta may mắn thắng được thì sao? Tuyết Thanh đắc chí nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Tôi sẽ gọi đào khí cô là chị. Diệp Phàm tức giận, không nghĩ ngợi gì nói luôn. Hay lắm, em gái, chiến đấu cho chị. Đến lúc thắng em muốn gì thì chị cho cái ấy. Công nương đào khí Tuyết Thanh nói. Được, tôi muốn con búp bê lông kia của chị. Không ngờ cô bé nói luôn. Làm sao em biết được trên giường của chị có con búp bê đó? Tuyết Thanh giật mình,
tuy nhiên sau đó hai má cô bé ửng đỏ lên, ánh mắt lơ đãng nhìn chư thần Nam Vân. Sao lại không biết, hàng ngày chị đều ôm nó ngủ. Cô bé thật thà nói, Tuyết Thanh mặt đỏ đến mang tai, kêu lên. Đánh đi, đừng nói lung tung nữa. Nam Vân đứng bên cạnh trong lòng như đang uống mật, bởi vì con búp bê đó chính là anh ta tặng cho Tuyết Thanh. Được làm từ loại da cáo tốt nhất, và do chính tay chư thần Nam Vân làm. Vốn không nghĩ là mình có duyên với Tuyết Thanh, không ngờ người ta lại âm thầm như thế, ôm đồ của mình ngủ. Con búp bê này đại diện cho chư thần Nam Vân. Tôi không nói lung tung, có hôm buổi tối chị còn nói chuyện với con búp bê đó. Cô bé bất mãn bĩu môi nói. Nói cái gì thế cô bé, nói ra xem nào. Nam Vân cố ý hỏi. Không được nói. Tuyết Thanh tức giận, hai mắt trừng lên nhìn cô bé. Chị ấy nói anh là một tên ngốc, chỉ biết thổi sáo, ngốc nghếch không hiểu tấm lòng của con gái. Cô bé không sợ đào khí kể. Tức thì công nương đào khí của chúng ta mặt đỏ bừng lên, giống như một quả dâu tây lớn. Đầu cũng từ từ cúi xuống. Còn Nam Vân buồn cười nhưng không dám cười, kìm nén rất khó chịu. Những người khác cũng cười ầm lên, không ngờ tiếng cười của Tuyết Hồng lại to nhất. Em gái, không phải em nói là. Tuyết Hồng vừa nói đến đây, Tuyết Thanh đã tức giận, trợn mắt nhìn chị, hét lên. Chị còn nói nữa em sẽ đem chuyện và Diệp Phàm cởi quần áo luyện công kể cho mọi người trong thôn nghe. Con nhà đầu chết tiệt, chị đâu có như thế, chẳng phải là vẫn mặc quần à. Mặt Tuyết Hồng cũng đỏ lên. Chỉ là cái quần lót mà thôi, chỗ nào mà anh ta không mò đến chứ. Không ngờ Tuyết Thanh đanh đá, liền đem chuyện xấu của Tuyết Hồng ra nói. Miệng nói là sẽ không nói cho người trong thôn biết. Nhưng cô bé đã hét lên như thế thì có lẽ cả trái đất này cũng nghe thấy chứ không chỉ người trong thôn nữa. Em có khác gì đâu, hằng ngày đều ôm con búp bê bông cười, có lúc còn đỏ mặt. Đừng cho là người khác không biết, em đã thích chư thần Nam Vân, thích thì nói là thích, còn cố ý tỏ ra lạnh nhạt, có một lần chị còn nghe thấy em nói là muốn tặng nụ hôn đầu tiên cho Nam Vân. Hứ, Tuyết Hồng cũng thêm dầu vào lửa, kể chuyện xấu của em gái. Chị còn nói nữa. Tuyết Thanh tức trợn mắt lên. Chương 2283, truyền thuyết trong truyền thuyết. Nói thì nói, sợ gì em? Tuyết Hồng không hề sợ sự dọa nạt của Tuyết Thanh. Được rồi, chúng ta khai chiến. Cô bé khoát tay như người lớn rồi bay người lên tung một cú đá về phía Diệp Phàm. Cái chân ấy ra đòn không hề có chút uy lực nào, lại còn cách chỗ Diệp Phàm chừng hơn 30 mét. Diệp Phàm chút nữa thì bật cười. Hắn quyết định đùa một chút với cô bé và cũng để lấy lại thể diện cho mình. Hắn tiện tay vung lên một quyền về phía cô ta, tiếng đường quyền phát ra trong không trung. Diệp Phàm thầm nghĩ hắn đã luyện đến thập đẳng, nội công phát ra ngoài được. Để xem cô ta định xử lý thế nào. Thật không ngờ cô bé cũng học theo cách Diệp Phàm thu lại nắm đấm, giơ một tay lên vung vài vòng trên không trung như đang làm xiếc ảo thuật. Cô bé, chiêu của cô không linh nghiệm đâu. Diệp Phàm bật cười. Công lực của hắn lập tức dồn thẳng đến người cô bé. Thế nhưng sự tưởng tượng rằng cô ta sẽ bị nội công của Diệp Phàm kéo đến nỗi xoay tròn như chiếc ốc đã không xảy ra. Diệp Phàm thấy bực tức trong lòng, hắn nghĩ thầm không lẽ nội công của hắn không linh nghiệm. Đúng lúc đang buồn bực đó thì đột nhiên hắn cảm thấy một luồng nội công cự mạnh ập đến. Hắn hoảng hốt vội vàng nghĩ cách nhưng luồng nội công dịu nhẹ mà cực lớn đó thật lợi hại, thật mạnh. Nó khiến Diệp Phàm run lên. Thậm chí đến cả mức không thể kháng cự lại được. Trong nháy mắt Diệp Phàm cảm thấy choáng váng, hắn vội dùng toàn bộ nội công của mình ổn định lại cơ thể. Tuy nhiên cơ thể hắn không còn nghe theo sự điều khiển nữa mà xoay tròn lên như xoáy ốc, càng xoay tốc độ lại càng nhanh như thể sắp biến thành chiếc cối xay gió hình nhân rồi. Hắn cứ xoay tròn điên đảo choáng váng, các đồng chí ở bên ngoài đều đờ mặt ra, họ còn tưởng Diệp Phàm đang giở trò gì, tự mình xoay tròn như vậy. Này, dừng lại đi, chúng ta nên về nhà rồi. Tuyết Hồng thực sự đã hết kiên nhẫn để đợi nên hét lên. Đôi chân Diệp Phàm đã xoay hàng nghìn vòng vẫn còn chưa có ý dừng lại. Chỉ có đôi mắt của Tuyết Vũ là vẫn chăm chăm nhìn Diệp Phàm, các cơ trên mặt nheo lại không phát ra tiếng động. Các chu thần phái Nam Vân cũng cảm nhận được điều gì đó, kinh hãi nhìn cô gái đang vung chân vung tay loạn xạ bởi vì những người khác căn bản không thể tìm ra được mối liên hệ giữa những đường múa loạn xạ của cô bé với việc Diệp Phàm đang quay liên tục. Diệp Phàm thực sự không chịu được nữa, mắt hắn tối sầm lại rồi ngã nhào xuống đất,
còn lăn thêm mười mấy vòng nữa. Tiếng hắn lăn rơi xuống con suối nước lạnh ngắt cạnh đó mới khiến hắn tỉnh táo trở lại. Tiểu tử, đây là thôn Tuyết Gia. Đột nhiên có tiếng nói lạnh lùng vang lên, cô bé đó trong nháy mắt như đã biến thành người khác. Cô ta nghiêm mặt lại, toàn thân toát ra phong thái riêng. Diệp Phàm cảm nhận được một luồng áp chế rất lớn, dường như đến cả cao thủ thập nhị đẳng Phác Chấn Đông của nhà họ Phác cũng không có được luồng áp chế hùng mạnh như thế. Đột nhiên hắn thấy hoa mắt, đúng lúc mọi người vẫn còn đang chăm chú theo dõi thì cô bé có khuôn mặt như quả táo đó bỗng biến mất. À! Diệp Phàm hét lớn, lúc đó, bọt nước bắn lên tung tóe, đá sỏi bay ngổn ngang. Một lúc lâu sau đó, hắn mới nhảy lên bờ. Ồ, cô ta là ai? Thật lợi hại. Diệp Phàm đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Em cũng không biết, trước nay em chưa gặp bao giờ. Tuyết Hồng lắc đầu. Tôi cũng chưa từng gặp. Cũng với bộ dạng nghi ngờ ấy, Tuyết Vũ nói. Đó tuyệt đối không phải là những lời giả dối. Cô ta là ai? Tất cả mọi người đều hoài nghi bước về đến tận nhà Tuyết Hồng. Cái con bé này, làm loạn ở bên ngoài đủ chưa? Cuối cùng cũng nhớ đường về nhà nữa cơ đấy. Vừa bước vào đến cổng sân đã nghe thấy tiếng mắng yêu từ trong vọng ra. Mẹ! Tuyết Hồng chạy nhào vào bên trong. Vào đến sân, Diệp Phàm mới phát hiện ra Tuyết Hồng đã chui vào lòng mẹ làm nũng. Một phu nhân trông giống Tuyết Hồng đến năm phần, tóc hất cao lên trông như võ hoàng hậu trong phim. Ngôi nhà họ Tuyết cũng rất bình thường, mái lợp ngói, bên dưới lát gạch, lầu làm bằng gỗ. Tuy nhiên diện tích ngôi nhà rất lớn, ở trong sân có rất nhiều những gác nhỏ hai tầng. Khoảng cách giữa các lầu cũng khá lớn, ở giữa có núi và hồ nước nhân tạo, lại còn có cả chiếc cầu nhỏ, phía dưới nuôi cá vàng, thật đúng là bức tranh về một đại viện ở nông thôn. Đứng bên cạnh phu nhân là một người đàn ông trung niên, để râu, có khuôn mặt trông rất nho nhã, thư sinh. Đó có lẽ là Phù Vân Đông cha của Tuyết Hồng. Nghe nói trước đây Phù Đông Vân là sinh viên trường Đại học Bắc Kinh, đã từng đi học tiến sĩ ở nước ngoài, học vấn rất uyên thâm. Tuy nhiên vì sao ông ta lại yêu Tuyết Thanh Hồng thì không rõ. Tất nhiên Tuyết Thanh Hồng trông cũng khá xinh đẹp. Mẹ, vừa nãy con phát hiện ra một cô gái rất kỳ lạ trong thôn mình. Tuyết Hồng kể lại câu chuyện một lượt. Ha ha, những chuyện cổ quái, những người kỳ lạ trong thôn mình còn rất nhiều. Con không cần phải nghĩ nhiều, đến lúc con nên biết thì tự khắc sẽ biết. Thật không ngờ Tuyết Thanh Hồng lại rất điềm đạm cười, xoa đầu con gái đáp lại. Những lời nói ấy có ẩn ý gì đó? Diệp Phàm không khỏi giật mình, quan sát bốn phía xung quanh. Cậu chính là Diệp Phàm mông chủ của Hồng Diệp Bảo có đúng không? Lúc đó, Tuyết Thanh Hồng nhìn Diệp Phàm tươi cười hỏi. Dạ vâng, xin chào gì ạ? Diệp Phàm cũng chào hỏi lại. Ồ, khá lắm, khá lắm. Nghe nói cậu mới 28 nhưng đã đạt đến thập đẳng rồi. Đúng là một thiên tài. Tuyết Thanh Hồng lên tiếng trực tiếp tán dương Diệp Phàm. Cháu còn thua xa gì Tuyết ạ? Diệp Phàm cũng khiêm tốn đáp lại. Tôi già rồi. Tuyết Thanh Hồng khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Diệp Phàm một hồi lâu như thể mẹ vợ đang quan sát anh con rể, khiến Diệp Phàm cũng phải thầm sợ hãi. Phù Vân Đông đứng bên cạnh cũng quan sát Diệp Phàm, chỉ có điều ông ta không nhìn trắng trợn như vợ. Người đọc sách bao giờ cũng có cách tinh tế riêng. Dì đâu đã già ạ? Trông dì còn rất trẻ. Diệp Phàm lên tiếng nịnh phu nhân. Cái cậu này đúng là miệng lưỡi ngọt thật, thảo nào Tuyết Hồng lúc nào cũng nói tốt về cậu, đến cả thằng Thiên Thông cũng không ngớt lời khen. Tuyết Thanh Hồng vừa cười nói vừa đưa mọi người vào phòng khách. Phòng bài trí rất giản dị, nền đều lát bằng đá, mà không phải loại đá sáng loáng, bóng bẩy. Ấy là loại thợ đá tự đào được mang về. Trong phòng có vài chiếc ghế gỗ, có chút hoa văn. Có lẽ đó là đồ cổ. Hồng Nhi, nghe nói là lại gặp rắc rối gì phải không con? Tuyết Thanh Hồng hỏi con gái. Vâng. Tuyết Hồng đỏ mặt, cúi đầu xuống. Rắc rối gì, mau nói ra. Tuyết Thanh Hồng lại hỏi. Mẹ, chúng ta vào phòng rồi hẵng nói. Tuyết Hồng nói rồi vội đi lên lầu. Tuyết Thanh Hồng lắc đầu đành đi theo con. Khi Tuyết Hồng cởi áo ra, Tuyết Thanh Hồng cẩn thận nhìn vật dính trên ngực con gái. Nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu. Bà ta lắc lắc đầu hỏi con. Nhìn qua thì như một miếng bài, lại còn khắc hình con rơi màu tím, nhưng sờ lên thì lại giống như là xăm lên ngực con vậy. Lạ thật, không có cảm giác là đã dán lên. Cái này làm sao lại có? Có ai lại gần con không?
Không ạ, con cũng không biết từ khi nào lại có cái này. Mẹ ơi, người đó lợi hại thật. Nghe nói cao thủ thái cực huyết nhà họ Phác tên là Phác Tín Đông đó đã là đạt đến thập nhị đẳng. Không ngờ hắn ta còn bị người đó giỡn mặt như làm xiếc vậy. Người đó xưng là Bức Vương Nam Lăng Hậu, là sư phụ của anh Diệp Phàm. Ông ta bảo con giữ cái này lại, trong vòng 3 ngày anh Diệp Phàm sẽ lấy nó đi, nếu không chỗ này sẽ bị ăn vào trong. Mẹ ơi, làm thế nào bây giờ? Đến mẹ cũng không rõ chuyện này, con thấy sợ lắm. Tuyết Hồng thực sự đã sợ hãi. Để mẹ nghĩ. Tuyết Thanh Hồng chau mày nghĩ ngợi rồi gọi điện thoại. Trao đổi một lúc sau bà ta gác điện thoại xuống, cười nói với con. Không phải lo nữa, mẹ mời cao nhân đến rồi. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên, một người bước vào. Tuyết Hồng nhìn rồi hỏi. Sao lại là cô? Sao lại không thể là tôi? Cô bé có khuôn mặt thảo mai đã gặp trước đó cười đáp lại. Rốt cuộc bà là ai? Tuyết Hồng hắng giọng. Cô không cần quan tâm tôi là ai. Để tôi xem cho nào. Người này giơ một tay ra chộp lấy. Tuyết Hồng bị hút về phía trước. Cô ta cẩn thận quan sát rồi trầm tư suy nghĩ. Bức Vương Nam Lăng Hậu. Cô bé lắc lắc đầu. Tiền bối đã nghe nói đến Nam Lăng Hậu chưa? Tuyết Thanh Hồng hỏi với vẻ mặt rất cung kính. 60 năm trước, khi đó chúng ta còn chưa lập quốc, cả nước mình đâu đâu cũng chiến tranh loạn lạc. Giới võ lâm toàn thế giới có 11 nhân vật phong vân lớn. Nhất Kỳ, Nhị Chính, Tam Tà, Ngũ Sát, 11 người này bí ẩn như là các nhân vật trong truyền thuyết. Rút cuộc họ như thế nào đều không ai rõ, chỉ biết trong truyền thuyết có 11 người. Tôi nghĩ tiền bối Nam Lăng Hậu đó có lẽ cũng là một trong số 11 cao thủ đó. 11 người này cũng đã đến hơn 100 tuổi rồi. Hơn nữa, nếu còn sống thì chắc chắn đã phá vỡ tiên thiên đại năng giả. Trước mặt các cao nhân đó thì giới nào cũng chỉ là tiểu bối thôi. Họ mới đích thực là 11 đại cao thủ của thế giới. Tôi đã từng may mắn được gặp một trong 4 vị tứ sát. Người đó được gọi là Tình Vô Sát, tên thật là gì thì không ai biết. 50 năm trước ông ta đã đạt đến cấp nào thì tôi không rõ. Tôi chỉ nhớ rằng khi đó ông ta tách giỏ hoa hồng ra, các bông hoa bị bay ra bên ngoài. Gần mười mấy giây sau, đám người cách đó vài trăm mét đều bị hoa lao phải. Người nào cũng mặt mũi đầy máu. Tất cả đều chết hết. Ông ta dùng hoa để giết hại 5 người, thật là khiếp sợ. Người đó được gọi là sát, hỉ nộ thất thường. Giết người như giết gà vậy. Nghe nói khi ông ta vui vẻ thì đối xử với anh tốt như đối xử với lão tổ vậy. Hơn nữa những người có tình nghĩa thì ông ta rất yêu quý vì thế mới gọi là Tình Vô Sát. Có lẽ vì chữ tình ấy mà bị tổn thương nên mới thành ra như vậy. Nếu bây giờ ông ta còn sống thì tôi không dám tưởng tượng đã tới cấp nào rồi. Tuy nhiên người này thực sự rất khó gặp, tiếu ngạo khắp thế giới, mấy chục nước mới dừng lại ở một nước. Cô bé lên tiếng kể, lúc đó trông cô rất nghiêm túc, trịnh trọng như thể đã biến thành một người khác. Vậy còn cái này? Những cái khác chúng ta không nói làm gì nhưng cái ấn này, nếu không giải quyết, nó nát ra thì phải làm sao? Mẹ của Tuyết Hồng chau mày hỏi. Đến nhà thờ tổ đi, có khi còn có cơ hội. Cô bé nói xong câu cuối thì quay người lại lao vút qua cửa sổ mất hút. Mẹ, cô ta là ai? Tại sao con chưa gặp bao giờ? Chuyện nhà chúng ta hình như bà ta đều biết. Tuyết Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ không nén được tò mò hỏi mẹ. Chương 2284, những chuyện kỳ lạ trong nhà thờ tổ của Tuyết gia. Bà ấy là một vị tiền bối, rất ít khi về nhà. Lần này con về thật là đúng dịp. Tuyết Thanh Hồng trả lời. Bà nghĩ ngợi một chút, đoạn lại nói tiếp. Ăn cơm tối xong, con và Diệp Phàm cùng đến nhà thờ tổ thử xem sao. Có khi ở trong nhà thờ tổ lại giải quyết được việc này thật. Diệp Phàm là người ngoài, mang anh ấy đến đó làm gì? Tuyết Hồng hỏi. Cái này của con không có Diệp Phàm thì làm sao lấy ra được? Bây giờ chỉ còn cách thử, được hay không có ai dám chắc. Mẹ nghĩ vị tiền bối đó là sư phụ của Diệp Phàm thì chắc là không có ác ý gì cả. Chỉ có điều tại sao ông ta lại để cái vật này lên chỗ đó của con? Vậy chẳng phải con sẽ bị Diệp Phàm nhìn thấy hết rồi sao? Tuyết Thanh Hồng hỏi, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Dù sao cũng sớm bị anh ta nhìn thấy rồi, lại còn sờ vào nữa. Tuyết Hồng buột miệng, nói xong mới cảm thấy ngượng nghịu, mặt đỏ lên. Lúc đó các con luyện công với nhau thì không có gì cả.
Bình thường những lúc không luyện công mà như vậy là không được. Nam nữ khác nhau Tuyết Hồng ạ, còn phải nhớ rõ điều này. Trước kia chúng ta vốn định thu nạp Diệp Phàm làm đệ tử của Tuyết gia. Bây giờ có vị Nam Lăng Hầu đó thì hết cách rồi. Tuyết Thanh Hồng lắc đầu có vẻ tiếc nuối. Ý của mẹ là? Tuyết Hồng đỏ mặt hỏi lại. Bây giờ cũng không biết nên làm thế nào nữa. Thôi mặc kệ cứ đi rồi tính tiếp. Nghe nói Diệp Phàm có vị hôn thê rồi. Tuyết Thanh Hồng nói. Anh ta có vị hôn thê thì liên quan gì đến con? Mẹ thật đúng là, mẹ đừng có nghĩ lung tung. Con với anh ta không có gì, lúc đó chỉ là luyện công cùng nhau thôi. Tuyết Hồng giải thích. Thật đáng tiếc, có thể chiêu nạp được thì tốt. Tuyết Thanh Hồng lại tỏ vẻ tiếc nuối. Điều đó không thể được, mẹ không phát hiện ra sao. Anh ấy là một thiên tài, trẻ như vậy đã đạt đến thập đẳng. Người như vậy nếu vào nhà họ Tuyết chúng ta. Chưa cần nói đến chuyện khác, vị trí chủ gia của nữ sẽ phải đổi lại cho anh ta. Những người có bản lĩnh thì có năng lực, đến lúc đó lại không phải là Tuyết gia làm chủ nữa rồi. Đây là điều vi phạm vào truyền thống gia tộc đã mấy trăm năm của nhà họ Tuyết chúng ta. Có lẽ bà nội cũng không đồng ý đâu. Mặc kệ đã, các con cứ đến nhà thờ tổ đã rồi nói tiếp. Tuyết Thanh Hồng khoát tay nói. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm và Tuyết Hồng tắm rửa mặc bộ quần áo rộng rãi thoải mái. Hai người theo chân Tuyết Thanh Hồng và Tuyết Phũ lên đường. Nhà thờ tổ của Tuyết gia là một nơi bí ẩn, cách thôn Vũ Hầu đến vài dặm. Tuy nhiên với bốn người họ thì khoảng cách ấy chẳng đáng là bao. Không lâu sau họ đã tới nơi. Đó là một ngôi miếu đổ nát, có một ông lão câm điếc ở trong đó. Mẹ của Tuyết Hồng khua chân múa tay ra hiệu cho ông ta một hồi, ông ta liền dẫn họ đến hậu đường sau ngôi miếu. Tay ông ta vừa động đậy thì một tiếng động vang lên, pho tượng Bồ Tát bị rời sang một bên để lộ một lối đi vào bên trong. Vào đi thôi, ở trong có thông gió, không có nguy hiểm gì đâu. Tuyết Thanh Hồng nói, Tuyết Phũ chui vào đầu tiên. Phía trong có một lối đi. Điều kỳ lạ là họ liên tiếp đi dốc xuống theo các bậc đá. Hai bên lối đi có đèn điện sáng. Cái này chắc là sau này mới lắp thêm vào. Đi được một đoạn chừng 3-4 dặm, đến một chỗ rất rộng rãi, Tuyết Thanh Hồng dừng lại, chỉ vào cánh cửa đá trước mặt nói. Đến rồi, hai con vào trước đi. Phải thành kính một chút nhé. Mẹ ơi, có gì phải dặn dò thêm không? Tuyết Hồng có chút sợ hãi, hỏi lại mẹ. Tất cả đều là cơ duyên. Có giải thích cũng vô ích. Tuyết Thanh Hồng nhìn Tuyết Hồng nói, đoạn lại tiếp tục. Con không phải lo gì cả. Con là con cháu nhà họ Tuyết, các bậc tổ tiên sẽ không làm gì con cả. Hơn nữa con cũng phải tin mẹ, tất cả đều là cơ duyên, có một số thứ có cầu xin cũng không được. Hai người giơ tay đẩy cánh cửa đá ra. Họ bước vào trong thì Tuyết Thanh Hồng cũng kéo cánh cửa lại. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện ra phía bên trong đều trắng trơn không có gì. Liếc mắt nhìn bốn phía đều là vách tường. Trên tường cũng trống trơn, tất cả đều là các vách đá thô ráp. Theo đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm quan sát thì đó chắc chắn là các vách đá còn nguyên dạng. Nếu nói là các vách đá có ẩn chứa bí mật nào đó thì cũng có khả năng. Dù sao thì mắt ưng của hắn cũng không thể nhìn xuyên qua để phát hiện ra điều gì. Trong lòng hắn không khỏi nảy sinh suy nghĩ khinh thường, cho rằng Tuyết gia đã cố làm ra vẻ huyền bí. Hai người cẩn thận bước lên phía trước, đột nhiên một làn khói màu xanh từ phía dưới vách đá ở giữa bay ra. Hai người lập tức lui lại phía sau 7-8 bước. Đây là cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi Tuyết Hồng đang đứng ở bên cạnh. Em không rõ. Tuyết Hồng lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào nơi phát ra làn khí màu xanh kia. Mẹ em chưa bao giờ kể cho em nghe về phía bên trong động sao? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi lại. Hắn thầm nghĩ ngộ nhớ gặp phải nguy hiểm thì đúng là xui xẻo. Dạ không, mẹ em nói rồi, tất cả đều là cơ duyên, chỉ cần có duyên với các bậc tổ tiên thì ắt sẽ linh nghiệm. Không có duyên thì tất cả đều vô dụng. Tuyết Hồng lắc đầu đáp lại. Còn hiền linh cái gì chứ? Lão tổ tông nhà em đã mất từ cách đây hàng trăm năm rồi. Không lẽ trên đời này có ma quỷ thật? Diệp Phàm lẩm bẩm trong miệng. Anh đừng có nói lung tung. Đối với người nhà họ Tuyết thì nơi này chính là thánh đường. Khinh thường tổ tông sẽ bị báo ứng đó. Tuyết Hồng vội nhắc nhở. Đột nhiên một tiếng phù chói tay từ làn khói màu xanh vọng đến. Âm thanh vang to lên, một làn khói như sợ len từ trong đám khói lao tới nhằm thẳng vào Diệp Phàm. Diệp Phàm trợn mắt lên,
vội tránh sờ nát một bên nhưng bị trượt xuống mười mấy mét. Luồng khói xanh như đạn đạo bị văng ra cứ rượt theo Diệp Phàm. Hắn hoảng hốt né trái né phải, nhảy lên nhảy xuống để thoát khỏi luồng khói. Két két két. Vài âm thanh kỳ quái vang lên, khuôn mặt Diệp Phàm bỗng chốc biến thành khó coi. Luồng khói đó vẫn quay quanh hắn, cuốn trên người hắn vài vòng, vòng lên mặt hắn, rồi lại xuống. Âm thanh luồng khói cuốn đi khiến Tuyết Hống cũng phải sợ hãi hét lên một tiếng. Khuôn mặt Diệp Phàm như bị vẽ lên vài vòng. Mấy vòng này cũng là màu xanh, chắc chắn là do luồng khói đó gây nên. Anh Diệp, rút cuộc là chuyện gì vậy? Tuyết Hồng ấp úng nói, giơ tay lên vuốt mặt Diệp Phàm. Đừng động vào, đau lắm đấy. Thật đen đủi, đúng là gặp báo ứng rồi. Diệp Phàm nói, hắn cười nhăn nhó, đưa tay lên sờ mấy vòng trên khuôn mặt, đoạn nói tiếp. Thế này tốt rồi, Tôn Hầu Vương tự đeo vòng kim cô lên đầu. Như thế này sao tôi dám ra ngoài đường gặp người khác nữa? Nếu như không làm mất đi được thì đúng là phiền phức thật. Thế thì mặt anh, Tuyết Hồng trầm ngâm một chút, cô ta muốn cười, nhưng lại nói tiếp. Vừa nãy em đã nói với anh rồi, không được nói bừa. Anh xem, bị báo ứng ngay lập tức. Lạ thật, nhẽ nào tổ tiên nhà em đúng là hiển linh. Diệp Phàm không thể tin vào những chuyện hoang đường như vậy. Lúc nãy chẳng phải anh bị báo ứng rồi sao? Khuôn mặt Tuyết Hồng lộ rõ vẻ vui sướng khi thấy Diệp Phàm gặp nạn. Diệp Phàm cũng không còn cách nào khác, hai người đôi co một lúc mới đi tiếp. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy toàn cảnh đám khói màu xanh ban nãy. Diệp Phàm tất nhiên là phải đề phòng. Hắn phát hiện ra đám khói màu xanh này hình như từ dưới lòng đất bay lên. Nó không hẳn là màu xanh mà bên trong còn lẫn các màu khác như vàng, đỏ, nhưng màu xanh là nhiều nhất vì vậy nhìn xa cứ tưởng là toàn màu xanh. Hơn nữa, phía dưới đám khói còn có một vết toác lớn như miệng cái nồi sắt. Khói xanh không ngừng phát ra bên ngoài. Diệp Phàm và Tuyết Hồng đều ngẫm nghĩ một hồi lâu. Sau cùng họ hạ quyết tâm giơ tay ra tiếp xúc với làn khói xanh. Họ phát hiện ra đưa tay vào chỉ cảm thấy có chút lạnh, không có bất cứ hiện tượng bất thường nào xảy ra cả. Việc này rất khó giải thích cho hiện tượng làn khói xanh cuốn quanh Diệp Phàm để lại vệt trên khuôn mặt ban nãy. Anh Diệp, anh có cảm thấy khói xanh tiếp xúc với tay chúng ta rồi lập tức hóa vào tận kinh mạch hay không? Hơn nữa còn có cảm giác như vận tốc vận nội công của chúng ta nhanh hơn rất nhiều. Tuyết Hồng rất cẩn thận, nói ra cho Diệp Phàm nghe phát hiện của mình. Không lẽ khói xanh này có tác dụng bổ trợ cho việc luyện công? Diệp Phàm cảm thấy bất ngờ. Hắn dứt khoát đưa cả bàn tay vào trong làn khói. Ngay lập tức một luồng khí lạnh đi vào theo kinh mạch và các huyệt đạo trên tay. Diệp Phàm thực hiện phương pháp luyện công, vận tốc vận nội công tăng lên rất nhanh. Một lát sau, cảm giác mát mẻ đó đã truyền đi khắp cơ thể. Cùng với sự xâm nhập ấy Diệp Phàm cũng cảm thấy vận tốc vận nội công tăng nhanh đáng kể. Hắn giật mình nói, có lẽ bí quyết của tổ tiên Tuyết gia chính là luồng khói xanh này. Chúng ta ngồi khoanh chân lại luyện công xem có phản ứng gì không. Thế là hai người họ khoanh chân lại ngồi xuống, một tay luồn vào luồng khói xanh và bắt đầu luyện công. Cảm giác mát ở các kinh mạch không ngớt truyền vào, Diệp Phàm cảm thấy tốc độ di chuyển của nội công ngày càng nhanh. Cảm giác sảng khoái từ đan điền truyền vào khiến người cảm thấy rất dễ chịu. Cũng không rõ là khoảng bao lâu sau, đột nhiên Diệp Phàm có một cảm giác quái dị rất mơ hồ. Dường như có một âm thanh vô hình đang biểu đạt suy nghĩ của hắn. Thứ âm thanh ấy không phát ra mà là một thứ cảm giác bên trong. Diệp Phàm mở đôi mắt ưng và đôi tai thính ra để cảm nhận một chút thì không nghe được thứ âm thanh ấy nữa. Hắn không khỏi kinh ngạc hỏi Tuyết Hồng. Em có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là có cảm giác, có một âm thanh rất bi thương vang lên, nói gì đó rất mơ hồ mà em không nghe rõ được. Tuyết Hồng nói. Không lẽ đó là âm thanh của các linh hồn tổ tiên nhà em truyền đến? Diệp Phàm nói, đôi mắt hắn lóe lên, có vẻ bắt đầu thích thú. Linh hồn chỉ có trong tiểu thuyết thôi, nếu có thể tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy thì cũng là một niềm vinh hạnh. Có lẽ dựa vào đó có thể xây dựng được lý luận làm đảo ngược thế gian. Hai người họ lại tập trung luyện công. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Diệp Phàm đã cảm nhận được rất rõ ràng thứ âm thanh truyền tới. Dường như đó là tiếng nói rất thê lương của một người già. Ngươi tên là gì? Diệp Phàm. Diệp Phàm nhẹ nhàng đáp lại. Tuy nhiên vì khói xanh bao quanh người hắn nên mỗi lời nói ra đều khiến cho khí xanh lại rung lên.
Diệp Phàm cũng không để ý điều này lắm. Diệp Phàm, ngươi không phải họ Cát sao? Giọng nói kia lại hỏi lại một cách thất vọng. Không phải họ Cát, tôi họ Diệp, là người nhà họ Diệp chính thống. Diệp Phàm khẳng định lại một lần nữa. Vậy thì lạ thật, trên người ngươi có vật của nhà họ Cát. Giọng nói kia lại vang lên. Vật của nhà họ Cát, chẳng có người họ Cát nào tặng tôi vật gì cả. Diệp Phàm không hiểu gì đáp lại. Mẹ kiếp. Giọng nói già nua mà thê lương kia có vẻ tức giận, buông ra một câu thô tục rồi biến mất. Chương 2285, thập nhị đẳng chẳng là cái gì. Diệp Phàm đợi một lát, phát hiện đối phương không lên tiếng, hắn rất hiếu kỳ về chuyện này, không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi. Tiền bối có thể chỉ ra thứ nào trên người tôi là của Cát gia không? Có lẽ người nhà họ Cát có tặng tôi thứ gì đó, chỉ là sau này tôi quên mất. Trên cổ tay trái của cậu không phải là kiếm, nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là can tướng do tổ tiên nhà ta truyền lại. Chỉ có điều, tại sao không truyền đến tay hậu nhân của ta mà lại rơi vào tay cậu? Chẳng lẽ hậu nhân nhà ta đã xuống dốc rồi, hoặc là nói cậu chính là đệ tử cuối cùng của hậu nhân nhà ta? Giọng nói kia hỏi. Tôi lấy được ở trong một hang động, người đó tên là Cát Tử Dương, nói là hậu nhân của Đại sư Cát Hồng. Nói ông ta là luyện đan sĩ chuyên luyện trường sinh đan cho Đường Thái Tông. Tuy nhiên, có lẽ không luyện được trường sinh đan, vị tiền bối đó tiên thăng trong động rồi. Có điều, xương cốt có hơi biến đen. Nếu xem xét dưới quan điểm của người hiện đại chúng tôi, hẳn là triệu chứng chúng độc chỉ cống. Diệp Phàm thành thật trả lời. Hắn cảm thấy nếu như không ăn ngay nói thẳng chỉ sợ sẽ chọc giận đối phương. Ôi! Giọng nói đó thở dài, hồi lâu mới lên tiếng. Cậu coi như hữu duyên. Tuy nhiên, hậu bối đó của ta có lẽ là do luyện đan không thành, mệt mỏi mà chết rồi. Chuyện này cũng chỉ là chuyện bình thường đối với những luyện đan sĩ mà thôi. Bọn họ ngày nào cũng phải canh giữ bên lò luyện đan, đầy khói lửa, quả thực rất khổ sở. Tuy nhiên, ta hy vọng cậu có thể tiếp tục thuật luyện đan của Cát gia chúng ta, phát triển thuật trường sinh của Cát gia chúng ta. Luyện được trường sinh bất lão đan thực thụ. Chuyện này, chỉ sợ là không thể được. Khoa học kỹ thuật hiện đại của chúng tôi phát triển như thế còn không làm được, chứ nói gì đến phương pháp luyện thuốc trường sinh cổ đại. Diệp Phàm thầm cảm thấy buồn cười trong lòng, miệng nói. Thực ra cũng không muốn lừa gạt ông lão vô tri này. Nói bậy. Kỹ thuật luyện đan của Cát gia chúng ta tuyệt nhất thiên hạ. Trước kia chúng ta không luyện được trường sinh đan chỉ là vì phương pháp không được cho phép, hoặc là liên quan đến hoàn cảnh thiên thời. Ta tin rằng, chỉ cần cậu chịu suy nghĩ tiếp, chung quy sẽ luyện thành. Người nọ dường như tức giận. Được rồi, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu luyện tiếp. Diệp Phàm chỉ còn biết nói dối, nếu không không biết ông lão này sẽ làm gì mình nữa, thế thì hỏng bét. Hơn nữa đối với những người cổ hủ mà bị luyện đan mê hoặc tâm thần, có lẽ cũng không thoát được khỏi những suy nghĩ đã bám rễ trong lòng họ. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, thuật luyện đan của Cát gia chúng ta sẽ không bị thất truyền. Chàng trai trẻ, ta sẽ cho cậu chút lợi ích, coi như là phần thưởng tặng cho cậu. Người nọ ha ha cười nói, xem ra tâm trạng rất tốt. Cảm ơn, phát triển thuật luyện đan của Cát gia đó là bổn phận của người hữu duyên nhận được vật gia truyền của Cát gia. Diệp Phàm tỏ ra thành tâm. Hắn trong lòng vẫn thầm trách mắng ông lão này, nhưng nhớ đến mặt mình, hỏi. Tiền bối, cái này, vòng tròn màu xanh trên mặt tôi là sao thế? Luồng xương xanh này cứ như vật thể sống vậy. Ha ha ha, cái đó đơn giản thôi. Đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ cho những người bất kính với chúng ta thôi. Chắc chắn vừa rồi cậu đã nói những lời không dễ nghe rồi, cho nên, xương xanh mới trừng phạt cậu một chút. Người nọ nói, dù sao cũng phải nhanh chóng xóa bỏ, bằng không, ra ngoài người ta sẽ nói tướng mạo đệ tử Cát gia như thế, chẳng phải sẽ mất mặt người Cát gia lắm hay sao? Hơn nữa tôi hiện giờ dốc lòng nghiên cứu thuật luyện đan. Cũng là đại sư rồi, đi ra ngoài với bộ dạng này, còn ra thể thống gì nữa? Diệp Phàm nói, yên tâm, đợi sau khi cậu kế thừa mặt đồng tử của Tuyết gia, cái đó sẽ tự động biến mất. Nếu như cậu không có duyên kế thừa, cái vòng màu xanh kia sẽ vĩnh viễn làm bạn với cậu. Người nọ nói, cái đó, tiền bối, có thể chiếu cố một chút cho tôi mặt đồng tử không? Như vậy, đi ra ngoài cũng sẽ không mất mặt người Cát gia, phát triển thuật luyện đan của Cát gia mà. Hơn nữa tôi cũng có thể nói đây là vì tôi đã ăn thuốc trường sinh bất lão nên mới có bộ dạng thế này. Cái này,
đối với người hiện đại mà nói cũng là một hiệu quả tuyên truyền rất tốt. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ nói. Nếu như có thể kế thừa mặt đồng tử, khuôn mặt của Diệp Phàm ta đây không phải trước 60 tuổi đều giữ lại được tướng mạo phong độ của tuổi 28 hay sao, tên này kích động, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tuyên truyền là cái gì? Người nọ hỏi. Diệp Phàm thiếu chút nữa điên mất, đành phải kiên trì giải thích tuyên truyền là gì. Ồ, hóa ra tuyên truyền có tác dụng tốt như vậy à? Được được, ta lập tức nói cho bà ấy một tiếng, cho cậu mặt đồng tử. Người nọ nói. Ta đổ mồ hôi, tự ông không quyết định được sao còn có bà lão nào nữa, Diệp Phàm thầm khinh bỉ lão già này trong lòng, miệng nói. Việc này, chẳng lẽ còn phải được tiền bối kia đồng ý sao? Không còn cách nào khác chàng trai à, bà lão đó không nói lý được đâu, ta phải nhường nhịn đó. Cũng không có nghĩa là ta sợ bà ấy. Cái này, mặt đồng tử thuật ra là bí thuật của Cát gia ta. Hiện giờ chúng ta phải đồng thời ra tay mới cho thể cho cậu mặt đồng tử. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu. Có lẽ, mặt đồng tử này không truyền được mấy đời rồi. Hơn nữa, số lượng không thể quá nhiều, mỗi một thời đại chỉ có nhiều nhất 3 người đạt được. Ông lão có chút thê lương nói. Diệp Phàm càng lúc càng kinh sợ, trong lòng thầm nói chẳng lẽ là hồn ma hay là cái gì. Kỳ quái, không nhịn được hỏi. Một vị khác mà tiền bối nhắc đến chẳng lẽ là cụ tổ của Tuyết gia. Cái gì mà cụ tổ của Tuyết gia, đó là vợ của ta đó. Người vợ nâng khăn sửa túi của ta, ngày ngày bên nước rửa chân cho ta, người vợ đó rất xinh đẹp, rất hung dữ với người ngoài, thế nhưng lại rất nghe lời chồng. Ông lão đắc ý nói. Bằng không, ta cũng chẳng thèm đem mặt đồng tử cho đám người Tuyết gia. Bỏ từ lâu rồi. Lời ông lão nói còn chưa dứt, trong lòng Diệp Phàm đã muốn bật cười. Tự nhủ ông cho cái mặt đồng tử còn phải xin chỉ thị. Không ngờ lại còn khoe khoang trước mặt tôi, đây không phải chưa đánh đã khai mình không có bản lĩnh hay sao, bị vợ khi dễ rồi. Có lẽ những thứ như bê nước rửa chân vê vừa nói là tự ông làm hết rồi. Không lâu sau, Diệp Phàm cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo truyền đến. Tên này vội vàng vận công chống đỡ, hai tay hơ hơ trong đám xương xanh. Tuy nhiên, vẫn càng lúc càng lạnh, tên này muốn thoát khỏi đám xương xanh, giọng nói kia lại vang lên, nói. Hành khí với tốc độ cao nhất, cần phải đem hết nội tức ra kết hợp với xương xanh. Để cho xương xanh dung nhập vào trong kinh mạch của cậu, phải dung hợp hoàn toàn. Bằng không, sẽ không đạt được hiệu quả. Tiền bối, chẳng lẽ đây là dung hợp mặt đồng tử? Diệp Phàm hỏi. Bớt nói nhảm đi, khẩn trương vận khí, thời cơ không đến lần thứ hai đâu. Người của Tuyết gia muốn có cơ hội này đến phát điên. Mặt đồng tử chẳng những có thể kéo dài sự lão hóa của cậu. Điều quan trọng nhất là, nó kỳ thực mới là sinh tức thuật chân chính. Sinh tức thuật trước kia Tuyết gia đưa cho cậu chỉ là chút đỉnh thôi. Đó là một phần nhỏ của kỹ thuật bí mật Cát gia chúng ta đã xé ra. Còn sinh tức thuật chân chính là dung hợp trong mặt đồng tử. Hiện giờ với tiêu chuẩn thập đẳng của cậu, nếu như có thể luyện thành thục sinh tức thuật, vậy đối với cậu có thể nói là hưởng thụ vô cùng. Cho dù là cường giả cao siêu đột phá tiên thiên đại năng giả đạt tới cảnh giới niệm khí, nếu như có được sự giúp sức của sinh tức thuật của Cát gia chúng ta, khí trong cơ thể có thể đạt tới mức độ cuồn cuộn chảy không ngừng nghỉ như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà. Ông lão vừa nói đến đây, Diệp Phàm không nhịn được hỏi. Sao lại gọi là cảnh giới niệm khí? Chẳng lẽ còn ghê gớm hơn cả tiên thiên đại năng giả sao? Ha ha ha! Ông lão thần bí này không ngờ cười ha ha rất thoải mái, thật lâu sau mới ngừng, nói. Trước kia hậu bối của Tuyết gia có mấy người đến thử mặt đồng tử, ta cũng đã nói chuyện với bọn họ. Biết xã hội hiện đại không giống với xã hội cổ đại lúc trước. Biết được quốc thuật của xã hội hiện đại xuống dốc rồi, mới có thập nhị đẳng đã được các cậu cho là cao thủ. Về phần tiên thiên, nghe nói các cậu cho là nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đúng là vừa buồn cười vừa bực mình, ở vào thời kỳ đó của chúng ta, thập nhị đẳng chẳng là cái đếch gì. Tiên thiên chỉ có thể coi là tiêu chuẩn giữa dòng, cường giả đạt đến cảnh giới niệm khí mới được xem là cao thủ chân chính. Vậy niệm khí là cái gì? Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, vô cùng hứng thú. Dường như ông lão này đã sống lâu lắm rồi, ít nhất cũng phải mấy trăm năm, có lẽ là hơn 1000 năm ấy chứ. Vậy ông ta vẫn là người sao? Trên đời này, chẳng lẽ tồn tại thuyết tiên nhân thật sao,
chuyện đó sao có thể? Về phần ông lão này có thể nói ra những thuật ngữ hiện đại thì có thể giải thích được rồi. Có lẽ là Tuyết gia trước kia đã tiếp xúc với ông ta, sau khi những người nhận được mặt đồng tử nói chuyện cùng với ông ta, thuật ngữ của ông lão này cũng phải thay đổi thôi. Cảnh giới niệm khí ấy à, tất nhiên là lợi hại hơn nhiều so với tiên thiên rồi. Nói như vậy đi, nếu như tiên thiên là một con mèo nhỏ, thì cường nhân niệm khí chính là một con voi, sức mạnh đều không thể so sánh với nhau. Huống chi, bọn họ đã thoát khỏi sự trói buộc của khí, đạt tới một cảnh giới khác rồi. Thôi, không nói nữa, nói cậu cũng không hiểu, những cái này, đều là học vấn rất cao thâm. Ông lão còn giả vờ thần bí, khoe khoang. Diệp Phàm lại rất nóng vội, vội hỏi. Sao không giải thích tiếp, vãn bối rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ, có gì đáng hiếu kỳ, tuy nhiên, cậu muốn biết cũng được. Khi nào luyện được trường sinh đan chân chính, truyền bá thuật luyện đan của các gia chúng ta ra thế giới cho lão phu thấy, lão phu sẽ giải thích tỉ mỉ cho cậu cái gọi là cảnh giới niệm khí. Hơn nữa, nếu như thằng nhóc cậu có thể khiến lão già ta vui vẻ, có lẽ cũng có khả năng ta truyền cho cậu bí kỹ cảnh giới niệm khí đấy. Những điều đó đều phải xem lão già này có vui vẻ hay không. Ông lão lại ha ha cười. Có điều, lời của ông ta lại cho Diệp Phàm một gậy. Tên này khá buồn bực, trong lòng nhủ thầm, còn luyện trường sinh đan, ông đây cũng không muốn chết vì chúng độc chỉ cống đâu. Cái thứ thuốc vớ vẩn này có thể luyện thành sao, đám người cát gia các ông toàn là kẻ điên. Luyện cái viên đan tròn tròn, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Không đúng, lão già này sao có thể sống hơn mấy trăm năm mà không chết, chẳng lẽ trên đời này thực sự có thuyết linh hồn. Diệp Phàm càng nghĩ càng loạn. Vạn khí quy nhất, nhóc con chú ý vào cho ta. Có phải cái đầu kia của cậu vẫn đang nghĩ lung tung phải không? Không không cẩn thận luyện hỏng mặt đồng tử, thì nhóc con cậu vui rồi. Giọng nói kia lại bắt đầu cảnh cáo. Diệp Phàm đành phải dẹp bỏ mọi suy nghĩ, chuyên tâm gia tốc hành khí, dung hợp luồng khí càng lúc càng lạnh lẽo truyền đến từ trong đám sương mù màu xanh. Dường như cảm thấy, ngay cả máu cũng sắp bị đóng băng rồi. Mau sử dụng sinh tức thuật, sinh sôi không ngừng. Ông lão bất ngờ kêu lên. Chương 2286, giải bí mật. Không phải ông nói Tuyết gia với tôi chỉ là sơ sơ thôi sao? Thế thì có tác dụng gì chứ? Diệp Phàm nói. Điều sơ sơ đó chỉ là những thứ bên ngoài của sinh tức thuật của các gia chúng ta, người cứ hành khí lên đi. Đợi chút nữa, khi dung hợp ta sẽ truyền cho ngươi sinh tức thuật chân chính của các gia. Ông lão vẫn dùng cách xưng hô của thời xưa đi gì. Tiểu tử, nói thật với ngươi, người nhà họ Tuyết đến giờ vẫn chưa ai đạt được sinh khí thuật chân chính của các gia chúng ta. Ngươi phải giữ bí mật chuyện này đó. Đến lúc đó, nếu ngươi trở thành con rể của Tuyết gia, thì tuyệt đối không được tiết lộ bí mật này. Lão già hừ nói, giọng nói rất lạnh lẽo. Sau đó lại nói tiếp. Tốt nhất là ngươi không nên thành con rể của Tuyết gia. Con rể nhà này không dễ làm đâu. Việc nào cũng do phu nhân quyết định, người chỉ là một con rối thôi. Như vậy sống phỏng có ích gì chứ? Cho nên, nhất định đừng để con gái của Tuyết gia mê hoặc, nếu không, cả đời này của ngươi coi như kết thúc đấy. Tuy nhiên, ta thấy ngươi cũng không giống loại người này. Còn trẻ như vậy mà đã đạt đến thập đẳng rồi. Cố gắng luyện thật giỏi sinh tức thuật của các gia, về sau tìm mấy đồ đệ tốt rồi truyền lại cho họ. Còn về phần phụ nữ, trên đời này chỉ cần có bản lĩnh thì chẳng phải lo gì. Con gái của Tuyết gia không nên lấy. Giả dụ sau này ngươi có tiểu thiếp bên ngoài, thì họ có thể ra tay giết chết tiểu thiếp kia đó. Không phải Tuyết gia cũng có người dung hợp được, mặt đồng tử, sao? Tiền bối nói rằng sinh tức thuật của các gia được dung hợp trong mặt đồng tử. Vậy thì bọn họ đều đã biết bí thuật này rồi. Diệp Phàm hỏi. Biết cái gì mà biết? Lão già hừ nói. Một lúc sau mới nói tiếp. Không phải nói với ngươi rồi sao? Bọn họ chỉ biết sơ sơ thôi. Còn sinh tức thuật chân chính ở trong lòng ta. Chỉ có ta là có thể giúp dung hợp được. Hơn nữa, sinh tức thuật này cũng không thể truyền vô tội vạ được. Cho nên, chỉ có thể truyền cho đệ tử chân chính mà thôi. Ngay cả Tuyết Phượng cũng không biết là bà ấy chỉ lấy được sơ sơ. Lão Phu là ai chứ? Sao có thể đem bí thuật truyền hết cho người của Tuyết gia được? Ngay cả phu nhân ta cũng không được, bằng không, ngày nào ta cũng vẫn bị bà ấy ức hiếp. Tiểu bối, sau này ngươi phải dốc lòng để học bí thuật của các gia. Luyện cho thông đạt, đột phá tiên thiên, đến giai đoạn niệm khí.
Sau này lấy hết toàn bộ con gái của Tuyết ra, phải khiến cho bọn họ trở thành tiểu thiếp, đừng cho làm chính. Như vậy mới có thể chút giận cho lão phu được. Ha ha! Cái này, e rằng hơi khó. Nghe nói Tuyết Nha Nha của Tuyết gia đã đạt đến thập nhị đẳng rồi. Khi người ta đột phá đến tiên thiên thì tôi làm gì có thể theo kịp được chứ? Diệp Phàm nói. Bụng nghĩ tâm thù của lão già này còn rất lớn. Phỏng chừng trước kia bị Tuyết Phượng lừa đến để làm rể ở Tuyết gia, và kết quả là cả đời bị người ta bắt nạt thảm hại. Giờ đem hết hy vọng đổ lên người mình. Người phụ nữ kia, trước kia lão phu bị bà ta lừa. Lão già nói với giọng giận dữ. Chẳng lẽ, bí thuật của tiền bối bị bà ta lừa sao? Diệp Phàm hỏi. Ý ta nói là người phụ nữ có khuôn mặt của một cô bé kia kìa. Lúc đó bà ta mới 14 tuổi, ta đã cho khuôn mặt đồng tử rồi. Vì vậy, cho đến bây giờ bà ta vẫn duy trì dáng vẻ của một cô gái mười mấy tuổi. Đến khoảng 50 tuổi thì mới bắt đầu thoái hóa. Tuy nhiên, nếu bà ta đã đột phá lên tiên thiên đại năng giả, thì rất có khả năng phục hồi dáng vẻ của 14 tuổi. Lão già nói, đột phá lên tiên thiên còn có điều kỳ diệu này sao? Diệp Phàm có chút động lòng rồi. Không chỉ phụ nữ chú trọng dung mạo, nhưng đàn ông cũng rất coi trọng. Có thể trẻ mãi thì luôn tốt hơn là già đi. Tiểu tử, người chẳng hiểu biết gì cả. Người có thể đột phá lên tiên thiên đồng nghĩa cơ thể đột phá đến cực hạn một lần nữa. Năng lực các mặt của cơ thể đều lên một nấc thang mới. Đương nhiên, cơ thể cũng có chút thay đổi, người trở nên trẻ đi cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, cũng không có chuyện người 60 tuổi mới đột phá lên tiên thiên thì có thể quay lại tướng mạo của thời 30, mà chỉ trẻ đi một chút thôi, khoảng 40 gì đó. Nhưng nếu như người có mặt đồng tử của Cát gia chúng ta, thì sẽ khác. Dáng vẻ già nua sẽ được khôi phục. Lão già đắc chí nói. Hiện tại người phải cẩn thận một chút, sắp đến thời khắc mấu chốt rồi. Ngươi có thể lĩnh hội được bao nhiêu sinh tức thuật của Cát gia thì tất cả phải xem vận mệnh của ngươi. Lão già nói một câu cuối cùng rồi không hé răng nữa. Diệp Phàm có cảm giác dường như mình bị rơi vào một căn phòng bằng băng tuyết. Nhiệt độ lúc này ít nhất cũng phải âm 3-4 độ. Trong điều kiện nhiệt độ thấp như vậy, Diệp Phàm cảm thấy thân thể của mình dường như không thuộc về mình nữa. Đã hoàn toàn chết lặng. Cái cũ đi rồi, cái mới sẽ đến. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Phàm mới cảm nhận được điều này. Sinh tức thuật này đang thay mới, sinh sôi không ngừng. Ồ, không tệ, ngươi lĩnh hội được rồi. Lão già cao hứng nói. Tiền bối, có thể nói cho con biết tên họ không? Con sẽ ghi nhớ mãi mãi trong lòng. Diệp Phàm lúc này trở nên cung kính nói. Cát Đông Lĩnh, ha ha, đời này đã quên mất tên của ta rồi. Thôi vậy, không sao cả. Cát Đông Lĩnh cười nói. Người phụ nữ có khuôn mặt của cô bé kia được kế thừa mặt đồng tử của Phượng Tuyết. Tuy nhiên, nếu so sánh với ngươi, thì còn kém xa. Bởi vì, sinh thức thuật chân chính, chỉ có ta mới có. Đi đi chàng trai, hãy phát huy bí thuật của Cát gia. Đến khi nổi danh thiên hạ, thì vạn người sẽ đến bái. Lớp xương màu xanh dần dần tan đi, trong động lại khôi phục về trạng thái bình thường. Anh Diệp, em đã đạt được mặt đồng tử rồi, còn anh thì sao? Tuyết Hồng vẻ mặt hưng phấn nói. Anh chẳng biết đã đạt được chưa, nhưng cũng có cảm giác lạnh. Diệp Phàm nửa giả nửa thật nói. Chắc là được rồi, em thì không có cảm giác lạnh lắm, mà chỉ hơi hơi thôi. Đến trạng thái nước có thể đóng băng gì đó. Tuyết Hồng nói. Cô đương nhiên không cảm thấy được rồi, bởi vì đó đâu phải là sinh thức thuật chân chính. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, miệng nói. Có người nói chuyện với em không? Có, bà ấy nói mình tên là Tuyết Phượng, là lão tổ tông của em. Đến cụ ngoại Tuyết Nha Nha nhà em cũng là tiểu bối của bà. Tuyết Hồng, em nói xem họ giấu mình ở đâu? Diệp Phàm hỏi, đối với vấn đề này, Diệp Phàm đã suy nghĩ rất lâu rồi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không tin là trên đời này lại có người ngàn năm. Càng không tin ma quỷ gì. Ha ha! Không ngờ, Tuyết Hồng cười mãi không thôi. Anh thật là ngốc. Tuyết Hồng châm chọc Diệp Phàm, nói. Trông dáng vẻ cô lúc này rất đáng yêu, Diệp Phàm nhìn không khỏi chấn động. Anh ngốc ở chỗ nào? Diệp Phàm hỏi. Thật ra họ đều đã chết từ lâu rồi. Tuyết Hồng nói một câu. Thiếu chút nữa thì làm cho Diệp Phàm chấn động đến rất cằm. Làm sao có chuyện đó chứ, chết rồi vẫn còn có thể nói chuyện được với chúng ta.
người ta là lão tổ tông, mặc dù thời đó không có thiết bị hiện đại như bây giờ. Nhưng họ là đại cao thủ của thời đó. Cái gì là niệm khí? Nghe nói đến giai đoạn niệm khí này, ý niệm của cao thủ đó có thể cùng với khí tức trong kinh mạch kết hợp lại một chỗ. Cái này, nói như thế nào nhỉ? Ví dụ như bây giờ, chúng ta muốn khống chế vũ khí tấn công, thì chỉ có thể dựa vào nội tức mạnh. Thông qua bàn tay để bức nội tức ra ngoài để khống chế sự công kích của vũ khí. Còn niệm khí thì không như vậy. Người ta có thể đem ý của mình dung hợp với nội tức. Như vậy, tính linh hoạt của việc khống chế có thể theo tâm ý mà định. Đương nhiên, không thể đạt được đến mức anh muốn gì thì được cái đó. Lão Tổ Tông nói, bọn họ đem ý thức của mình sửa thành khí sóng. Hơn nữa, sơn động này đặc biệt, dưới đất có lớp sương mù màu xanh có thể khiến nội tức không bị phân tán. Một khi bên ngoài có tình hình gì thì sẽ chạm đến nội khí, đám sương mù màu xanh kia sẽ theo đó mà ra. Đến lúc đó sẽ phát sinh ra chấn động. Bởi vì chúng ta nói chuyện, lời nói từ miệng chúng ta đi ra sẽ sinh ra khí sóng và làm chấn động lớp sương mù. Vì vậy làm chạm vào một loại bí thuật mà Lão Tổ Tông đã dùng nội tức để sắp xếp. Mà loại bí thuật này cũng kỳ diệu như máy tính, hay những loại thiết bị hiện đại khác của chúng ta vậy. Chúng ta nói làm chấn động đến lớp sương mù màu xanh, Lão Tổ Tông thiết lập ý niệm trong lớp sương mù đó. Ý niệm này sẽ dựa vào cảm giác chấn động, từ đó phát sinh phản ứng trả lời chúng ta. Loại ý niệm này biết phân tích và xử lý lời nói. Đương nhiên Lão Tổ Tông cũng an bài rất nhiều phương thức đối thoại, có chút giống như một chiếc máy tính cao cấp. Thật ra, là chỉ dùng một loại bí thuật để thiết lập sóng chấn động thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Đương nhiên, loại bí thuật này đã được Lão Tổ Tông nghiên cứu nhiều năm mới thành công. Hơn nữa nó còn cần phải đạt tới cảnh giới niệm khí. Và lại, còn phải ở chỗ đất có lớp khói màu xanh mới được. Ba điều này không thể thiếu. Tuyết Hồng giải thích một thôi một hồi, nhưng Diệp Phàm nghe vẫn có chút gì đó mơ hồ, nhưng cuối cùng có điều tâm đắc rồi. Hiểu được Cát Đông Lĩnh và Tuyết Phượng đã chết từ lâu. Đây chỉ là bí thuật niệm khí, cộng thêm nội tức và chấn động khí sóng tạo thành mà thôi. Trên đời này vốn chẳng có ma quỷ, càng không có truyền thuyết thần tiên. Tuy nhiên, hai vị này có thể đem ý nghĩ của họ truyền đến ngày này, coi như là tuyệt thế thiên tài rồi. Đúng rồi, vật dính trên ngực em đã rơi ra chưa? Diệp Phàm hiểu, ánh mắt lướt qua bộ ngực Tuyết Hồng có chút bất lương. Chương 2287, cuối cùng trả lại rồi. Anh xem một chút. Tuyết Hồng đương nhiên phát hiện ánh mắt kinh ngạc của hắn, tuy nhiên cô cũng không kịp rồi, cởi áo tại chỗ. Nhìn nhìn sờ sờ, không khỏi ấp úng nói. Sao vẫn còn thế, tuy nhiên, giống như sắp rơi vậy. Sắp rơi. Diệp Phàm kinh ngạc tuy nhiên, ngượng ngùng nhìn chằm chằm chỗ kia của người ta xem. Anh sờ sờ xem có phải sắp rơi không? Chưa hiểu gì thì Tuyết Hồng đã giơ tay ra nắm lấy bàn tay Diệp Phàm đắt vào dấu hiệu con rơi màu tím ở ngực. Lập tức một luồng sóng điện xẹt qua trong lòng Diệp Phàm. Cảm giác hết sức thoải mái, hắn không kìm nổi nắm tay lại lập tức một khối mềm mại một tay nắm không đầy. Anh nhanh vận khí thử nhìn một chút có thể lấy con rơi này xuống không? Nếu không lấy được thì em phải đến bệnh viện làm rồi. Nếu không, thối rữa ra thì làm sao bây giờ? Tuyết Hồng mặt đỏ mừng vội vàng nói. Diệp Phàm bình tâm bắt đầu dùng nội tức ép lên. Dần dần Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, con rơi màu tím dường như bị hòa tan từ từ trở nên tím xanh mượt. Hơn nữa, một cỗ nội tức cùng dương hợp với nội tức của hắn, không lâu sau đã không thấy tăm hơi. Không rớt hay thật. Tuyết Hồng vô cùng hào hứng. Có phải là vào người em rồi không? Diệp Phàm nói một câu làm Tuyết Hồng lo lắng, cầm ngực mình gạt gạt muốn làm rơi con rơi màu tím. Tuy nhiên, không phát hiện cái gì lạ mới yên tâm. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Diệp Phàm đang ngơ ngác nhìn chằm chằm động tác của mình, Tuyết Hồng lập tức mắng. Đồ háo sắc, không cho anh nhìn nữa. Lập tức nhanh chóng mặc quần áo vào. Mẹ kiếp, động tác này quả thật làm cho người ta phun huyết. Diệp Phàm có chút tiếc nuối nói thầm một câu, miệng nói. Đã nhìn cũng đã sợ còn giấu gì. Anh còn nói nữa. Tuyết Hồng tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm, mặt đỏ giống như mông khỉ. Không nói. Diệp Phàm cười khan một tiếng, giơ tay vuốt vuốt tóc. Hả, tại sao lại về, cái này lại về trên bàn tay anh rồi. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, vừa rồi trong lúc vô ý xúc động nội tức,
con rơi tím nho nhỏ không ngờ lại xông ra ngay chính bàn tay của hắn. Ha ha ha, thật sự còn cho anh, em cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tâm trạng Tuyết Hồng rất tốt, cười tươi. Quái, lại không thấy đâu rồi. Diệp Phàm nhìn nhìn bàn tay, phát hiện trong lòng bàn tay không thấy con rơi rồi. Anh, có phải anh đang dùng ma thuật không? Tuyết Hồng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang mở của Diệp Phàm, vẻ mặt hào hứng nói. Không ngừng đùa bỡn trên lòng bàn tay Diệp Phàm. Anh cũng không hiểu được tại sao trở về, vừa rồi đi ra một chút lại không có. Diệp Phàm của khó hiểu. Cẩn thận quan sát những việc xảy ra trong bàn tay mình, lại dùng nội tức ra lòng bàn tay, lần này không ngờ con rơi màu tím không đi ra. Hắn thử vài lần cũng không thấy, không khỏi uể oải, không hiểu được nguyên nhân là ở đâu. Không phải là phải dùng bí kíp mà lão tiền bối truyền mới đi ra ngoài được chứ? Tuyết Hồng nói thầm một câu. Đúng rồi, để anh thử xem. Diệp Phàm hiểu ra lập tức vận con rơi Vương Nam Lăng và Thủy Công. Trong lòng lập tức hiện ra con rơi Vương Nam Lăng vừa nói đến, đây là con rơi công và Thủy Công có thể tụ tập hơi nước trong không trung để hắn sử dụng. Nước là khởi nguồn của vạn vật, có thể tán nhưng cũng có thể tụ, có thể hủy đi nhưng cũng có thể giải, có thể lên cũng có thể xuống, có thể chuyển nhưng cũng có thể cố định. Có thể lợi dụng để làm vật bảo vệ rất tốt, có thể dùng để trị người cũng như cứu người. Không lâu sau Tuyết Hồng có chút lạ giật cả mình nhỏ giọng nói. Quái, sao giống như là hơi ẩm tăng lên vậy? Chỗ này không có nước chảy ra, nếu ở bên ngoài thời tiết thay đổi mới thế. Sau khi Diệp Phàm dùng thủy công mấy phút, Tuyết Hồng thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì, vây quanh người Diệp Phàm dần dần ngưng tụ một ít hơi nước. Hơi nước này rất mỏng, như là một màng lụa, choàng qua người Diệp Phàm. Tuyết Hồng còn tiến đến sở thử, cô gái lập tức cảm thấy khiếp sợ, bởi vì thật sự là hơi nước chứ không phải là ảo giác. Nước từ đâu ra vậy? Tuyết Hồng không thể nghĩ ra, cô quay trái quay phải để tìm chỗ có nước xuất hiện. Đột nhiên hơi nước biến thành một con rắn nhỏ một chút ngưng tụ trong bàn tay trái của Diệp Phàm. Hơi nước không thấy mà hình vẽ con rơi màu tím lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Thì ra là thế, thì ra là thế. Diệp Phàm bừng tỉnh ngộ, chỉ cần dùng thủy công ngưng tụ hơi nước vào lòng bàn tay thì có thể làm cho con rơi màu tím xuất hiện. Bởi vì thủy công Diệp Phàm luyện tập không lâu, cho nên không thể nào thuần thục được. Bản lĩnh cũng không đủ thâm hậu. Bởi vậy con rơi màu tím xuất hiện cũng chậm. Diệp Phàm tin rằng chỉ cầu bản lĩnh tăng lên chỉ cần nghĩ con rơi màu tím cũng có thể xuất hiện. Vương Nam Lăng thật sự là kỳ nhân, không ngờ có thể nghĩ ra chiêu này. Tuy nhiên, đối với Vương Nam Lăng tại sao phải đem con rơi này đầu tiên đặt lên ngực Tuyết Hồng sau đó sang người Diệp Phàm hắn cũng không hiểu được. Trong lòng tự nhủ không phải là cơ thể Tuyết Hồng hỗ trợ luyện tập thủy công chứ? Hình như là không phải. Chẳng lẽ còn muốn làm ra cái gì đó là âm dương hòa hợp gì đó sao? Trở lại thôn Vũ Hậu, Diệp Phàm vội vàng ăn cơm tôi rồi đi suốt đêm trở về. Vì đi đã mấy ngày rồi, không trở về thật sự là không tốt nói. Trở lại Đồng Lĩnh, Mễ Nguyệt đầu tiên đến văn phòng báo cáo công tác. Việc khai thác mỏ của tập đoàn Thiên Mộc đều bình thường cả chứ? Diệp Phàm quan tâm nhất đương nhiên là hỏi trước rồi, trực tiếp hỏi Mễ Nguyệt. Muốn nói toàn bộ là bình thường trở lại hết thì trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không thể nào làm được. Bởi vì tập đoàn Thiên Mộc đã đổi tổng giám đốc khu khai thác rồi. Phượng Khải Mai vừa đảm nhận vị trí này đã tiến hành cải cách rộng rãi. Mễ Nguyệt nói, bình thường thôi mỗi vua một quan thần, thành viên của công ty khai thác mỏ trước kia có vua là Phượng Thảo Thiên cũng thế. Hiện giờ đổi thành Phượng Khải Mai, người ta có quan niệm của riêng mình. Phượng Thảo Thiên tuy nói là đàn ông nhưng thường thường quan tâm đến lợi nhuận. Mà Phượng Khải Mai có lẽ sẽ chú trọng một chút đến pháp luật, trong thực tế vận dụng sẽ có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nói về lợi ích lâu dài của tập đoàn. Để tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc đi đúng quỹ đạo, phát triển lớn hơn nữa thì Phượng Khải Mai chắc chắn càng làm tốt hơn Phượng Thảo Thiên. Chỉ là hiệu quả chậm một chút mà thôi. Cũng không biết Phượng Khải Mai có kiên trì không. Diệp Phàm nói. Cũng bình thường, Phượng Khải Mai hiện tại kỳ thật đang làm ngược lại Phượng Thảo Thiên. Quy hoạch một lần nữa, triển khai một lần nữa, việc này bình thường đều gọi là cải cách. Cải cách thường thường sẽ gặp rất nhiều phiền toái, thế lực cũ, tư tưởng cũ, quan niệm cũ có rất nhiều ảnh hưởng. Còn có cả những nguyên lão của tập đoàn nữa. Các nguyên lão này có tiếng nói rất nặng, chưa chắc đã đồng ý với Phượng Khải Mai. Phiền toái còn tiếp tục nữa,
Tuy nhiên, đây là chuyện mà Phượng Khai Mai đã bắt đầu rồi. Chúng ta chỉ có thể tạm thời bàng quang. Tuy nhiên Phượng Khai Mai có thể ngồi lên vị trí chủ tịch, không có chút thực lực cũng không thể nào làm được. Tuy nhiên, nghe nói Phượng Thảo Thiên mới là trực hệ thân thích của nhà họ Phượng, cũng là người cầm quyền. Phượng Khai Mai muốn khống chế hoàn toàn được việc khai thác mỏ của Thiên Mộc khó khăn vẫn là rất lớn. Hơn nữa Phượng Tứ kia nhất hệ cũng không có khả năng để Phượng Khai Mai bắt đầu như thế. Kinh tế xã hội hiện đại có thể quyết định vận mệnh gia tộc. Vận mệnh của nhất hệ lại bị nắm trong ta chi hệ là không có khả năng. Mễ Nguyệt cũng không ngốc, nhìn thấy bản chất của vấn đề. Thôi vậy, không nói chuyện này nữa. Đó là chuyện của họ, đương nhiên đối với việc tổ chức lại tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc chính quyền sẽ ủng hộ và giúp đỡ nếu thấy cần. Trước kia Phượng Thảo Thiên và Cao Thành quan hệ không tệ, không hiểu Phượng Khai Mai giờ thế nào. Huống chi, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc cũng đã phải trả giá mấy trăm triệu coi như là có thành ý rồi. Diệp Phàm nói, Phượng Khai Mai cũng không phải. Tôi tin rằng tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc bất kể là ai quản lý thì Ủy ban Nhân dân thành phố đều cho phép giúp đỡ. Bởi vì vứt bỏ nhà giàu nộp thuế này cũng là kết quả mà các lãnh đạo đồng lĩnh không ai muốn thấy. Làm chủ tịch thành phố quản lý tài chính, chủ tịch Cao Thành càng không muốn thấy điều này. Mễ Nguyệt nói, đúng thế, chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm. Cô nói cho tôi một chút về vấn đề cải tạo phố Tân Long đi. Diệp Phàm nói chuyển đề tài. Bí thư Diệp, công trình phố Tân Long tiến triển vô cùng thuận lợi. Dân chúng có lẽ cũng thấy được đường phố chật sẽ nguy hiểm. Cho nên lần giải phóng mặt bằng này vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, có tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc tặng 100 triệu, Ủy ban Nhân dân thành phố cấp hơn 50 triệu. Còn có cả khoản quyên góp xã hội hóa và số tiền cấp trên cho nữa, tổng hợp lại cũng đến 300 triệu. Có khoản tiền này công trình cải tạo phố Tân Long có thể thuận lợi hoàn thành. Mễ Nguyệt nói vẻ mặt rất vui vẻ. Vậy tứ tôn thần đâu? Diệp Phàm nhìn Mễ Nguyệt một cái hỏi, tất nhiên là nói về bốn tảng đá hình sư tử kia rồi. Bí thư Diệp, tôi thay đổi suy nghĩ. Mễ Nguyệt cười nói. Hả, nói nghe một chút xem. Diệp Phàm cũng hứng thú. Tôi dùng cách cổ xưa đặt ở cửa chính của Ủy ban Nhân dân và Thành ỉu. Hai cửa trên cơ bản là không thay đổi, tôi chỉ xin ý kiến của chuyên gia khảo cổ thôi. Tư tưởng chính là khôi phục lại cái cũ. Cho nên, cứ như vậy, tứ tôn thần kia cũng không phải làm gì. Mặc dù là bốn vị lãnh đạo chắc có lẽ không có nhiều suy nghĩ. Và lại, qua lần sửa cửa chính này chỉ xê dịch một chút thôi. Hơn nữa, có vẻ từ xưa cũng có sức hấp dẫn về nghệ thuật. Mễ Nguyệt có vẻ hơi đắc ý. Vẫn là Mễ Nguyệt làm việc tốt. Diệp Phàm không khỏi khen ngợi. Tuy nhiên, bí thư Diệp chỉ sợ là khoản tiền lấy từ trên tỉnh hơi khó. Mễ Nguyệt cười tươi nhưng hơi cau mày nói. Sao lại thế? Diệp Phàm nghiêm túc hỏi. Chương 2288, nhìn chúng vị trí này. Cục trưởng Cục Giao thông vẫn để bụng chuyện của phố Tân Long. Từ sau khi bí thư Diệp ra lệnh, Lão Tuyên luôn luôn chạy tiền chạy dự án. Đây không phải là dự án y làm, sở giao thông kia đã qua hết các cửa, cấp 30 triệu. Chỉ có điều khoản tiền này có chút đặc biệt, phải qua tay sở tài chính tỉnh quyết định mới đến thành phố chúng ta. Mấy ngày trước Lão Tuyên vui mừng đi tỉnh thành, đến sở giao thông, được biết khoản tiền này đã báo cáo sở tài chính, mọi thủ tục đều đã xong hết. Lão Tuyên vui sướng đến sở tài chính, tuy nhiên lần này cũng gặp phải một cái đinh. Người ta 7-8 lần đẩy, còn nói khoản tiền này có liên quan đến xây dựng giao thông chắc chắn là liên quan đến tiền cải tạo quốc lộ tỉnh. Công trình cải tạo phố Tân Long của chúng ta không thuộc về hạng mục cải tạo giao thông mà thuộc về xây dựng đô thị. Dù sao cả nửa ngày cũng không trả tiền. Mễ Nguyệt có chút tức giận nói. Cục trưởng Tuyên là cán bộ cấp cục phải làm một hạng mục như vậy thật là làm khó anh ta. Có lẽ cục trưởng Tuyên cũng tìm lãnh đạo tỉnh rồi. Diệp Phàm hỏi. Ừ. Không có lãnh đạo liên quan của tỉnh ủng hộ, một khoản tiền lớn như vậy không thể nào quyết định xuống. Chỉ có điều, hiện tại cấp xuống sở tài chính tỉnh, tiền đã nhìn thấy nhưng không thể lấy ra ngoài. Lão Tuyên đi vài lần mà không lấy được tiền, trong lúc tức giận thiếu chút nữa quát cả lãnh đạo có liên quan của sở tài chính. Nghe nói Lão Tuyên cuối cùng vẫn bị bảo vệ của sở tài chính mời ra ngoài. Mễ Nguyệt nói, là kéo đi. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Mời ra đấy. Mễ Nguyệt nói nhìn Diệp Phàm vẻ muốn nói gì đó lại thôi.
Có gì muốn nói thì nói thẳng, còn giấu cái gì? Diệp Phàm nhíu mày nói. Có lãnh đạo của Sở Tài chính tuyên bố, nói công trình cải tạo phố Tân Long của chúng ta lần này có vấn đề, vi phạm quy định. Cho nên khoản tiền này sẽ không cấp xuống dưới. Tất nhiên những lời này là những lời nói với Lão Tuyên, những lời không dễ nghe. Thật ra việc này thực không thể trách Lão Tuyên, Sở Tài chính tỉnh là thần tài trong chúng ta, có ai không hiểu được. Mỗi người đi hỏi bọn họ tiền đều ra vẻ đáng thương. Anh dám nói với họ mấy câu người ta lập tức liền nhăn mặt ngay. Một phó giám đốc sở đến đó, một phó phòng người ta cũng có thể nhăn mặt với anh. Đây là tác phong làm việc của một số cơ quan ở tỉnh, ôi. Mễ Nguyệt nói. Việc này, tôi nghĩ không thông. Sở Tài chính tỉnh vì sao cố gắng giữ lại hạng mục phố Tân Long của chúng ta? Trong chuyện này có liên quan đến cái gì? Diệp Phàm cũng không phải là ngốc. Sở Tài chính tỉnh tuy nói kiên cường nhưng cũng không vô duyên vô cớ ngăn cản những việc này. Đây không phải là tự mình tìm phiền phức sao? Tuy nói Sở Tài chính tỉnh nhiều tiền thế lớn nhưng tự dưng đi làm chuyện đắc tội với lãnh đạo cũng không làm. Việc này có lẽ là có liên quan một chút đến Cục trưởng Cục Tài chính Vạn Phú Tài của Cục Tài chính thành phố chúng ta. Mễ Nguyệt nói, Cục trưởng Vạn, Cục Giao thông chẳng lẽ có mâu thuẫn gì với Cục Tài chính sao? Hoặc là Cục trưởng Vạn và Cục trưởng Tuyên có ân oán cá nhân gì? Diệp Phàm như thoáng nghĩ ra cái gì đó hỏi. Bí thư Diệp chưa nghe nói qua sao? Mễ Nguyệt có chút kinh ngạc. Tôi vừa về, nghe nói qua cái gì, cô cứ nói thẳng là được. Diệp Phàm nói. Phó Chủ tịch thành phố Lâm Nguyệt lên làm Phó Chủ tịch Thường trực của thành phố Hà Đông rồi. Việc này nghe nói ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã thông qua. Có lẽ trong mấy ngày tới Phó Chủ tịch Lâm sẽ chuyển đi. Mễ Nguyệt nói. Tôi đúng là không đủ tư cách làm bí thư rồi, chuyện lớn như vậy mà không biết. Diệp Phàm nói trong nháy mắt hiểu hừ nói. Có phải là hai người họ đều muốn vị trí của Phó Chủ tịch Lâm? Không riêng gì hai người họ, hiện tại ở thành phố này cán bộ có tư cách cục trưởng đều hướng lên tỉnh chạy. Ví dụ như cục trưởng Lục của cục xây dựng, cục trưởng Thiếu của phòng nhân sự, cục giáo dục, khá nhiều người, hơn nữa người ở ngoài thành phố nhìn vào vị trí này của chúng ta cũng không dưới 30 người. Mà cục trưởng cục giao thông và cục trưởng cục tài chính của thành phố chúng ta đang có tiếng nói cao nhất rồi. Bởi vì, hai người thâm niên cũng nhiều nhất, hơn nữa ở thành phố có người ủng hộ nhất định, có uy tín. Mà hai người ở tỉnh đều có chỗ dựa vững chắc, có lẽ hai người bọn họ tự nhận là chiếc ghế này vào họ không còn ai nữa. Cho nên, tạo thế cũng lớn, ảnh hưởng rất lớn. Mễ Nguyệt nói, kẹt ở Sở Tài chính. Không lẽ có vị lãnh đạo nào của Sở Tài chính có quan hệ thân thiết với Cục trưởng Vạn? Diệp Phàm hỏi nhìn Mễ Nguyệt một cái. Vậy Cục trưởng Tuyên quan hệ ở tỉnh thì sao? Bí thư Diệp chẳng lẽ không biết mối quan hệ giữa Cục trưởng Vạn và Sở Tài chính tỉnh sao? Có biết cái gì chứ, mới đến đồng lĩnh 2 tháng, mà tôi đâu phải thần thánh, đồng lĩnh có bao nhiêu cán bộ cấp cục, còn nữa thời gian vừa rồi xảy ra nhiều chuyện không phải là cô không biết. Huống chi? Tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi hỏi thăm những quan hệ này. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Rất xin lỗi bí thư Diệp, tôi không quản lý tốt. Về sau sẽ thường xuyên tâm sự những điều này với bí thư Diệp. Tuy nói những quan hệ này không ở trong máy bí thư Diệp nhưng biết cũng tốt hơn là không biết. Nói đến Vạn Phú Tài, cán bộ của thành phố đều biết Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vạn Hữu Lương là anh ruột của Cục trưởng Vạn. Còn quan hệ của Cục trưởng Tuyên ở tỉnh tôi cũng không biết được. Cục trưởng Chuyên trước kia là người khiêm tốn, không để lộ điều gì. Tuy nhiên, Lão Tuyên rất có cách, ngẫu nhiên đều làm ra những thành tích, để người ta có thể nhớ đến y. Lần này Lão Tuyên cũng xuất đầu lộ diện ra trận. Mễ Nguyệt nói, khó trách, Vạn Hữu Lương ra sức giúp em trai, tất nhiên sẽ hung hăng đả kích Tuyên Minh Đường. Tuy nhiên, bọn họ gây sức ép thế nào tôi cũng mặc. Vạn Hữu Lương giúp đỡ em trai cũng là bình thường, người trong nhà không giúp thì còn giúp ai. Tuy nhiên công là công, TTU là tư. Đem việc công lẫn vào việc tư là không được, anh ở tỉnh không trả tiền là làm khó thành phố đồng lĩnh chúng ta. Công trình cải tạo phố Tân Long không tối thì không tốt đối với nhân dân. Dùng cách này tôi rất không hài lòng. Diệp Phàm có chút tức giận, cảm thấy Vạn Phú Tài hơi thất thế rồi. Ôi, người ta có quyền. Chúng ta hiện giờ đang bị nắm trong tay Vạn Hữu Lương rồi, có cách gì nếu như không có khoản tiền này thì công trình cải tạo phố Tân Long cũng như trứng chọi đá rồi.
Bí thư Diệp đem chuyện lớn như vậy giao cho tôi, chuyện đầu tiên đã không làm được. Nếu làm không tốt không nói là bí thư Diệp không hài lòng, ngay cả Mễ Nguyệt tôi cũng thấy hổ thẹn với lương tâm. Mễ Nguyệt tỏ thái độ rất kiên quyết. Cô muốn làm thế nào bây giờ? Diệp Phàm nhìn Mễ Nguyệt một cái nói. Chủ tịch Cao nói như thế nào? Cục trưởng Tuyên tìm Phó Chủ tịch thành phố Ngô phân công quản lý giao thông, Phó Chủ tịch Ngô cũng đến tỉnh hỏi một chút. Kết quả ngày hôm qua ông ấy và Cục trưởng Tuyên đến Sở Tài chính tỉnh, cũng hít đầy mũi bụi. Mễ Nguyệt nói, Phó Chủ tịch Ngô nghe nói quan hệ tốt với Chủ tịch Cao. Diệp Phàm nói, vâng, Phó Chủ tịch Ngô và Cao Thành là hai nhân vật quan trọng trong vòng tròn, phân công quản lý trong Ủy ban Nhân dân thành phố đã sớm vượt qua Phó Chủ tịch Thường trực Tất Vân Lý. So với Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch thành phố Ngọc Xuân Phong còn hơn một chút. Đều là vì chút màu mè, bộ phận có quyền, Phó Chủ tịch thành phố Ngọc cũng không phải là đồ ngốc, chỉ có điều biết đây là do Cao Thành thiên vị Phó Chủ tịch Ngô nên không lên tiếng thôi. Hơn nữa, đối với công trình cải tạo phố Tân Long tôi nghĩ Chủ tịch thành phố Cao chưa chắc đồng lòng với Bí thư Diệp. Trước kia còn lấy rất nhiều lý do để ngăn cản, tôi nghĩ, Phó Chủ tịch thành phố Ngô đến Sở Tài chính tỉnh đơn giản là giả vờ giả vịt thôi. Nhìn ngoài thì coi như ông ta làm hết trách nhiệm trên thực tế cũng không cố gắng. Việc này Cục trưởng Tuyên về có nói qua, hình như vẻ mặt không dễ nhìn lắm. Có lẽ Phó Chủ tịch Ngô chỉ thể hiện Cục trưởng Tuyên đã nhìn ra. Việc này Cục trưởng Tuyên cũng đành chịu, người ta đi một chuyến rồi, còn muốn người ta như thế nào nữa? Mễ Nguyệt nói. Ha ha, Phó Chủ tịch thành phố Ngọc cũng là một đồng chí tốt. Diệp Phàm cười cười, trong lòng đột nhiên nghĩ ra cái gì? Nếu đồng chí Ngô dụng quá mức thế thì có thể lợi dụng Ngọc Xuân Phong đến kiểm chế y. Huống chi Phó Chủ tịch Thường trực Tất Phân Lý cùng Bí thư Đảng quần chúng Lỗ quả nhiên quan hệ thân thiết. Cùng Cao Thành không cùng chí hướng. Nếu như có thể liên hợp với Tất Phân Lý thì cũng có thể kéo co với Cao Thành, đó cũng khá thú vị. Ít nhất cũng có lợi đối với việc tham gia vào công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, hoàn thành nhiệm vụ tề trấn đảo giao. Bí thư Diệp, Phó Giám đốc Vạn muốn làm như thế đơn giản là hy vọng thành ủy đồng lĩnh chúng ta có thể giúp đỡ Vạn Phú Tài một phen. Cao Nguyệt nói, nếu lúc trước Vạn Phú Tài có thể ủng hộ xây dựng phố Tân Long tôi có lẽ có thể giúp y một chút. Hiện giờ tôi cũng không tin Sở Tài chính chẳng lẽ là nhà của đồng chí Vạn Hữu Lương. Diệp Phàm lên mặt Mễ Nguyệt hiểu được Vạn Phú Tài lần này đem đá đập vào chân mình rồi. Để lại ấn tượng như thế này trong nhân vật số một của đồng lĩnh, sau này muốn làm gì cũng khó, nhân vật số một người ta cũng không phải là bùn ướt. Đến lúc đó nói mấy câu cũng đủ chết rồi. Giám đốc Sở Tài chính Bành Hưng và Bất Hiểu Đắc không biết Bí thư Diệp có biết không? Mễ Nguyệt hỏi. Vừa mới nghe cô nói đấy, tôi không rõ lắm. Thành phố chúng ta có người nào có quan hệ thân thiết với giám đốc Bành? Có lẽ không được việc, mặc dù là quan hệ với giám đốc Bành cũng tốt nhưng muốn giám đốc mạo hiểm đắc tội với phó giám đốc thường trực Vạn cấp tiền cho đồng lĩnh chúng ta. Việc này khá khó khăn, trừ phi là lãnh đạo tỉnh ra tay, có lẽ như giám đốc Bành người ta cũng không nể. Sở Tài chính là một sở mạnh trong Ủy ban Nhân dân. Giám đốc Sở lại là một nhân vật có tiếng, muốn cho giám đốc Bành nể mặt ít nhất phải là Ủy viên Thường vụ và lãnh đạo tỉnh. Bằng không, giám đốc Bành sẽ không quan tâm. Mễ Nguyệt nói,